Hắn, Triệu Bân, thiếu chủ Triệu gia, ngày trước là kỳ tài võ đạo, ai ngờ số mạng của hắn không may, trong lúc lịch luyện bị người khác ám toán, Triệu gia phải dốc toàn lực chữa trị, tuy giữ được tính mạng, nhưng linh mạch của hắn đều đứt đoạn. Kể từ ngày đó, hắn đã không còn là thiên tài nữa. Hắn bị mọi người khinh thường, coi rẻ, trở thành trò cười của toàn thành vong cổ. Không những thế còn bị Thanh Mai Trúc Mã của mình lừa gạt, lừa hắn rước về một tân nương mù. Cũng chính người vợ mù này của hắn nguyện dùng 9 kiếp luân hồi để đổi cho hắn một đời bình an, mang về cho hắn cơ hội gặp được Nguyệt Thần, từ đó bắt đầu lại con đường tu luyện của mình, trở thành thần vĩnh hằng, lời hắn nói chính là lời của thần. Vô Thượng Luân Hồi Chi Môn, Triệu Bân. Tập 1. Triệu Bân sững người, thất thần nhìn Liễu Tâm Như trong bộ y phục tân nương. Đêm nay là đêm động phòng hoa trúc, ngày vui của hắn. Nhưng mà, người phụ nữ được hắn nâng khăn đội đầu lên lại không phải là tân nương của hắn. Liễu Tâm Như cúi đầu, cơ thể run rẩy, tuy đôi mắt nàng trong veo nhưng lại mờ mịt và trống rỗng. Hay nói cách khác, nàng là một người mù, một tân nương mù. Tại sao lại là cô? Triệu Bân lạnh lùng nói. Chàng là Triệu Bân. Mau trả lời câu hỏi của ta, tại sao lại là cô, tỷ tỷ của cô đâu? Liễu Như Nguyệt ở đâu? Triệu Bân khàn giọng gầm lên, trong mắt hiện lên những tơ máu. Là tỷ tỷ bảo ta gả thay tỷ ấy, Liễu Tâm Như sợ hãi, nước mắt lưng tròng. Nực cười. Triệu Bân lật bàn, rút kiếm, điên cuồng lao ra khỏi phòng tân hôn. Thành vong cổ về đêm vô cùng sầm uất, đèn lồng đỏ treo cao, sơn thủy hữu tình, đường phố tấp nập người qua kẻ lại. Không thiếu những màn biểu diễn của đám giang hồ mãi nghệ, khạc lửa, múa thương, xoay côn, tiếng vỗ tay ầm ĩ vang lên từng hồi. Sầm uất là vậy, nhưng vừa thêm một người đi qua lại khiến cho cả con phố được thêm một phen huyên náo. Người vừa đi qua là Triệu Bân, hắn mặc y phục tân lang, tay cầm kiếm hàn quang, vô cùng bắt mắt trên phố. Đây, chẳng phải là thiếu chủ Triệu gia sao? Đại tiểu thư Liễu gia tài sắc như vậy mà vẫn nguyện ý gả cho cái tên vô dụng này. Không biết kiếp trước hắn đã tu được bao nhiêu phước đức. Ngày đại hỷ không ở trong phòng tân hôn với Liễu Như Nguyệt chàng chàng thiếp thiếp, vội vàng chạy ra đường làm gì vậy? Sát khí nặng như thế, ai đã đắc tội với hắn thế? Mọi người trên phố đều xôn xao xô tới xem, sau đó chỉ trỏ bàn tán, nghi ngờ giễu cợt. Phía trước, Triệu Bân sát khí đầy mình, sắc mặt tái nhợt nhưng vẫn rất dữ tợn. Có lẽ, trong khoảnh khắc hắn nâng khăn trùm đầu màu đỏ lên thì hắn đã hiểu, nhưng hắn chỉ không muốn thừa nhận điều đó. Hắn, Triệu Bân, thiếu chủ Triệu gia, ngày trước là kỳ tài võ đạo, ngày nay lại bị đoạn mạch phế thể. Cô ta, Liễu Như Nguyệt, đại tiểu thư Liễu gia, viên ngọc quý của trưởng tộc Liễu gia, cũng là nữ thần của toàn bộ thành vong cổ. Từ nhỏ họ đã là thanh mai trúc mã, được toàn bộ thành vong cổ công nhận là một đôi tiên đồng ngọc nữ. Chính vì vậy, Triệu gia và Liễu gia đã lập hôn ước cho hai người, ai ngờ số mạng của hắn không may, trong lúc lịch luyện bị người khác ám toán, Triệu gia phải dốc toàn lực chữa trị, tuy giữ được tính mạng, nhưng linh mạch của hắn đều đứt đoạn. Kể từ ngày đó, hắn đã không còn là thiên tài nữa. Không có ai còn cho là bọn họ xứng đôi với nhau nữa, ngay cả chính hắn cũng cho là như thế, vì chẳng ai muốn gả cho một tên phế vật. Bất ngờ thay, Liễu Như Nguyệt vẫn đồng ý thực hiện hôn ước như ban đầu. Vậy mà, cho tới đêm nay hắn mới thực sự tỉnh ngộ, cái gọi là hôn ước, chẳng qua cũng chỉ là một trò đùa. Bị người yêu chê, hắn không hề tức giận. Hắn chỉ hận Liễu Như Nguyệt ngoài mặt chấp nhận hôn ước, nhưng sau lưng lại nghĩ ra âm mưu đùa bỡn hắn. Cô ta không gả, mà lại đẩy muội muội mình qua. Một hôn lễ thay xà đổi cột như thế này sẽ khiến cho Triệu gia của hắn trở thành trò cười lớn nhất cho cả thành vong cổ. Mà điều nực cười hơn là, từ đầu đến cuối, Triệu gia của hắn đều chẳng hay biết gì, bị một mình cô ta đùa bỡn trong lòng bàn tay. Nghĩ tới đây, hắn đã đi tới trước cửa Liễu phủ. Còn chưa kịp đứng lại, hắn đã dùng hết sức bình sinh quát lớn, Liễu Như Nguyệt, cô cút ra đây cho ta. Nghe đến đây, đám người hóng hớt trên phố đều gãi đầu không thôi. Ta có nghe nhầm không? Liễu Như Nguyệt, cô ta không phải đã được gả vào Triệu gia rồi sao? Cảnh tiếp theo còn khiến cho bọn họ kinh ngạc hơn nữa. Họ thấy từ trong Liễu phủ có một thân ảnh xinh đẹp nhanh nhẹn bước ra, tay áo phất phơ, thần thái không nhiễm bụi trần.
Cô ta chính là nữ thần của Thành Vong Cổ, tỷ tỷ ruột của Liễu Tâm Như, Liễu Như Nguyệt. Ở trong mắt Liễu Đại Tiểu Thư, phế vật cùng người mù đúng là hết sức xứng đôi, có phải không? Triệu Bân khàn giọng nói. Lời nói giận dữ này của ngươi là do căm phẫn, hay là vẫn chưa cam lòng? Liễu Như Nguyệt khẽ hé môi, vẻ mặt lãnh đạm như băng, đứng thẳng người ở cuối bậc thang tựa như tiên nữ trên mây, thanh âm trong trẻo cao ngạo cất lời. Duyên số đã hết, sao ngươi còn cố chấp? Ngươi phải hiểu rằng ta và ngươi sớm đã không còn là những người trong cùng một thế giới. Ta hiểu, lẽ ra ta phải hiểu. Triệu Bân cầm kiếm, đằng đằng sát khí bước lên từng bậc thang, đôi mắt đỏ ngầu hiện lên từng tia máu, nói, ta có từng ép cô gả cho ta sao? Nếu không muốn gả cho ta cô có thể nói thẳng, ta tuyệt đối sẽ không dây dưa, vì sao cô phải dùng thủ đoạn này để đùa bỡn ta, đùa bỡn Triệu gia của ta, trà đạp lên tôn nghiêm của Triệu gia. Người cũng đã gả đi rồi, người đối xử với muội muội của ta cho tốt vào, Liễu Như Nguyệt nhàn nhạt nói. Người cũng đã gả đi rồi. Người đối xử với muội muội của ta cho tốt vào, Triệu Bân mỉm cười, bước lên bậc thềm, từng chữ lặp lại lời nói của Liễu Như Nguyệt, không biết là đang buồn thương hay phẫn nộ, cười gằn nói, hay cho câu muội muội của cô, người cũng đã gả đi rồi, Liễu Như Nguyệt, tự cô nói ra câu này không cảm thấy nực cười hay sao? Liễu Tâm Như bị cô đẩy lên kiệu hoa, cho tới tận lúc khăn đội đầu được vén lên nàng ấy vẫn chẳng biết mình được gả cho ai, trong mắt của cô thì nàng ấy bất quá chỉ là một món đồ chơi. Cô chưa từng coi nàng ấy là muội muội của mình, cần gì phải lấy thân phận tỷ tỷ ra mà nói chuyện ở đây, lại nói một cách đạo mạo như vậy. Hôm nay cô quả thực đã làm cho ta phải nhìn cô với cặp mắt khác xưa. Việc đã đến nước này, ngươi còn muốn như thế nào, Liễu Như Nguyệt lạnh lùng nói. Ta muốn giết cô. Triệu Bân gầm lên, bước lên bậc thang cuối cùng, vung kiếm chém tới tấp. Lông mày của Liễu Như Nguyệt hơi nhíu lại, nhưng cô ta vẫn đứng yên. Cơ thể cô ta dường như được bao phủ bởi một lớp ánh sáng màu tím. Bang! Âm thanh chói tai vang lên, kiếm của Triệu Bân như bị đập vào đá, phát ra tia lửa, nhưng không thể làm Liễu Như Nguyệt bị thương, thậm chí còn bị bật ra ngoài. Lúc hắn bị đánh bật ngã xuống đất, thanh kiếm trong tay hắn đã gãy nát, máu tươi trong miệng hắn đã trào ra dữ dội. Không còn linh mạch nên não của tên Triệu Bân này cũng không còn sáng suốt nữa hay sao? Liễu Như Nguyệt là võ tu. Cao thủ cảnh giới chân linh, tên phế vật này làm sao có thể gây thương tổn tới cô ta được. Thật không ngờ, ngày xưa là một đôi kim đồng ngọc nữ, bây giờ lại phải đi đến bước đường này. Là do tên Triệu Bân đó không tự lượng sức, bản thân đã trở thành phế vật mà còn vọng tưởng, cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên Nga. Chỉ có điều, Liễu Như Nguyệt này cũng thật quá đáng, nếu không muốn thực hiện hôn ước thì thôi, đằng này lại đem Liễu Tâm Như gả qua đó, rõ ràng là tỏ thái độ coi thường đối phương. Tới tận bây giờ mà gia chủ Liễu gia còn chưa ra mặt, rõ ràng là lão ta cũng biết rõ chuyện này, đây chính là âm mưu của Liễu gia muốn đùa bỡn Triệu gia. Bây giờ thì tốt rồi, phế vật và người mù, đúng là trời sinh một cặp. Giữa những tiếng xôn xao, Triệu Bân loạng choạng đứng dậy, còn không thể đứng vững, ngước đôi mắt mở mịt lên nhìn Liễu Như Nguyệt. Cô ta đang ở trên cao. Vầng sáng màu tím bao phủ quanh cơ thể của cô ta trông thật chói mắt. Đó là chân nguyên hộ thể của võ tu. Đây là một thế giới kỳ dị, người nào có linh mạch đều tu võ đạo, trở thành võ tu. Võ tu khác với những người bình thường. Võ tu có thể hấp thụ thiên địa linh khí, tinh hoa nhật nguyệt, lại có thể phối hợp với võ đạo công pháp, ngưng tụ thành chân nguyên hộ thể, từ đó tứ chi xương cốt, lục phủ ngũ tạng, kỳ kinh bát mạch đều có thể được cường hóa. Quanh năm suốt tháng bồi dưỡng, họ đã sớm trở thành những tồn tại vượt xa người thường. Năm cảnh giới của võ đạo, ngưng nguyên, chân linh, huyền dương, địa tạng, thiên võ. Mà Liễu Như Nguyệt đã đạt tới cảnh giới chân linh, làm sao một tên phế vật như hắn có thể đả thương được? Liễu gia, hiếp người quá đáng, còn chưa đợi Triệu Bân lên tiếng tiếp, thì đã nghe một tiếng gầm từ đâu truyền tới. Trong chớp mắt, một nhóm người ngựa đã phi nước đại từ xa đến. Người của Triệu gia đã đến. Đứng đầu là cha của Triệu Bân, cũng chính là đương kim gia chủ của Triệu gia, Triệu Uyên. Ông ấy biết được tin Triệu Bân mang theo kiếm đằng đằng sát khí chạy ra ngoài thì liền chạy vào phòng tân hôn để xem xét. Sau khi nhìn thấy tân nương là Liễu Tâm Như, ông ấy đã vô cùng tức giận. Hứa hôn với Liễu Như Nguyệt, nhưng lại gả Liễu Tâm Như đến đây. Đây rõ ràng là một sự sỉ nhục. Nhìn thấy Triệu Uyên đến, Liễu Như Nguyệt cũng cảm thấy chột dạ,
bởi vì chính cô ta là người đã bày ra âm mưu này. Liễu Thương Không, người cút ra đây cho ta, Triệu Uyên tức giận gầm lên. Các ngươi hay lắm, dám thay cột đổi xà, hôm nay Liễu gia các ngươi phải cho Triệu gia ta một lời giải thích. Không biết trưởng tộc Triệu gia muốn giải thích cái gì? Một thanh âm lãnh đạm bỗng vang lên. Cổng lớn Liễu phủ lại mở ra một lần nữa, nhưng người bước ra không phải là Lưu Thương Không, mà là một đạo cô, trong tay cầm phất trần, tay áo phất phơ, khí chất thanh cao không nhiễm bụi trần, giống như bậc tiên nhân vừa bước ra khỏi bức họa. Thiên Tông, Triệu Uyên nheo mắt. Ông ấy không biết đạo cô này là ai, nhưng ông ấy nhận ra ấn ký hỏa vân trên y phục của đạo cô. Đó là một ký hiệu của Thiên Tông. Vùng đất này được cai trị bởi Đại Hạ Long Triều, tất cả mọi người có mặt tại đây đều là con dân của Đại Hạ Long Triều. Và Thiên Tông được sinh ra để bảo vệ Đại Hạ Long Triều. Đây là môn phái duy nhất bên trong Long Triều, thân phận cao quý, ngang với hoàng tộc. Đây là người của Thiên Tông. Mọi người xung quanh đều cảm thấy kinh sợ, ngay cả giọng nói cũng trở nên run rẩy. Người của Thiên Tông rất bí ẩn, hầu như không xuất hiện trong thiên hạ, nhưng một khi xuất hiện thì sẽ gây nên chấn động tứ phương. Hôm nay được nhìn thấy, quả thực là vô cùng vinh hạnh. Bước ra từ Liễu gia, chẳng lẽ đạo cô này là khách của Liễu gia sao? Người trên phố âm thầm suy đoán. Chẳng trách Liễu gia lại ngang tàng như vậy, thì ra là có Thiên Tông chống lưng cho họ. Xin ra mắt sư phụ. Dưới ánh mắt của tất cả mọi người, Liễu Như Nguyệt hơi nghiêng người, thi lễ với đạo cô kia. Một lễ này của Liễu Như Nguyệt không chỉ để tỏ vẻ cung kính với đạo cô, mà còn là để cho Triệu gia nhìn thấy. Sau khi thi lễ xong, cô ta tự tin hất cằm lên. Một tiếng sư phụ này của cô ta khiến cho mấy người Triệu gia đều cau mày. Danh tiếng của Thiên Tông quá lớn, giống như một ngọn núi sừng sững 8.000 trượng cao, trấn áp thiên địa, bên trong Long Triều ngàn vạn năm qua, người nào chọc giận Thiên Tông đều không có kết quả tốt, nhẹ thì mất mạng, nặng thì còn dính dáng tới cửu tộc. Chỉ là một tên phế vật, không xứng với đồ nhi của ta. Đạo cô kia lạnh lùng nói, thanh âm vô cùng khắc nghiệt, bà ta không thèm nhìn tới Triệu Bân mà cũng mặc kệ luôn người của Triệu gia, đứng ở cuối bậc thang, giống như người thống trị thiên hạ, thật sự là coi trời bằng vung. Lời nói vừa dứt, bà ta phất tay áo, một hộp bảo vật bay ra ngoài, nằm lơ lửng trên không. Kế đến, bà ta dùng giọng điệu lãnh đạm không chút cảm xúc, nói, đây là luyện tâm đan, ta ban thưởng cho Triệu gia. Chuyện của hai gia tộc kết thúc tại đây. Giọng điệu này rõ ràng không phải muốn thương lượng, mà là muốn ra lệnh. Viên đan dược đó cũng không phải là một món quà, mà là của bố thí. Sắc mặt của Triệu Uyên vô cùng tồi tệ, âm trầm ảm đạm, tay cầm kiếm không khỏi run lên. Biết rõ là bị người ta làm nhục, nhưng không dám lên tiếng. Đó là người của Thiên Tông, nếu muốn diệt Triệu gia của ông ấy thì chẳng cần thời gian tới nửa nén hương. Ông ấy không sợ chết, nhưng còn Triệu gia thì sao? Chọc giận Thiên Tông, toàn bộ Triệu gia sẽ gặp nạn tru diệt gia môn, như vậy ông ấy còn mặt mũi nào mà đi gặp liệt tổ liệt tông ở dưới suối vàng. Triệu Bân cũng tức giận đến run người, hai tay nắm chặt đến rướm cả máu. Những lời nói của đạo cô kia, từng chữ như từng mũi đinh sắt đóng chặt vào linh hồn của hắn. Đi! Triệu Uyên phất tay áo quay người đi, luyện tâm đan kia cũng bỏ qua. Ông ấy sẽ không bao giờ cầm tới, nếu cầm thì ngay cả chút tôn nghiêm cuối cùng của Triệu gia cũng sẽ chẳng còn nữa. Triệu Bân cũng quay đi. Trước khi đi, hắn còn liếc nhìn lại Liễu Như Nguyệt, hai mắt vẫn còn tơ máu, nhưng nét mặt của hắn chẳng vui cũng chẳng buồn, không hận cũng không oán, chỉ như nét mặt của một con rối, một cái xác biết đi, bình lặng đến đáng sợ. Nhưng ẩn bên dưới vẻ ngoài bình lặng đó chính là lửa giận ngập trời. Nếu như có một ngày hắn trở lại giới võ tu, thì những sỉ nhục đêm nay hắn sẽ trả lại cho Liễu gia gấp trăm lần. Quả là một màn kịch lớn. Người kia thật chẳng biết tự lượng sức, linh mạch đứt đoạn mà còn muốn lấy được nữ thần, quá nực cười. Nói vậy nhưng Liễu gia kia cũng thật quá đáng. Những lời xì xào bàn tán lại bắt đầu. Người trên đường đứng nép vào hai bên, đều rất ăn ý nhường đường cho Triệu gia, xì xào bàn tán, chỉ trỏ trỏ. Giống y hệt như đang nhìn một đám phạm nhân đi qua, khắp nơi tràn ngập thanh âm châm biếm, tiếc nuối, giễu cợt. Đây là thế giới mà kẻ mạnh mới được tôn trọng, với những quy tắc sinh tồn đẫm máu. Kẻ mạnh, có quyền tùy ý chà đạp người khác. Còn kẻ yếu, thì đáng đời bị chà đạp. Tại sảnh lớn Triệu gia.
Triệu Uyên cùng hai hàng trưởng lão của gia tộc đều đang ngồi ngay ngắn, sắc mặt vô cùng âm trầm ảm đạm. Trong đại sảnh, Triệu Bân đứng yên như một pho tượng lặng câm, mái tóc dài xộc xệch che khuất nửa gương mặt của hắn, lòng bàn tay hắn chảy máu, màu máu tươi còn đỏ hơn cả màu của y phục tân lang. Nhục nhã, thật quá nhục nhã. Đại trưởng lão Triệu ra quát lên, đập bàn một cái. Đích thân tới đó mà cái tên Liễu Thương Không cũng chẳng thèm xuất hiện. Sử dụng Thiên Tông làm lá chắn, thật đáng hận. Chuyện đã kết thúc rồi, có nói thêm cũng vô dụng, Triệu Uyên trầm giọng nói, ngăn cản những cơn thịnh nộ đang bốc lên trong sảnh lớn. Là con đã khiến cho Triệu gia phải mất mặt. Triệu Bân quỳ phịch xuống đất. Không trách con, cứ đứng dậy nói chuyện, Triệu Uyên nở nụ cười gượng gạo. Hắn đã không còn là võ tu, cũng nên sớm rút lại vị trí thiếu chủ của hắn, tránh để người ngoài chỉ trỏ bàn tán Triệu gia ta. Đại trưởng lão liếc nhìn Triệu Bân, rồi lại liếc về phía Triệu Uyên nói, đường đường là trưởng tộc, ông còn muốn thiên vị tới lúc nào nữa. Vội vàng như vậy, ông là đang có ý muốn để cho con trai nhà mình leo lên vị trí đó đúng không? Triệu Uyên hừ lạnh một tiếng nói. Chẳng lẽ ta phải giao tương lai của Triệu gia cho một tên phế vật? Đại trưởng lão đột nhiên quát lên một tiếng, rất nhiều trưởng lão khác cũng tỏ ra hung hăng, chỉ mũi dùi về phía Triệu Uyên ép buộc. Các người! Ta xin nhường lại vị trí thiếu chủ. Triệu Bân bình thản nói, hắn bây giờ đã thân tàn ma dại, cố giữ lại vị trí thiếu chủ cũng chẳng có ý nghĩa gì, quan trọng hơn là hắn không muốn khiến cho cha của mình phải khó xử. Ông ấy đường đường là trưởng tộc, nếu cứ thiên vị hắn quá mức thì chắc chắn sẽ chọc giận mọi người. Cũng biết điều đấy, đại trưởng lão ngồi ngay ngắn lại nói. Đủ rồi. Triệu Uyên hừ lạnh một tiếng, ánh mắt lạnh lùng, lộ ra uy nghiêm của trưởng tộc. Đại trưởng lão cũng toát ra khí thế mãnh liệt, không hề bị lấn át, lão ta bị đè nén mười mấy năm, sớm đã muốn tạo phản. Ầm ầm, một bên là đại trưởng lão, một bên là trưởng tộc, đối chọi vô cùng gay gắt, khiến cho bầu không khí như chỉ trực chờ nổ tung. Triệu Bân, khi hai bên đang đối đầu gay gắt, thì bỗng nhiên có tiếng gọi. Liễu Tâm Như đến, nàng dựa vào tường mò mẫm lối vào đại sảnh. Thấy vậy, sắc mặt của tất cả các trưởng lão đều trầm xuống, lại nghĩ đến chuyện Triệu gia vừa bị sỉ nhục, bao nhiêu năm nay họ chưa bao giờ chịu sỉ nhục như vậy, nếu không phải vì tình cảnh không đúng lúc, họ nhất định sẽ một trưởng giết chết Liễu Tâm Như. Triệu Uyên muốn nói lại thôi, tuy tức giận nhưng cũng chỉ thở dài. Cô gái này cũng là người đáng thương, được sinh ra vì Liễu Thương Không say rượu sủng hạnh một tỷ nữ, vừa sinh ra đã bị mù lòa khiến cho Liễu Thương Không vô cùng tức giận. Lão ta cho rằng tỷ nữ hèn mọn kia đã làm bẩn huyết mạch của Liễu gia cao quý. Vì chuyện này mà lão ta cũng chưa bao giờ để ý đến mẹ con họ. Mẹ của Liễu Tâm Như chết trong buồn khổ, Liễu Thương Không cũng chưa từng liếc mắt nhìn tới. Có người mẹ thân thế hèn mọn, bản thân lại là người mù, cơ thể yếu ớt, từ nhỏ đã sống trong cảnh bị bỏ rơi, bị ức hiếp, là tiểu thư của Liễu gia mà bị đối xử như một tỷ nữ, thậm chí ngay cả tỷ nữ cũng không bằng. Nếu không phải sợ mất mặt thì Liễu Thương Không từ lâu đã đuổi nàng ra khỏi Liễu gia rồi. Hôn lễ ngày hôm nay, nói là gả con gái, nhưng thực chất là muốn vứt bỏ nàng. Đời này của nàng chính là ví dụ tốt nhất của sự bi thảm. Triệu Uyên nhìn về phía Triệu Bân, bất kể là âm mưu gì, thì Liễu Tâm Như cũng đã gả cho hắn. Nếu đã gả cho hắn thì chính là vợ chính thức của hắn, muốn giữ lại hay muốn đuổi đi cũng phải dựa vào quyết định của hắn mới được. Không nói một lời, Triệu Bân chậm rãi đứng dậy, kéo Liễu Tâm Như ra khỏi sảnh lớn, có lẽ do hắn đi quá nhanh khiến cho Liễu Tâm Như không theo kịp, nên nàng suýt ngã mấy lần. Bàn tay nhỏ bé của nàng bị siết rất đau, nhưng nàng cũng không dám lên tiếng. Hắn kéo nàng đi thẳng tới cổng sau Triệu Phủ. Triệu Bân dừng lại, đẩy Liễu Tâm Như ra ngoài, lạnh lùng nói, cô, bị bỏ rồi, xin đừng đuổi ta đi. Gương mặt của Liễu Tâm Như đã tràn đầy nước mắt. Nàng sợ hãi, lóng ngóng quay người lại, nhưng cổng sau đã đóng từ lúc nào. Xin chàng, đừng đuổi ta đi mà. Trong bóng tối, tiếng khóc xé lòng vang lên. Triệu Bân làm như không nghe thấy, đã đi càng lúc càng xa, tuy biết đây không phải là tội lỗi của Liễu Tâm Như, nhưng nàng vẫn chính là người của Liễu gia. Hắn hận Liễu gia, hận tất cả mọi người của Liễu gia. Trong số đó, có cả tân nương mù của hắn. Trở lại phòng tân hôn. Hắn đóng chặt cửa, chút rượu vào miệng một cách tuyệt vọng. Đêm càng sâu, khung cảnh càng tịch mịch. Dưới ánh trăng, Triệu Bân đẩy cửa đi ra cổng sau một lần nữa.
Ở ngoài cổng sau, Liễu Tâm như đang ngồi co quắp dưới chân tường, ôm đầu gối, run như cầy sấy. Ta biết, ta chỉ là một người mù, không xứng làm vợ của chàng. Trong đêm lạnh giá, tân nương lẩm bẩm nghẹn ngào. Có lẽ, tất cả mọi người đều không biết, tâm nguyện lớn nhất của nàng chính là có thể được tận mắt nhìn thấy Triệu Bân, muốn nhìn thấy vị ca ca đã từng đối mặt với rất nhiều sát thủ mà vẫn ôm chặt nàng trong lòng. Hơi ấm đó chính là thứ khiến cho nàng cảm động nhất trên đời này. Triệu Bân đi tới, nhìn thấy Liễu Tâm như vẫn còn ở đó, không nhịn được muốn bật cười. Cảnh tượng này đau lòng biết bao nhiêu, nàng thà co do ngồi ngoài cổng Triệu gia cũng không muốn trở về Liễu gia lòng người lạnh lùng đó. Hắn đã từng xem Liễu Tâm như người thân vì nàng là muội muội của Liễu Như Nguyệt. Nhưng bây giờ hắn rất xem thường Liễu Như Nguyệt, cô ta không chỉ âm mưu làm nhục hắn, mà còn xem thường tình thân, dùng thủ đoạn bẩn thỉu biến muội muội của mình thành vật hy sinh cho âm mưu của cô ta. Hắn có thể tưởng tượng được nàng đã đau khổ thế nào, bất lực thế nào khi bị người ta cưỡng ép ngồi lên kiệu hoa. Người cũng đã gả đi rồi, người đối xử với muội muội của ta cho tốt vào, lời nói của cô ta lại văng vẳng bên tai của hắn. Lần này nghĩ tới, lại cảm thấy cực kỳ nực cười. Có lẽ, trong mắt nữ thần của Thành Vong Cổ, người mù lấy phế vật chính là chuyện đương nhiên. Cuối cùng, hắn cũng đưa tay kéo Liễu Tâm Như lên. Cô gái đáng thương này sẽ là sự tử tế cuối cùng mà hắn dành cho Liễu gia. Liễu Tâm Như nghẹn ngào, nước mắt rơi lã chã, nắm chặt lấy tay Triệu Bân vì sợ bị bỏ rơi một lần nữa, bàn tay của hắn giống như vòng tay của mẹ, rất ấm áp, sẽ là tia sáng duy nhất trong thế giới tăm tối của nàng. Trở lại phòng tân hôn, Triệu Bân kéo một tấm chăn đệm xuống sàn, hắn ngủ trên sàn nhà còn Liễu Tâm Như thì ngủ trên giường. Trong bóng tối, hắn tự cười nhạo mình. Trong phòng tân hôn lãng mạn, tân lang là một tên phế vật còn tân nương là một người mù, đúng là trời sinh một cặp. Cảm giác này cực kỳ châm chọc. Chuyện này cũng phải cảm tạ nữ thần kia, là chính cô ta kết nối uyên ương, dẫn mối tơ hồng. Triệu Bân, Liễu Tâm Như đang gọi hắn, thanh âm rụt rè phá vỡ sự yên tĩnh của phòng tân hôn. Triệu Bân nghe được, tuy rằng mở to hai mắt nhưng lại lặng im như tảng đá, không hề đáp lại. Triệu Bân, Liễu Tâm Như gọi lại. Hồi lâu không nghe thấy tiếng đáp lời, xác thực Triệu Bân đã ngủ say, nàng mới từ từ xuống giường, mò mẫm trong bóng tối, từng bước cẩn thận cho đến khi chạm được vào người Triệu Bân. Triệu Bân cau mày, tự hỏi Liễu Tâm Như định làm gì. Mẹ ta nói, trên đời này có luân hồi, người tốt lên thiên đường, người xấu xuống địa ngục. Liễu Tâm Như thì thầm nói nhỏ. Sau đó, nàng tháo một mặt dây chuyền ra khỏi cổ mình. Đó là một mặt dây chuyền hình trăng non. Ta nguyện dùng 9 kiếp luân hồi để đổi lấy cho Triệu Bân chàng một đời an khang. Tân nương mù mỉm cười yếu ớt, đeo mặt dây chuyền trăng non lên người của chồng mình. Do nàng bị mù nên không hề nhận ra, trong lúc nàng dùng 9 kiếp luân hồi của mình để chúc phúc cho chồng, thì mặt dây chuyền trăng non đã sáng lên. Nàng không nhìn thấy, nhưng Triệu Bân thì có thể nhìn thấy rõ ràng. Mặt dây chuyền trăng non trông khá kỳ dị. Có khắc bên trên những đường vân thần kỳ, mơ hồ như có thể nhìn xuyên thấu vào bên trong, ở đó có thể nhìn thấy một cô gái nhảy múa bên dưới ánh trăng, khoan thai cười với hắn. Nhìn một chút, hắn chỉ cảm thấy tâm hồn lơ lửng, hắn vốn chẳng muốn ngủ, nhưng cuối cùng lại mơ màng thiếp đi. Khi hắn mở mắt ra lần nữa, thì trước mặt của hắn đã là một thế giới mù mịt. Đây là, nơi nào, Triệu Bân sửng sốt nhìn chung quanh. Một lúc lâu sau, ánh mắt của hắn như dán vào khoảng không trước mặt. Giữa không trung có một vầng trăng sáng treo lơ lửng, không phải trăng tròn mà là trăng lưỡi liềm, tỏa sáng mơ hồ như mộng, ngồi trên đó là một cô gái trông rất hư ảo, hai tay ôm má, chớp mắt nhìn hắn. Triệu Bân kinh ngạc đến mức lùi lại đột ngột, nói, cô là ai? Nguyệt thần, cô gái cất giọng nói, thanh âm trong trẻo như tiếng chuông ngân. Cô là, thần. Thần có đẹp không? Nguyệt thần mỉm cười, đôi mắt đẹp long lanh, tràn đầy ma lực. Đẹp, Triệu Bân ngây người nói. Trẻ nhỏ dễ dậy, Nguyệt thần cười híp mắt, không biết từ đâu lấy ra một chiếc gương nhỏ, hết soi bên trái lại soi bên phải, chỉnh lại mái tóc của mình. Xin mạo muội hỏi cô một câu, đây là nơi nào? Triệu Bân hỏi. Đây là bên trong ý thức của ngươi, Nguyệt thần vươn vai, nói, ta là vị thần ẩn trong mặt dây chuyền trăng non kia. Mặt dây chuyền trăng non, mặt dây chuyền mà Liễu Tâm Như tặng ta.
Chứ không thì ngươi nghĩ sao? Nguyệt thần ngáp một cái, vừa nhìn là biết hắn còn chưa tỉnh ngủ. Vậy tại sao cô không đi vào ý thức của nàng ấy mà lại chạy sang ý thức của ta? Triệu Bân nghi ngờ hỏi. Cô gái đó dùng 9 kiếp luân hồi chúc phúc cho ngươi, xem như là đã ký khế ước với ta, mặt dây chuyền trăng non chính là vật mang khế ước. Chính ước nguyện của nàng ấy đã đánh thức ta. Ta tỉnh dậy nằm trên người của ai thì sẽ đi vào ý thức của người đó, lời giải thích này dễ hiểu chứ hả? Đợi đã, ta phải suy nghĩ chút. Triệu Bân vẫn còn cảm thấy mộng mị, nguyệt thần này làm cho hắn cảm thấy không thể hiểu nổi, mà khiến hắn ngạc nhiên nhất chính là mặt dây chuyền trăng non lại cất giấu bí mật lớn như vậy, có thể ngẫu nhiên mở ra một vị thần. Thân thể của ta đã không còn, chỉ còn sót lại chút ý thức. Từ nay về sau ta sẽ dùng thân thể của ngươi để dưỡng hồn. Trong lúc Triệu Bân đang lẩm bẩm, nguyệt thần khoan thai nói, ngươi yên tâm, việc dưỡng hồn của ta không ảnh hưởng xấu gì tới ngươi cả. Cái này ta hiểu, cô muốn tìm một chỗ trú đúng không? Triệu Bân nói. Hiểu như vậy cũng đúng, nguyệt thần nhún vai nói. Cô mượn thân thể của ta dưỡng hồn, coi như là ta đã giúp cô, để báo đáp lại, cô cũng nên giúp ta một tay mới phải. Triệu Bân trả hai bàn tay lại với nhau, hai mắt sáng rỡ, nói, hãy ban cho ta thần lực. Ta đi phá nát Liễu gia. Chuyện này ta giúp không nổi. Sao lại như vậy, cô là thần mà. Ta đã nói rồi, ta chỉ còn sót lại chút ý thức, nguyệt thần nhún vai nói, ngoại trừ ký ức, cái gì ta cũng không có. Không thì cô đổi chỗ trú ngụ đi, Triệu Bân ngập ngừng thăm dò. Sao, không muốn nối lại linh mạch hả? Cô có thể nối lại linh mạch của ta sao? Triệu Bân như tỉnh táo lại, cơ thể căng cứng. Ta đây, khụ khụ. Ta là thần, không gì không thể. Chỉ một câu nói đã khiến cho Triệu Bân vô cùng ngạc nhiên mừng rỡ, giống như người sắp ngã gục nhìn thấy được tia hy vọng. Nguyệt thần cười mà không nói, chỉ phất tay áo, phóng ra một tia sáng thần kỳ, nhìn kỹ mới nhận ra đó là những hàng chữ rất nhỏ, chỉ to cỡ ngón tay cái, màu vàng kim, đang sắp xếp lại với nhau. Tẩy tủy dịch cân kinh. Triệu Bân ngẩng đầu, nhìn dòng thứ nhất, đọc lên từng chữ. Liền biết đây là bí kíp rèn luyện bắp thịt, loại bỏ tạp chất, cường hóa gân cốt, củng cố nền tảng thân thể của mình. Đương nhiên, đây mới chỉ là điều cơ bản nhất. Trong quyển kinh còn nói, nếu như có thể luyện thành bí pháp này thì có thể niết bàn lột xác, đúc thành kim thân bất diệt, đưa tay liền có thể rời núi vén biển, phá thiên diệt địa, có thể nói là kim cương bất hoại, vạn pháp bất xâm. Lợi hại như vậy sao? Triệu Bân liếm môi. Chỉ nhìn lời giới thiệu này thôi cũng đủ chấn động rồi. Tuy nhiên, cho dù rất chấn động, nhưng dường như bí pháp này vẫn chưa hoàn thiện. Sau khi xem qua, hắn lại nhìn Nguyệt Thần, ánh mắt nói lên tất cả. Ta chỉ còn sót lại chút ý thức, nên trí nhớ cũng thiếu sót. Nguyệt Thần nói, một câu trả lời rất dễ hiểu. Chưa hoàn chỉnh thì sao mà luyện được? Lưu truyền một vòng chu thiên là có thể nối lại linh mạch. Thật hay giả vậy? Đây là bí thuật luyện thể của man thần, pháp môn kiến tạo căn cơ tối cao, là bí thuật lợi hại nhất, Nguyệt Thần duyên dáng nói như hát, muốn đạt tới võ đạo bí cảnh thì phải dùng nó để kiến tạo căn cơ. Man thần. Triệu Bân lại lẩm bẩm, không cần nghĩ cũng biết vị đó cũng là một vị thần, hơn nữa còn có quan hệ sâu xa với Nguyệt Thần, nếu không thì cô ta cũng sẽ không có được bí thuật luyện thể của man thần, mà đây lại chính là một pháp môn tối cao. Nếu không phải giữa hai bên có mối quan hệ đặc biệt, thì chỉ có kẻ ngu mới truyền thứ này cho người khác biết. Võ đạo bí cảnh là gì? Sau khi lẩm bẩm, Triệu Bân lại nhìn về phía Nguyệt Thần. Khi đạt tới cảnh giới thiên võ rồi thì ngươi sẽ hiểu, Nguyệt Thần lại nằm dài trên mặt trăng, nói, Nguyệt Thần ta cũng tốt bụng nhắc nhở ngươi, nếu tu luyện tẩy tủy dịch cân kinh vào ban đêm, thì tốt nhất nên tìm một cái rẻ nhét vào miệng, để tránh việc gây náo loạn. Tại sao? Làm gì có nhiều tại sao như vậy? Nguyệt Thần nhẹ nhàng phất tay áo, ném Triệu Bân ra khỏi ý thức. Trong phòng tân hôn, Triệu Bân đột ngột mở mắt ra, hai con người đảo nhanh, liếc nhìn chung quanh. Đây tuyệt đối không phải là một giấc mơ. Trong đầu hắn có tẩy tủy dịch cân kinh, hơn nữa giọng nói và dung mạo của Nguyệt Thần cũng vô cùng rõ ràng. Chưa kịp suy nghĩ nhiều, hắn đã lẻn ra khỏi phòng. Dưới gốc cây cổ thụ trong vườn, hắn ngồi xếp bằng, trong lòng mặc niệm pháp môn. Lưu chuyển tẩy tủy dịch cân kinh. Hự. Khi tâm pháp lưu chuyển, hắn liền nghe thấy tiếng gầm nhẹ đau đớn của mình. Đau, rất đau, đau đến tận xương tủy.
lúc này hắn mới hiểu được tại sao Nguyệt Thần lại bảo hắn nhét rẻ vào miệng, bởi vì nửa đêm yên tĩnh như vậy, nếu như hắn đau đớn gầm lên, nhất định sẽ có biết bao nhiêu người bị đánh thức, sau đó sẽ dẫn đến biết bao nhiêu lời chỉ trích. Có điều, suy nghĩ một chút thì hắn cũng cảm thấy chuyện này rất bình thường. Pháp môn luyện thể lợi hại như vậy, nếu như có thể tu luyện mà không phải chịu bất kỳ đau đớn nào thì mới là không bình thường. Hắn lại ngồi tại chỗ, nhét khăn tay vào miệng. Lần thứ hai lưu chuyển, hắn vẫn nghe thấy tiếng kêu rên của mình, cảm thấy bên trong cơ thể như đang co giật đùng đùng, gân cốt xương thịt và kinh mạch như đều bị xé nát, trong nháy mắt lại cảm thấy thân thể như đang tự đặt vào trong lò lửa và bị nung cháy. Nói chung, tứ chi xương cốt, lục phủ ngũ tạng, kỳ kinh bát mạch của hắn lúc này cũng giống như đang bị dao cắt, chịu nỗi khổ lăng chỉ vậy. Hự! Triệu Bân gầm nhẹ, trán nổi gân xanh, đầu óc ong ong. Trong chốc lát, hắn đã không còn phân biệt được đâu là thực, đâu là ảo. Chiếc khăn tay trong miệng hắn đã thấm đẫm máu, phản chiếu dưới ánh trăng một màu đỏ tía. Đau quá thì cứ dừng lại. Nguyệt Thần khoan thai nói, cô ta tự biết tẩy tủy dịch cân kinh lợi hại như thế nào, man thần là kẻ mất trí. Cho nên pháp môn luyện thể của hắn ta tất nhiên cũng không dành cho người luyện, trong trí nhớ của cô ta, người có thể chống chịu được sự đau đớn này cũng chẳng có mấy người. Tuy nhiên, đáp lại cô ta cũng chỉ là tiếng gầm thống khổ của Triệu Bân. Trên gương mặt vẫn còn hơi non nớt ấy hiện lên vẻ điên cuống, đôi mắt sáng rực máu lửa. Đau đớn, nhưng cũng hưng phấn. Khá lắm nhóc con, ta đã đánh giá thấp ngươi rồi. Nguyệt Thần liếc nhìn hắn một cái, ánh mắt sáng lên. Sự ngoan cường của Triệu Bân nằm ngoài dự liệu của cô ta. Hoặc là nói, khi con người đã có chấp niệm, thì những chuyện khác chẳng còn là vấn đề với họ. Chấp niệm của hắn chính là chuyện Triệu gia bị sỉ nhục, chính là quy luật sinh tồn đẫm máu, khiến cho hắn thay đổi tâm trí, nhận ra kẻ mạnh mới có thể thống trị thế giới, muốn dùng nắm đấm để nói chuyện thì hắn phải là người mạnh nhất. Hự! Tiếng gầm gừ của Triệu Bân càng lúc càng trở nên âm ỉ, đôi mắt càng lúc càng đỏ ngầu. Sự đau đớn đã chạm đến giới hạn. Thời khắc này hắn hoàn toàn có thể bất tỉnh lúc nào không hay, nhưng hắn vẫn rất ương ngạnh. Bên ngoài thân thể của hắn đã chảy ra những thứ đục ngầu, đặc sệt. Đó chính là tạp chất trong cơ thể hắn nhờ có tẩy tủy dịch cân kinh mà có thể tống hết ra ngoài. 3, 3, 3. Không biết từ bao giờ, âm thanh như vậy cứ liên tục vang lên. Truyền từ trong cơ thể của Triệu Bân. 720 huyệt vị toàn thân hắn đều đã được mở ra. Sau đó, kỳ kinh bát mạch cũng liên tục được đả thông. Cuối cùng, linh mạch võ đạo cũng được nối liền, kinh mạch thông thẳng tới đan điền. Luyện thể một vòng chu thiên đã hoàn thành. Mà Triệu Bân cũng vì quá sức mà nằm vật ra giường, miếng rẻ trong miệng đẫm máu. Luyện thể lần thứ nhất nguy hiểm đến mức gần như có thể giết chết hắn. Nhưng đau đớn này đi kèm với phần thưởng xứng đáng. Phần xương cốt sần sùi bên trong cơ thể đã chóc đi, kinh mạch thô cứng đã dẻo dai hơn. Quả nhiên là bá đạo. Triệu Bân vui mừng như điên, thở hổn hển ngồi dậy, cơn đau khi luyện thể đã tan biến, chỉ cảm thấy bản thân mát lạnh thông suốt, mà điều khiến hắn vui mừng nhất chính là linh mạch võ đạo được nối lại còn dẻo dai hơn ngày trước. Tĩnh tâm ngưng khí, hắn lẩm bẩm tâm pháp của Triệu gia. Xoay tròn, linh khí thiên địa tụ tập, huyệt vị toàn thân hắn hô hấp. Thu nạp một cách tham lam. Linh khí nhập thể như một dòng suối ngọt ngào, chảy khắp toàn thân, ngưng tụ thành chân nguyên, đổ vào đan điền đã khô khốc từ lâu. Đây chính là quy trình khai mạch ngưng nguyên. Hắn bây giờ đã không còn là phế vật nữa, ốm một trận dậy lại trở thành võ tu. Cảm giác này đã lâu không gặp. Giọng nói của Triệu Bân khàn khàn, cảm giác không chân thực, vì mất linh mạch võ đạo, hắn đã chịu bao nhiêu ánh mắt coi thường, cũng lãnh đủ mọi điều chế nhạo. Những thăng trầm của hắn, nếu dùng ngôn từ hoa mỹ để diễn tả, thì đó chính là thế sự vô thường. Phương pháp này thật hữu dụng. Nguyệt Thần đang nằm trên mặt trăng ý thức chợp mắt, miệng ngân nga một tiên khúc, nghe lúc gần lúc xa. Tốt quá, thật là tốt. Triệu Bân thu thần, cười hà hà, lại lưu chuyển một vòng chu thiên, nối lại linh mạch. Nếu như sau này, ngày nào hắn cũng lưu chuyển thì chắc chắn sẽ có thể niết bàn nghịch thiên. Pháp môn luyện thể của man thần đúng là bá đạo tột cùng. Tiền bối, đây là bí tịch cấp nào vậy? Không đợi Nguyệt Thần trả lời, Triệu Bân lại lên tiếng. Theo ngươi thấy, nó thuộc cấp bậc nào? Nguyệt Thần thản nhiên hỏi. Cái này sao? Triệu Bân xoa cằm, thầm tính toán. Năm cảnh giới võ đạo,
tu vi phân cấp, bí pháp cũng được phân cấp, võ tu luyện võ học, tâm pháp đều được gọi là bí tịch, từ cao tới thấp, phân thành 4 cấp thiên đại huyền hoàng, mỗi một cấp lại phân cao, trung, hạ. Bí tịch có cấp cao nhất được truyền thừa của Triệu gia nhà hắn chính là cấp hoàng. Còn cấp thiên thì sợ là tìm một vòng cả Triều Long Đại Hạ cũng chưa chắc đã tìm thấy một bộ. Nghĩ một lát, hắn mới nhìn sang Nguyệt Thần, ít nhất cũng phải là cấp địa. Cấp địa. Nghe thấy hai chữ này, Nguyệt Thần bị chọc cười, trong giọng nói còn mang theo chút kinh thường. Cấp thiên, Triệu Bân thăm dò nói. Bí tịch võ tu, huyền pháp tử phủ, tiên thuật thái hư, thần thông đạo môn. Có ý gì? Cấp thiên mà ngươi vừa nói thuộc về bí tịch, còn tẩy tủy dịch cân kinh của ta thuộc về thần thông. Ực, Triệu Bân nghe thấy thế thì hung hăng nuốt nước bọt, đã nói rõ thế rồi, chỉ cần não không bị úng nước thì đều có thể hiểu tẩy tủy dịch cân kinh này còn mạnh hơn bí tịch cấp thiên gấp trăm ngàn lần. Điều này thật sự khiến hắn cảm thấy chấn động. Không phải là nhặt được của quý nữa, con mẹ nó, chính là tìm thấy một tòa thần tàng đấy. Thế nào? Không định cảm ơn thần ta sao? Nguyệt Thần khoan thai cười. Cảm ơn, đương nhiên là phải cảm ơn rồi, Triệu Bân cảm kích vô cùng, đại ân của tiền bối, ta muôn kiếp không quên. Cảm ơn ta, không bằng cảm ơn cô nhóc kia, Nguyệt Thần nhàn nhạt nói. Ta đúng là nên cảm ơn nàng ấy, Triệu Bân nhìn về phía phòng tân hôn, như thể nhìn xuyên qua tường, thấy Liễu Tâm như đang ngủ say. Đây chính là trời xui đất khiến trong truyền thuyết sao? Một hôn lễ thay xà đổi cột, lại đem cho hắn vận may không thể tin được. Một lời chúc phúc đổi bằng 9 kiếp luân hồi lại có thể kéo hắn từ địa ngục trở về trần gian. Lúc này, mặc dù trong lòng hắn còn có nhiều khúc mắc, nhưng hắn vẫn mang sự cảm kích từ tận đáy lòng. Loại cảm kích này, không chỉ đối với Liễu Tâm Như mà còn cả với Liễu Như Nguyệt, chính cô ta đã dẫn mối tơ hồng này cho hắn. Nhớ đối xử tốt với người ta đấy, đánh đổi 9 kiếp luân hồi để chúc phúc cho ngươi. Không phải ai cũng dám làm đâu. Thế gian này, thật sự có luân hồi sao? Triệu Bân hỏi. Có lẽ là có lẽ là không, ai mà nói rõ được, Nguyệt Thần buồn chán nói. Vậy tiền bối có thể chữa được đôi mắt của nàng không? Có thể giúp nàng khai linh mạch không? Chuyện này ngươi không cần quan tâm, mắt của nàng không cần ta chữa, lúc nào nên sáng tỏ thì sẽ tự sáng tỏ. Linh mạch của nàng cũng không cần ta mở, lúc nào có thì sẽ tự có. Ta có một lời ngươi nên nhớ, trước khi mắt của nàng sáng trở lại, đừng dùng bất kỳ linh dược nào cho nàng, mỗi ngày chỉ dùng chân nguyên để dưỡng ấm cơ thể là được. Rõ. Còn nữa, không được động vào nàng, Nguyệt Thần bổ sung một câu. Cái này. Triệu Bân không khỏi ho khan một tiếng, đương nhiên hắn hiểu ý tứ của Nguyệt Thần. Cái gọi là không động, chính là không thể làm chuyện vợ chồng. Không nhịn được thì dùng tay. Nguyệt Thần cười mím môi nói. Triệu Bân nghe thấy vậy thì khóe miệng giật giật, từ xưa tới nay, không phải đại thần đều trong sáng thoát tục sao? Đột nhiên, có mấy chữ vàng lấp lánh khắc vào tâm trí của hắn. Triệu Bân ngẩng đầu, nhìn đi nhìn lại, thật lâu vẫn không nói câu nào. Tại sao không nói, chủ yếu là vì hắn không hiểu những chữ cổ kia, nhìn thế nào cũng giống một đoạn kinh văn. Nguyệt Thần ho khan, thản nhiên thu lại, phất nhẹ tay, một đoạn chữ vàng khác lại hiện ra. Lần này, Triệu Bân có thể hiểu rồi. Chữ vàng chỉ là ảo ảnh, tự xếp thành hàng, mỗi một chữ đều mang theo đạo nghĩa, lại có tia sét bao quanh. Thái Sơ Thiên Lôi Quyết. Triệu Bân lẩm bẩm, năm chữ to nhất, sáng nhất ánh trong đôi mắt hắn như những ngôi sao màu vàng. Nhìn một hồi lâu, hắn vô thức gãi đầu. Thái Sơ Thiên Lôi Quyết này chỉ có tâm quyết, rốt cuộc là làm gì, có năng lực gì thì trong đó cũng không có giới thiệu. Chỉ có thể khẳng định là liên quan đến sấm sét, nếu không thì sẽ không mang chữ lôi. Ghi nhớ lại phương pháp này, sẽ có lúc dùng tới. Rõ. Còn nữa, chuẩn bị sẵn một cây côn sắt. Được. Sau cuộc nói chuyện ngắn ngủi thì Nguyệt Thần không nói thêm gì nữa mà thoải mái nằm trên mặt trăng. Triệu Bân lại tĩnh tâm ngưng khí. Khoảng nửa tiếng sau thì hắn mới thuộc lòng Thái Sơ Thiên Lôi Quyết, tuy hơi tò mò nhưng vẫn lưu chuyển một lượt. Dường như nó không có năng lực gì đặc biệt. Nhưng, ngay sau khi lưu chuyển phương pháp này thì hắn cảm thấy một luồng ý chí mãnh liệt lan ra khắp cơ thể. Thật kỳ lạ. Triệu Bân khẽ lẩm bẩm, cảm thấy toàn thân như đang run rẩy, mơ hồ còn có thể nghe thấy tiếng sấm. Cấp thiên. Triệu Bân nói nhỏ, lén liếc nhìn Nguyệt Thần.
Vừa đúng lúc Nguyệt Thần mở mắt, tuy không nói gì, nhưng biểu cảm trong ánh mắt đã thể hiện tất cả. Còn nói tới cấp thiên với lão nương thì ta tát chết ngươi. Triệu Bân cười híp mắt, nhìn biểu cảm của Nguyệt Thần là biết, đây lại là một bộ thần thông đạo môn. Đã nói rồi mà, đường đường là thần minh ra tay thì sao có thể là vật phàm. Không suy nghĩ nhiều nữa, hắn ngồi xếp bằng, vừa lưu chuyển tẩy tủy dịch cân kinh luyện thể, vừa mở chân lông toàn thân, hấp thu linh khí thiên địa, trong cơ thể càng nhiều tạp chất vỡ vụn. Sau khi bị luyện hóa lại trải qua linh khí thiên địa nuôi dưỡng thể phách thì đã thay đổi một cách vô tri vô giác, độ mạnh của cơ thể tăng lên, từng tia chân nguyên đan điền được tích lũy. Ba, ba, tới gần sáng, hai tiếng động liên tục vang lên từ trong cơ thể hắn. Đột phá rồi. Đêm nay thành võ tu, liên tục đột phá hai cảnh giới nhỏ, đã là ngưng nguyên tầng 3. Khủng thật. Triệu Bân nhắm mắt, khóe miệng nhếch lên đầy vẻ hài lòng. Chân nguyên dồi dào là một cảm giác vô cùng kỳ diệu. Liễu gia, cứ đợi đấy. Trong lòng hắn lạnh lùng thầm nói một câu, là tiếng gầm từ linh hồn. Lần này tu luyện võ đạo lại từ đầu, xử lý Liễu gia, là nhiệm vụ đầu tiên của hắn. Tất cả những sỉ nhục của Triệu gia, ngày sau nhất định phải đòi lại gấp trăm lần. Sáng sớm, một màu đỏ rực hiện lên ở phía đông. Dưới gốc cây cổ thụ, cuối cùng Triệu Bân cũng tỉnh lại. Nhả ra một hơi dài vẩn đục, sau đó đứng dậy vươn vai mạnh mẽ, có thể nghe thấy tiếng tách tách trong cơ thể. Sau một đêm luyện thể, cảnh giới của hắn đã ổn định. Trong lúc vô tình, hắn liếc mắt nhìn Nguyệt Thần. Sau đó thì nét mặt tỏ ra khá kỳ quặc, cô gái đó ngủ rất say, nhưng cái dáng ngủ kia thì không được tao nhã cho lắm, chân tay giãn ra, một chân một tay đang rũ xuống dưới, không hề có chút nết na của phụ nữ. Vốn là một hình ảnh tuyệt vời nhưng vì tư thế ngủ này mà bị so thì cũng không lạ. Tú Nhi. Không biết tại sao, Triệu Bân vô thức kêu lên một tiếng. Nguyệt Thần chậm rãi mở mắt, liếc nhìn Triệu Bân, thằng nhóc này đang đùa ta sao? Tiền bối, truyền cho ta một bộ bí pháp chiến đấu đi. Triệu Bân thông minh, vội vàng chuyển chủ đề, xoa xoa tay, cười cười chuyển chủ đề. Nguyệt Thần đứng dậy, ngáp dài một cái. Tốt nhất là loại bá đạo, một trưởng đánh vỡ núi ấy. Triệu Bân vẫn đang nói say sưa, còn không quên khoa chân múa tay. Đầu ngươi bị úng nước à? Có ý gì? Thần thông chiến đấu bá đạo đương nhiên có sự tiêu hao cực lớn, Nguyệt Thần vươn vai, cái thân thể nhỏ bé, tu vi thấp tẹt của ngươi trong chớp mắt sẽ bị tiêu hao thành một bộ xương khô, nếu cứ cố dùng thì cũng không khác gì tự sát. Nền tảng không phù hợp, đưa cho ngươi thần thông tiên pháp nghịch thiên thì ngươi cũng không dùng được. Đã hiểu, Triệu Bân cười nói. Giai đoạn bây giờ, tẩy tủy dịch cân kinh đã đủ rồi, đầm chắc nền móng mới là chuyện quan trọng, Nguyệt Thần chậm rãi nói, nền móng đủ mạnh thì cho dù chỉ một trường bình thường, vẫn sẽ sập trời nổ đất như thường, con đường tu luyện rất dài, không thể dễ dàng một bước lên trời. Cảnh giới ngưng nguyên nho nhỏ, đừng mơ mộng hão huyền nữa. Cảm ơn Tú Nhi, tiền bối chỉ dạy. Trẻ nhỏ dễ bảo. Nguyệt Thần ngáp một cái rồi lại vẹo lên mặt trăng, tư thế ngủ vẫn bắt mắt như thế. Đây mà là một vị thần sao? Triệu Bân xoa cằm, thật muốn vẽ lại cảnh tượng này để cô ta tự mình xem. Triệu Bân. Bỗng nhiên, trong phòng vang lên tiếng gọi rụt rè, lanh lảnh, chính là tiếng gọi của Liễu Tâm Như. Triệu Bân thu lại vẻ cợt nhả, chậm rãi đi tới. Hắn vẫn chưa đi vào phòng thì từ khe cửa đã nhìn thấy Liễu Tâm Như. Nàng đã xuống giường, đang quỳ trên mặt đất, đôi tay nhỏ sờ soạng tìm kiếm giống như đang tìm thứ gì đó. Tìm gì vậy? Tìm đồ ăn. Trên mặt đất đều là đồ ăn. Cũng đúng, tối qua hắn phát điên, hất một bàn trà điểm tâm đổ hết xuống đất, đồ ăn vương vãi khắp nhà. Chắc cô nhóc đó đói chết rồi, sờ được một miếng bánh thì đang gắng sức nhét vào miệng. Cũng không biết là lòng thương hại đang trỗi dậy hay cảnh tượng kia quá chói mắt mà Triệu Bân nhìn đến nỗi đau lòng. Có lẽ, Liễu Tâm Như ở Liễu gia cũng sống như vậy. Thậm chí, hắn còn nghi ngờ, hôm qua lúc gả qua đây, Liễu gia có cho nàng ăn một bữa no hay không? Kẹt! Cuối cùng, hắn cũng mở cửa. Liễu Tâm Như giật nảy mình, vội vàng đứng dậy, run rẩy, bàn tay đen nhẻm vẫn còn đang cầm một nửa miếng điểm tâm dính đầy đất. Nếu không nếm thử, nàng cũng không biết trên đời này còn có một thứ ngon như vậy. Tắm rửa sạch sẽ rồi đi kính trà cha. Triệu Bân nhàn nhạt nói, bê cái bồn tắm gỗ, nhẹ nhàng lau khuôn mặt nhỏ đầy vệt nước mắt của Liễu Tâm Như,
sau đó lại đưa nàng tới bàn trang điểm, thay chiếc kẹp tóc bằng ngọc, rồi trải lại mái tóc dài cho nàng. Nhìn Liễu Tâm như ở trong gương, hắn lại bật cười. Đây hẳn là lần đầu tiên hắn trải tóc cho một cô gái, cũng là lần đầu tiên hắn nhìn kỹ vợ của mình. Liễu Tâm như nhỏ hơn hắn một tuổi, tuy mắt mù nhưng khuôn mặt nhỏ nhắn tinh tế, không đến mức nghiêng nước nghiêng thành nhưng chắc chắn là một mỹ nhân, có lẽ nhiều năm suy dinh dưỡng nên trông mặt vàng thịt gầy. Nhìn Liễu Tâm như đang ngồi trên đống lửa. Lớn như thế rồi, trừ mẹ ra thì đây là lần đầu có người trải tóc cho nàng. Ta có thể làm A Hoàn. Liễu Tâm như rụt rè nói, nàng là một kẻ mù, tự nhận không xứng với thiếu chủ của Triệu gia. Đây là Triệu gia, nàng là vợ của ta. Triệu Bân thản nhiên nói, cô nhóc nghe thấy thế thì ngẩn người. Nói xong, Triệu Bân đi ra khỏi gian phòng. Không lâu sau thì nghe thấy tiếng nước chảy, một đêm tu luyện toàn thân không sạch sẽ gì, dội một chậu nước từ đầu tới chân. Sau khi tắm rửa xong thì hắn mới đưa Liễu Tâm như tới tiểu viện. Sáng sớm, Triệu gia đã sôi nổi, tấp nập, A Hoàn và người làm đi lại không ngừng. Khi nhìn thấy Triệu Bân và Liễu Tâm như thì không khỏi lộ ra vẻ mặt kỳ lạ. Chuyện hôm qua đã truyền khắp thành Vong Cổ, sao họ có thể không biết? Vốn cho rằng, Triệu Bân sẽ đuổi Liễu Tâm như ra ngoài. Không ngờ, vẫn còn ở Triệu gia. Đương nhiên là không thể thiếu những lời thì thầm chỉ trỏ. Triệu Bân mặc kệ. Khi đi qua khu diễn võ, có thể nghe thấy từng tiếng hò hét, chính là con cháu Triệu gia đang đánh quyền. Còn có một ông lão mặc quần áo màu đen đang cầm chiếc roi ra và quát mắng từng hồi, trông có vẻ như một thầy giáo vô cùng nghiêm khắc. Đứng lại! Một tiếng quát chợt vang lên. Triệu Bân vẫn chưa kịp nói gì thì đang đã thấy một thanh niên áo tím vượt qua lan can, chặn trước mặt hai người, chính là nhị công tử của tam trưởng lão, tên là Triệu Khang. Ngày thường giữa hơi cha mình là tam trưởng lão trong tộc mà kiêu ngạo và ngang ngược không ít. Có chuyện gì? Triệu Bân lạnh nhạt nói. Liễu Tâm như lại cố gắng nép sau lưng hắn để trốn. Tại sao không đuổi cô ta đi? Triệu Khang ngạo mạn nói thẳng, cô ta trong miệng hắn ta chính là chỉ Liễu Như Tâm. Vì sao phải đuổi nàng đi? Cô ta là người Liễu gia. Nàng là vợ của ta. Ái chà, hôm nay cứng miệng quá nhỉ? Triệu Khang liến thoáng, ngươi thật sự cho rằng ngươi là thiếu chủ Triệu gia sao? Tối qua hội trưởng lão trong tộc đã hủy bỏ vị trí thiếu chủ của ngươi rồi. Ở đấy mà dám lên mặt với ta. Tứ thiếu gia, ngươi rảnh lắm à? Quay lại tu luyện. Triệu Bân vẫn chưa kịp mở miệng thì nghe thấy ông giáo Triệu gia trách mắng, Triệu Khang nghe thấy thì giật nảy mình. Một kẻ vô dụng, một đứa mù, đúng là cặp đôi trời sinh. Trước khi đi, Triệu Khang còn không quên mỉa móc, cười chế giễu. Khốn nạn! Triệu Bân cũng lững thững rời đi. Nếu không phải ông lão kia nhúng tay vào thì chắc chắn hắn sẽ cho Triệu Khang một trận, chỉ là ngưng nguyên tầng 6, trong mắt hắn chẳng là cái thá gì. Tuy kém ba cảnh giới nhỏ nhưng vẫn đủ để đánh cho Triệu Khang phải khóc lóc. Trước khi bị đứt mạch phế thể, hắn chính là cảnh giới chân linh hàng thật giá thật, nên nói về kỹ thuật chiến thì có thể chấp Triệu Khang 10 đường. Tới giờ, võ tu lại từ đầu, có lẽ cảnh giới vẫn chưa đủ nhưng tâm cảnh nào đó thì Triệu Khang không so được. Còn về vị trí thiếu chủ bị hủy bỏ thì hắn đã sớm dự liệu được điều đó. Tuy cha là gia chủ, nhưng không thể một mình nắm quyền mà tất cả còn phải nghe theo hội trưởng lão. Không lâu sau thì đã tới một tòa biệt uyển. Trong phòng khách, Triệu Uyên đang ở đó, thấy Triệu Bân và Liễu Tâm như đi vào thì không khỏi thở dài. Ông ấy hiểu con trai mình, từ trước tới nay đều ân oán phân minh, là Liễu Như Nguyệt làm điều ác chứ không liên quan đến Liễu Tâm như. Con chào cha ạ. Triệu Bân lên trước, quỳ trên mặt đất, Liễu Tâm như cũng quỳ xuống theo nhưng lại vùi đầu xuống. Đứng lên nói chuyện đi. Triệu Uyên cười hiền, không giống như đám trưởng lão nặng giọng nghiêm mặt. Chỉ cần là quyết định của Triệu Bân thì ông ấy sẽ ủng hộ vô điều kiện. Nếu Triệu Bân đã coi Liễu Tâm như là vợ thì ông ấy cũng sẽ nhận con dâu này. Ngọc Nhi, đưa thiếu phu nhân ra sảnh sau dùng cơm. Vâng. A Hoàn đi lên ngoan ngoãn đỡ Liễu Tâm như đi ra sảnh sau. Cha con ta uống vài chén nhé. Triệu Uyên cười nói, kéo Triệu Bân tới một bàn ăn đã bày biện sẵn sau trướng. Cha có chuyện muốn nói với con. Triệu Bân rót cho Triệu Uyên một chén đầy. Tối qua, hội trưởng lão đã hủy vị trí thiếu chủ của con rồi, Triệu Uyên thở dài nói. Con đã đoán được từ trước, Triệu Bân cười nói. Cha đã cố gắng hết sức rồi mà,
Triệu Uyên nói ra câu nói này với vẻ bất lực. Tân thiếu chủ là ai? 3 tháng sau sẽ tổ chức một trận so tài, ai đứng đầu thì người đó là thiếu chủ. Vâng, vậy thì tốt. Ngày mai đi tới cửa hàng binh khí cho giải tỏa tâm trạng, Triệu Uyên cười ấm áp. Con nghe lời cha ạ, Triệu Bân cũng cười. Cửa hàng binh khí chính là sản nghiệp của Triệu gia ở thành Vong Cổ, đúng như tên gọi, nó là nơi bán binh khí. Dù cha nói có ẩn ý, nhưng hắn hiểu hết ý tứ trong đó. Theo những gì hội trưởng lão trong tộc nói thì Triệu gia không nuôi người rảnh, thiếu chủ bị phế cũng không thể ăn bám, phải làm việc, phải cống hiến cho gia tộc. Từ khi mới đặt nền móng cho Triệu gia đã đều làm như vậy. Không chỉ Triệu gia, những gia tộc khác cũng làm như thế. Phàm là những con cháu có tư chất kém, không có triển vọng tốt thì đều bị xua đuổi khỏi gia tộc, đi lo cho sản nghiệp của gia tộc. Nói dễ nghe thì đi làm trưởng quỹ, nói khó nghe thì chính là bị đi đày. Ở bên ngoài làm có tốt đến đâu, kiếm cho gia tộc một núi vàng thì cũng chủ định là vô duyên với trung tâm quyền lực của gia tộc. Những năm nay, nếu không có cha bảo vệ thì hắn đã sớm bị đuổi đi rồi. Ra ngoài cũng được, thoải mái, nhàn hạ. Triệu Bân nghĩ rất thoáng, nếu như vậy thì cũng có thể tĩnh tâm tu luyện. Còn bí mật của hắn thì chưa tới lúc nói ra. 3 tháng sau, hắn sẽ cho cha một bất ngờ lớn, cũng không tồi chút nào. Những thứ là của hắn thì hắn sẽ tự cướp lại. Bân Nhi, cuộc đời là một chặng đường dài, đừng sống khép mình, lương tâm không hổ thẹn là được, Triệu Uyên cười hiền. Đuổi Triệu Bân ra khỏi gia tộc cũng là vì tốt cho hắn. Trong gia tộc, nhìn thì có vẻ bình lặng nhưng thực ra sóng ngầm luôn mãnh liệt. Con hiểu ạ, thưa cha. Triệu Bân cười lại rót cho Triệu Uyên một chén, xong mới bắt đầu ăn, ăn như hổ đói. Một đêm luyện thể, hắn đã đói đến phát điên. Có lẽ là luyện ra không ít tạp chất nên trong cơ thể đang thiếu dinh dưỡng, cần phải bổ sung. Hắn chắc chắn, lượng cơm sau này cần để cho hắn ăn no sẽ còn kinh khủng hơn. Triệu Uyên muốn nói lại thôi, ông ấy luôn cảm thấy Triệu Bân đang cố ăn cơm để che giấu nỗi khổ tận đáy lòng. Ăn cơm xong, trong biệt uyển thu dọn một tiểu viện cho Liễu Tâm Như ở đó, Triệu Uyên cũng yên tâm, cho hai a hoàn ngoan ngoãn chăm sóc, dù sao. Ngày mai Triệu Bân phải đi rồi, cũng không thể thường xuyên về nhà. Dâu mới bị mù khiến ông ấy luôn cảm thấy chưa quen lắm. Ở Liễu gia, nàng còn không bằng người làm, đến Triệu gia mới thật sự là thiếu phu nhân. Nàng luôn tự cảm thấy thấp hèn, nào đã được ai hầu hạ bao giờ, đa số đều cảm thấy hết sức lo sợ, cảm thấy không chân thực. Màn đêm dần buông xuống, nàng sớm đi vào giấc ngủ. Triệu Bân trải chăn ra sàn ngủ, trong đêm tối chậm rãi đứng dậy. Đứng trước giường, dùng chân nguyên làm ấm cơ thể cho Liễu Tâm Như. Thương hại cũng được, cảm kích cũng được, từ đáy lòng hắn đang dần dần tiếp nhận người vợ này. Nhịn đi, Nguyệt Thần bỗng nhiên nói. Biết rồi, Triệu Bân vừa nói, không khỏi vò đầu bứt tóc. Hắn luôn cảm thấy con gái con đứa nửa đêm không ngủ cứ nhìn chăm chăm vào hắn, sợ hắn tinh lực rồi rào cùng vợ làm nên một đêm xuân đáng giá ngàn vàng. Chính vì như thế nên hắn mới thấy khó hiểu. Khó hiểu là vì tại sao không thể làm chuyện vợ chồng với Liễu Tâm Như, tại sao lại không được cho nàng dùng linh dược. Sau này, ngươi sẽ biết. Nguyệt Thần nói xa xôi, như đọc được suy nghĩ của hắn, nhưng lời nói vẫn cứ úp úp mở mở. Triệu Bân không hỏi tới cùng, tiếp tục thúc đẩy chân nguyên. Tuy Liễu Tâm Như nhắm mắt nhưng vẫn đang tỉnh, thân thể nhỏ nhắn như bị siết chặt lại, không dám thở mạnh, chân nguyên của Triệu Bân quanh quẩn trong cơ thể của nàng. Như một dòng suối trong veo, ấm áp. Ánh trăng sáng lọt qua khe cửa chiếu lên nụ cười sững sờ của nàng. Lần đầu tiên nàng biết nhà là nơi ấm áp thế nào. Đêm khuya, Triệu Bân đi ra khỏi căn phòng. Trước khi ra cửa còn liếc nhìn Nguyệt Thần đầy ý tứ, ánh mắt kỳ kỳ. Sau này, nếu hắn thật sự cùng Liễu Tâm Như làm gì đó thì không phải là cô gái này ngồi xem trực tiếp tại hiện trường đây chứ. Vừa nghĩ như vậy hắn đã cảm thấy thật ngại ngùng. Thần ta vẫn biết xấu hổ. Nguyệt Thần liếc nhìn Triệu Bân, tuổi tác không lớn, nhưng ta vẫn còn có mắt nhìn đấy. Triệu Bân cười nhạt, ngồi xuống gốc cây cổ thụ. Sau đó thì nhét một chiếc khăn tay vào trong miệng, lưu chuyển tẩy tủy dịch cân kinh. Răng rắc, răng rắc. Ngay sau đó, trong cơ thể vang lên tiếng tanh tách, tiếng rên trầm đục, âm ỉ không ngớt. Hắn muốn một công đôi việc, trong khi luyện thể thì đồng thời cũng lưu chuyển thái sơ thiên lôi quyết.
Sự huyền diệu của bài quyết này chính trong lúc lưu chuyển thỉnh thoảng sẽ gặp hơi sấm, mạnh mẽ và nồng đậm, phối hợp với luyện thể thì càng tăng thêm sức mạnh. Cẩn thận tẩu hỏa nhập ma. Nguyệt thần nhắc nhở một tiếng, thầm nói, thằng nhóc này, cũng to gan thật, lưu chuyển cùng một lúc hai loại công pháp, thì cũng có thể gây nhiễu lẫn nhau, chỉ cần bất cẩn một chút sẽ gặp vấn đề lớn, chẳng hạn như tẩu hỏa nhập ma. Triệu Bân không trả lời. Thiếu chủ Triệu gia cũng có thiên phú dị bẩm, một công gánh hai việc thế này hắn vẫn chống đỡ được. Dù sao, hắn chỉ có thời gian 3 tháng. Con cháu Triệu gia, không chỉ có mấy con hàng như Triệu Khang mà còn có rất nhiều kẻ xuất sắc, muốn trong một thời gian ngắn đuổi kịp bọn họ thì sợ là có chút khó khăn, chính vì như vậy nên mới không thể buông lỏng dù chỉ một khắc. Phàm giới đều không mưa sao? Nguyệt thần nhàm chán, không biết đã lẩm bẩm nói câu này bao nhiêu lần rồi. Tới nửa đêm, Triệu Bân mới đứng dậy. Không lâu sau, hắn vẫn chưa thấy động tĩnh gì mà chỉ thấy trong cơ thể chân nguyên trào dâng, xông vào các kinh mạch lớn. Uy Long! Nghe thấy trong lòng hắn một tiếng nói thầm, hắn bước ra một bước, tiến về phía trước đánh ra một chưởng. Lực chưởng rất mạnh, còn mơ hồ có tiếng rồng gầm. Bát bộ thần long đạo! Nguyệt thần khẽ nói, Uy Long trưởng pháp mà Triệu Bân sử dụng, với thần thông đạo môn này có chung nguồn gốc, có thể nói, là một nhánh nhỏ. Bát bộ thần long đạo chân chính có thể sập trời nổ đất trong chớp mắt. Thần long đạo tôn cũng tới nơi quỷ quái này à? Nguyệt thần tự nhủ. Nhưng nghĩ lại thì cũng thấy bình thường, thần minh ở khắp mọi nơi, có trời mới biết là sẽ chạy tới đâu tản bộ. Quẹ! Bên Triệu Bân, không biết sao đang yên lành thì sắc mặt trắng bệch, miệng phun ra máu tươi. Uy Long trưởng pháp quá mãnh liệt. Thân hình như bé của hắn bị nội lực chấn động gây ra vết thương, tứ chi xương cốt, lục phủ ngũ tạng đều đau đớn tới cùng cực. Nói về trưởng pháp này thì cũng có lai lịch. Trước khi chưa đoạn mạch, hắn đã lấy được nó từ ngôi miếu cổ cũ nát khi ra ngoài thực luyện. Uy Long bí tịch có câu, nếu chưa tới cảnh giới chân linh mà dùng phương pháp này thì là nóng vội, căn bản vẫn chưa vững, thì phải tự chịu khổ, chịu thiệt để trải nghiệm luyện thể, nếu không ngũ tạng bị chấn động đến vỡ nát. Nào, đánh ra một chưởng đi. Nguyệt thần nằm nghiêng trên mặt trăng, thản nhiên nói. Đau. Triệu Bân ho khan, ngồi phịch xuống, lưu chuyển tâm quyết, xoa dịu thể phách. Ta đã nói từ đầu rồi, đặt nền móng vững chắc là điều quan trọng nhất. Nguyệt thần liếc nhìn, không nghe lời thần ta, đấy, bị chấn động nội thương rồi kìa. Cô không định, truyền thêm cho ta chút bí pháp à. Triệu Bân cười ha ha, chớp chớp mắt nhìn Nguyệt thần. Coi lời nói của ta như gió thổi bên tai hả, Nguyệt thần liếc mắt, tham thì thâm đấy. Nói thì nói thế, nhưng cô và ta là cộng sinh, ta chết thì cô cũng không sống được. Cho nên, dạy ta một ít thần thông giữ mạng thì đáng tin nhất. Ta an toàn rồi thì cô mới an toàn chứ. Cô là thần mà, vị thần toàn năng. Triệu Bân bật công tắc lửa bịp, nói liên mồm không ngừng, nào giống người bị thương. Nguyệt thần vẫn chưa nói gì, nhưng nghĩ kỹ thì ồ. Cũng đúng thật. Lại thấy cô ta phẩy tay, chữ vàng sáng lóa tung ra, Triệu Bân đưa mắt nhìn những ánh vàng đung đưa kia. Thuật bỏ trốn, lấy đi ăn trộm thì vui nhỉ. Cảm ơn tiền bối. Hai mắt Triệu Bân sáng lấp lánh, ghi nhớ từng chữ của pháp môn. Bỏ trốn, hắn đã từng nghe qua, thuộc về kỳ môn độn giáp. Nhưng, hắn chỉ nghe qua thôi, còn trưởng tộc mới biết chứ hắn cũng chưa từng tận mắt nhìn thấy thuật này. Không nghĩ nhiều thêm nữa, hắn xếp bằng ngồi thiền, tĩnh tâm lĩnh ngộ. Phương pháp này không lộn xộn như trong tưởng tượng mà dễ học dễ dùng, thử nghĩ mà xem, đánh nhau với người ta không lại thì bỏ trốn này cũng có ích lắm. Nguyệt thần truyền cho thuật này quả thật là thần thông giữ mạng. Không biết bao lâu mới thấy hắn đứng dậy. Trốn. Hô khẽ một tiếng, hắn thực hiện pháp môn bỏ trốn. Nhưng, cảnh tượng sau đó có chút ngại ngùng, bỏ trốn không thể vội, nửa người dưới chìm trong đất, nhưng nửa người trên thì lại lộ ra ngoài. Nhìn thế nào cũng giống như một cái cọc gỗ, chọc xuống bùn. Không có gì to tát. Triệu Bân nhìn một lát, dù sao cũng là lần đầu tiên dùng thuật bỏ trốn, không thành công cũng là bình thường, phải luyện nhiều hơn mới được. Ngại ngùng thì vẫn có. Nửa người chìm trong đất sau một hồi vùng vẫy vẫn không ra được. Tí tách. Bỗng nhiên, có tiếng giọt nước rơi xuống loạn xạ, một trận gió lớn âm u. Triệu Bân vô thức ngẩng đầu lên nhìn. Vừa nhìn thì bỗng chốc sững sờ, chỉ thấy trong miệng giếng cổ phía đối diện lại có người bò ra.
Chính xác mà nói thì là một cô gái. Cô ta có mái tóc dài, rối bù, đôi mắt màu xanh lục, trong miệng đẫm máu, móng tay nhiều năm không cắt, không chỉ dài mà còn phát ra ánh sáng ảm đạm u ám, đang nhìn hắn cười nham hiểm. Tú Nhi, đây là nữ quỷ đấy à? Triệu Bân nói. Ừ, đúng vậy. Cô đã biết trong giếng có quỷ từ lâu rồi hả? Biết. Tại sao không nói cho ta biết? Không thích. Nghe vậy, sắc mặt Triệu Bân đen như mực. Dòng máu thuần khiết quá đi. Ma nữ liếm đầu lưỡi đỏ tươi của mình, nở nụ cười the thé, khiến người ta nghe mà sợ. Ngươi chờ ta đi ra. Triệu Bân lại xông lên, độn thổ kiểu gì mà một nửa người vẫn còn ở trong đất thế này. Hắn bất lực, thi triển lực thế nào cũng không ra nổi. Hắn không ra được, nhưng ma nữ đã xuất hiện, bò ra khỏi cái giếng của mình, gió âm thổi đến. Triệu Bân định hô lên, tình cảnh lúng túng này thì phải tìm người giúp mới được. Tiếc là còn chưa gọi được chữ cha thì ma nữ đã xông đến. Bộ tóc dài đen lóa xóa, chặn lấy cổ hắn, khiến hắn không thể gọi lên thành tiếng. Hự! Triệu Bân kêu lên, mặt đỏ bừng, trán nổi đầy gân xanh, cảm thấy cổ mình như sắp đứt. Hắn nhìn sang Nguyệt Thần đang hóng chuyện và không có ý định giúp đỡ, mà cô ta cũng không giúp nổi. Nếu Triệu Bân không giải quyết nổi một con ma nữ thì hắn chính là một kẻ vô dụng. Máu này thuần khiết quá đi. Ma nữ cười âm hiểm, miệng còn dính nước miếng nhấp nháp, thối kinh khủng khiếp. Triệu Bân cắn răng, lấy hai tay bắt lấy tóc của ma nữ, mượn lực xông ra. Sau đó, hắn mạnh mẽ quật ả ma nữ đang cười khằng khặc xuống đất. Cùng lúc đó, hắn hô tay, sử dụng uy long trưởng tấn công. À! Ma nữ kêu thảm rồi lại ngã xuống giếng. Chạy đi đâu? Triệu Bân bước lên, ma nữ đã rơi xuống giếng nhưng bộ tóc dài đó còn đang vắt một nửa ở ngoài giếng. Hắn đã bắt được và liều mạng kéo ả ta ra ngoài. Cho ngươi cười này. Triệu Bân giơ nắm đấm lên rồi đấm vào đầu ma nữ. Lúc này, mọi thứ đã yên tĩnh trở lại. Ma nữ không chạy nữa mà hóa thành một làn sương, đâu đó vẫn nghe thấy tiếng khóc ai oán. Sao trong giếng lại có ma chứ? Triệu Bân bò ra miệng giếng, nhướng đầu ra nhìn, có khi bên trong vẫn còn nữa. Khỏi tìm, chỉ có một con này thôi. Nguyệt Thần nói, một tay ôm mặt, nhàm chán nhìn linh tinh, không biết đang nghĩ gì. Triệu Bân không nhìn nữa nhưng vẫn đang nghĩ. Giếng là nơi cực âm, sinh ra tà ma cũng là bình thường. Điều đáng để khẳng định là, vào một thời đại nào đó, đã có chuyện gì cực thảm xảy ra ở chiếc giếng cổ này. Chẳng hạn là có người bị đẩy xuống giếng, ở nơi u ám này, âm hồn không tan và biến thành lệ quỷ. Không may là lại bị hắn gặp được. Nghĩ lại mới thấy sợ, nhưng cũng may là hắn gặp phải. Nếu sau khi hắn đi mà liễu tâm như cùng hai nha đầu trong viện gặp thì chắc chắn sẽ rất nguy hiểm và trở thành món ăn của con ma nữ này. Hắn không nghĩ nhiều, lấy một hòn đá lớn ra phá nát đài giếng. Giếng cổ có lệ quỷ, nghĩ đến đã thấy kinh rồi. Sao có thể uống nước trong giếng được nữa? Bân Nhi, bên ngoài viện có tiếng gọi, đó là Triệu Uyên. Ông ấy nghe được động tĩnh mới đi qua xem, vừa đến cửa thì thấy tiếng đá vỡ, có trời mới biết là Triệu Bân đang phá cái gì, mà âm thanh còn không nhỏ. Cha! Triệu Bân mở cửa, cả người đầy mồ hôi. Sao còn chưa ngủ? Triệu Uyên nhìn Triệu Bân, nửa đêm nửa hôm mà cả người đầy mồ hôi. Con dậy đi tiểu tiện, Triệu Bân ho khan. Ngủ sớm đi, Triệu Uyên mỉm cười, vỗ vai Triệu Bân, cảm thấy người Triệu Bân lớn ra không ít. Cha, sau khi con đi, cha có thể tìm người bồi dưỡng cơ thể cho Liễu Tâm Như được không ạ? Cha biết mà, Triệu Uyên cười rồi quay đi. Chuyện này, không cần Triệu Bân nói thì ông ấy đã sớm tìm được một nữ trưởng lão khách khanh rồi. Đã là con dâu thì chính là người nhà, làm cha sao có thể tính toán nhiều. Triệu Bân đóng cửa, bước ra rồi nôn ra một ngụm máu tươi. Uy Long trưởng rất mãnh liệt, hôm nay hắn sử dụng 3 lần, bị thương không nhẹ. Vì vậy hắn mới cảm thấy căn bản rất quan trọng, nếu là lúc trước ở cảnh giới ngưng nguyên tầng 3 mà dùng trưởng pháp này thì e là đã đứt gân mạch rồi. Ta có chuyện này không hiểu, vì sao cha không thấy là linh mạch của ta đã được liền lại rồi. Triệu Bân lau máu, nghi ngờ hỏi. Mắt nhìn là một thứ tốt, Nguyệt Thần đáp lại, bộ dạng vẫn rất có học vấn. Triệu Bân ho khan. Tìm chỗ trị thương. Đêm dần qua. Trời còn chưa sáng, hắn đã duỗi eo đứng dậy. Một đêm không ngủ.
lại vận chuyển tẩy tủy dịch cân kinh thêm hai đại chu thiên nữa. Điều khiến hắn vui mừng là, vết nội thương bị chấn kinh do uy long trưởng đã phục hồi không ít, mà cường độ của gân cốt cũng biến đổi về chất. Thật bá đạo quá! Triệu Bân vui vẻ cười lên, bước ra rồi nháy mắt xông vào đất. Lại độn thổ. Hơn nửa đêm không nghỉ, hắn đã nắm vững được pháp môn này, nghĩ lại tối qua cũng gượng gạo quá. Thiếu gia, ăn cơm thôi ạ. Không bao lâu sau, nhà đầu Ngọc Nhi đã gọi tới, một nha hoàn khác thì đưa Liễu Tâm Như đi qua. Tân nương bị mù vẫn mất tự nhiên như cũ. Một lúc lâu sau, nàng vẫn chưa ngồi xuống. Mẹ nói lấy chồng phải tuân thủ nữ tắc, chồng chưa ngồi thì nàng không được ngồi. Triệu gia không có mấy quy tắc này đâu. Triệu Bân duỗi eo đi tới, nở ra nụ cười hiếm gặp. Đồ ăn sáng vẫn còn nóng. Ăn xong, hắn cầm bọc đồ và bội kiếm ra khỏi tiểu viện. Bên ngoài phủ đệ Triệu gia đã có sẵn xe ngựa. Cửa hàng binh khí nói xa thì không đúng mà gần cũng không phải. Dù gì thì thành Vọng Cổ vẫn khá rộng. Đi thôi. Triệu Bân quay lưng, vẫy tay với phủ đệ nhà mình rồi nhảy lên xe ngựa, sau đó cầm roi ngựa lên phất. 3 tháng sau, hắn sẽ quay lại. Lúc ấy, hắn sẽ đòi lại toàn bộ những thứ thuộc về mình, không thiếu thứ gì. Ô, Triệu Bân kìa. Xe ngựa dừng giữa đường lớn, lôi kéo sự chú ý của mọi người. Rất nhiều người nói thầm, chỉ trỏ. Đêm hôm trước hắn và Triệu gia đến trước phủ đệ Liễu gia, việc này đã trở thành câu chuyện bàn tán của mọi người. Nghe nói hắn còn chưa đuổi Liễu Tâm Như ra cơ. Dù gì cũng đã gả đi rồi, đồ mù với kẻ vô dụng mới là một đôi trời sinh đấy. Nhìn cái dáng đó thì giống như bị đuổi khỏi gia tộc lắm. Tiếng bàn tán càng nhiều, chào phúng có, than thở cũng có. Triệu Bân coi như không thấy, lái xe đi qua, cười cợt, khinh bỉ gì đó, hắn đã quen rồi. Mãi rồi cũng thành quen. Ngày trước, hắn là thiếu chủ Triệu gia, là thiên tài võ đạo thứ thiệt. Ai nhìn thấy hắn cũng phải gật đầu khom lưng, ngưỡng mộ cung kính, quang vinh vô cùng. Sau khi đứt mạch, thế nhân lại hoàn toàn trở nên khinh bỉ hắn. Cái gọi là nhân tình thế thái là vậy đấy. 3 năm hèn mọn với hắn cũng là 3 năm rèn luyện tâm cảnh. Hắn dần dần đi xa giữa những lời bàn luận. Không biết lúc nào, xe ngựa mới dừng lại trước một cửa hàng. Đây chính là cửa hàng binh khí của Triệu gia, mặt tiền nhìn rất hào nhoáng, hai bên trái phải đều có một con sư tử đá, vô cùng uy nghiêm. Thiếu gia, vừa mới xuống xe, hắn đã thấy hai thiếu niên đi ra, một người tên Dương Đại, người kia là Võ Nhị. Gia chủ đã có lệnh rồi ạ, mời thiếu gia. Cùng đó còn có một ông già, nhìn rất thân thiện. Triệu Bân biết người này, được mọi người gọi là Lão Tôn, một người có tính cách hướng ngoại. Nghe nói là người ăn xin ông nội hắn đem về, cho vào Triệu gia, cả đời tận tụy báo đáp công ơn của gia chủ. Của ít lòng nhiều. Triệu Bân mỉm cười, đưa ra 3 hộp gỗ cho 3 người. Đây là quà gặp mặt, dù gì sau này cũng là cộng sự với nhau, tuy khác họ nhưng vẫn phải giữ mối quan hệ tốt. Phàm là con cháu gia tộc phái ra ngoài thì đều phải chuẩn bị chút đồ. Dù gì vẫn phải làm tốt quan hệ xã hội. Cảm ơn thiếu gia. Gọi ta Triệu Bân là được. Triệu Bân mỉm cười, đi vào trong cửa hàng binh khí. Người đi đường thấy thế cũng dừng chân lại, dường như biết ý nghĩa của việc Triệu Bân được đưa đến đây. Rõ ràng là Triệu Bân đã bị gia tộc đuổi đi, nếu không trừ khi gia chủ Triệu Uyên có tâm tư khác thì sẽ không phái đi xa thế này. Triệu Bân đang ngồi trước quầy tính tiền. Lão Tôn cầm sổ sách đến. Nếu có người của nhà chính đến thì đều phải làm những việc này. Kiểm tra sổ sách là điều tất yếu, nào là bán được bao nhiêu, có bao nhiêu hàng, từng món đều phải kiểm tra cho rõ. Tóm lại vẫn phải theo quy trình. Triệu Bân xem rất ra dáng, một lần xem 10 hàng. Vì hắn từng là thiếu chủ, từ nhỏ cha đã bồi dưỡng hắn học đủ thứ, việc kiểm tra sổ sách cũng là một môn học bắt buộc. Cất đi. Không lâu sau, hắn đóng sổ sách lại. Ngoài việc không kiếm được tiền ra thì không còn vấn đề nào khác cả. Không chỉ có mình nhà hắn là kinh doanh binh khí trong thành Vọng Cổ. Cạnh tranh là đương nhiên, nhà ai có chất lượng tốt hơn, rẻ hơn thì nhà đó sẽ bán chạy. Sau khi kiểm tra sổ sách thì hắn cũng không có việc gì làm nữa. Hắn ngồi ở quầy, hai tay ôm mặt, híp mắt nhìn quanh. Cửa hàng binh khí không tính là nhỏ, đủ 18 loại binh khí, phẩm chất thì tính là trung đẳng. Còn binh khí thượng hạng đều ở bên cửa hàng binh khí Liễu gia rồi.
chỉ vì nhà đó có luyện khí sư không hề yếu. Luyện khí sư là một nghề nghiệp kiếm được nhiều tiền, đi đâu cũng được chào đón. Có luyện đan sư cũng kiếm được càng nhiều tiền hơn. Nhưng những người ấy cực kỳ hiếm gặp, vì điều kiện quá hà khắc, cơ bản đều là cha truyền con nối. Hắn không nhìn cửa hàng binh khí nhà mình nữa mà nhìn ra ngoài phố. Đối diện là một sòng bạc, với chữ cực to tướng được treo lên, cực kỳ bắt mắt. Người qua lại đông đúc vô cùng, cách đó một con phố còn nghe thấy tiếng họ hét ầm ĩ, ai thua tiền người đó khó chịu. Cạnh sòng bạc là một tiệm cầm đồ. Đúng vậy, là tiệm cầm đồ, chữ cầm được treo ở vị trí cực kỳ chói mắt. Sòng bạc ở cạnh tiệm cầm đồ cũng là dễ hiểu. Người nào thua tiền, muốn gỡ gạc lại thì đến tiệm cầm đồ để cầm cố vòng tay, khế ước mua bán nhà, đồ cổ. Chỉ cần tiệm cầm đồ nhận thì có thể đổi ra tiền, vậy là có tiền đi cược thêm mấy lần rồi. Nói trắng ra thì sòng bạc với tiệm cầm đồ là hai bên cùng có lợi. Một bên ăn tiền cược, một bên ăn tiền cầm đồ, một sự ăn ý từ xưa. Mà tiệm cầm đồ kia là sản nghiệp của Triệu gia hắn. Ngoài ra thì phía Đông Thành còn có một quán rượu, phía Tây Thành có cửa hàng dược liệu, phía Nam Thành có cửa hàng đồ cổ, phía Bắc Thành có quán trà. Đến cả chợ đen thế giới ngầm cũng có Triệu gia tham gia vào. Có thể nói là tham gia mọi ngành nghề. Những thứ này hắn đều biết và phải học từ khi còn là thiếu chủ. Cửa hàng binh khí làm ăn không tốt lắm, bao nhiêu người vào thì bấy nhiêu người ra. Có một người mua hàng thôi đã là tốt lắm rồi. Phần lớn họ đều đến chỉ để xem linh tinh. Bọn họ xem Triệu Bân còn nhiều hơn là xem binh khí, mà ánh mắt cũng rất bất thường. Cứ như kiểu đến xem khỉ chứ không phải đi mua binh khí vậy. Nghe gì chưa, sư phụ của Liễu Như Nguyệt đã tặng cho cô ta một bí tịch cấp địa đấy. Sao mà không biết được, tin truyền đi khắp cái thành vong cổ này rồi mà. Cấp địa đấy, trời ạ, ông đây đến bí tịch cấp hoàng còn chưa được thấy, thiên tông này chi mạnh thật. Tiếng nói trong cửa hàng binh khí truyền ra không dứt. Nhóm khách hàng này đúng là không đến mua binh khí, đi vào thì cứ nói liên tục. Vui vẻ vô cùng, hơn nữa trong lúc nói chuyện còn cố tình nhìn Triệu Bân một cái, rất có dụng ý. Thì chính là cái ý đó thôi. Triệu Bân cũng thản nhiên, hai tay ôm mặt, nhìn trái nhìn phải, nhìn cái này, ngó cái kia. Ánh mắt ấy giống như đang xem kịch. Ban ngày ban mặt, rảnh rỗi không có gì làm rồi chạy đến đây nói chuyện, thích làm ông đây khó chịu à. Còn về Liễu Như Nguyệt thì hắn cũng chỉ cười. Thiên Tông thì ghê lắm à. Bí tịch cấp địa đáng sợ lắm sao? Ông đây còn có cả một vị thần trong đầu đấy. Chờ đi, chạy không thoát đâu. Hắn mặc kệ, nhưng có những người thì không chịu ngưng. Lão Tôn không nghe nổi nữa, mà cũng không biết nên ngăn thế nào. Mở cửa hàng làm ăn, khách đến đều là thượng đế, không thể đắc tội. Mãi một canh giờ sau, Triệu Bân mới đứng dậy. Ông chủ mới mà, lần đầu đến cửa hàng binh khí thì vẫn phải làm cho ra dáng. Xong xuôi thì cũng phải tìm việc mà làm. Thiếu gia đi nghỉ đi ạ. Lão Tôn mỉm cười, đúng là một người ông hiền lành. Ít nhất ông ấy không vì việc Triệu Bân bị tước chức thiếu chủ mà trở mặt với hắn. Gia chủ đã nhắc trước, vẫn phải nể mặt, không được quá đáng. Ừ. Triệu Bân mỉm cười không chút khách khí. So với việc ngồi làm ông chủ thì tu luyện quan trọng hơn. Có bảo bối. Giọng nói của Nguyệt Thần bỗng vang lên. Bảo bối. Triệu Bân vừa nhấc chân lên lại thu về, ánh mắt lóe sáng. Trên đường lớn, tên mập kia, Nguyệt Thần khẽ nói. Triệu Bân nhìn sang. Người qua lại trên phố đông đúc, đúng là có một tên mập thật. Để ngực chân, bụng to bành ra, nhìn như một ông Phật Di Lặc. Gã vừa mới đi từ trong sòng bạc ra ngoài, chắc là thua sạch. Mặt thì đỏ, cổ thì gân lên, lại còn chửi bới liên tục, nhìn ai gã cũng tức. Gã cao 1,5 mét. Nhưng khí thế đi đường như 3,8 mét. Gã đó có bảo bối á. Triệu Bân nhướng mày, đi ra khỏi cửa hàng binh khí, xuyên qua đám người, chặn trước mặt tên mập. Ngươi mù à? Tên mập há mồm ra chửi. Gã vừa thua sạch ở sòng bạc, còn đang muốn tìm người chút giận đây. Chắc là cái hồ lô nhỏ này. Triệu Bân quét một lượt, nhìn vào eo tên mập, thấy một cái hồ lô nhỏ màu vàng tím, to cỡ bàn tay. Xung quanh hồ lô còn có những đường vân không rõ là gì. Cả người tên mập ngoài quần áo ra thì cũng chỉ còn cái hồ lô đó thôi. Thiếu chủ Triệu gia. Tên mập xoa cằm, ban nãy đi hơi vội, lúc này mới nhìn rõ. Triệu Bân là người nổi tiếng,
Đêm đó, gã cũng là người đến hóng chuyện. Triệu Bân và Triệu Gia là câu chuyện cười hài nhất thành vong cổ. Lão ca, cái này bán không? Triệu Bân cười nói, chỉ vào hồ lô màu tím vàng. Đây là bảo vật gia truyền đó. Tên mập đảo mắt, gã là một tên lươn lẹo, có người muốn mua thì cũng muốn kiếm món hời. Có thể thương lượng giá mà. 10 lượng. Ta cho ngươi con dao để ngươi đi làm cướp luôn đi. Triệu Bân bĩu môi. Lúc vẫn còn là thiếu chủ Triệu gia, mỗi tháng hắn còn được có mỗi 3 lượng. Nhưng đừng có khinh thường 3 lượng này, với nhà giàu chỉ là con số nhỏ, nhưng đủ cho nhà bình thường dùng rất lâu đấy. Cái gã này thì hay rồi, thét cái giá trên trời. 3 lượng thôi, Triệu Bân nói, giơ 3 ngón tay. Không ai mặc cả như ngươi đâu, tên mập bĩu môi, ôm chặt hồ lô nhỏ, bắt đầu lèm bèm, đây là bảo vật gia truyền đấy. Hơn nữa, đường đường là thiếu chủ Triệu gia mà còn để ý chút tiền vặt này à? 3 lượng thôi, nhiều hơn thì không có đâu. Đừng mà, tốt xấu gì cũng phải thêm chút đi chứ, tên mập chề môi. Không bán thì thôi. Triệu Bân nói xong thì quay người đi, ánh mắt lóe lên, ông đây không tin ngươi không bán. Bán mà. Tên mập kéo Triệu Bân lại, đưa hồ lô cho hắn, chủ yếu là đang vội lấy tiền đi chơi mấy ván nữa để gỡ. Thắng nhiều chút nhé. Triệu Bân cũng sảng khoát đưa 3 lượng bạc ra. Được thôi. Tên mập nhận lấy tiền rồi quay người, chạy về sòng bạc. Có tiền rồi nên đi cũng nhanh hẳn. Đây là bảo bối sao? Triệu Bân quay về cửa hàng binh khí, cầm hồ lô nhỏ lật qua lật lại. Nhưng ngoài đường vân được khắc bên ngoài mà hắn không hiểu gì ra thì nhìn chả khác gì hồ lô bình thường. Thế mà cũng tốn 3 lượng của hắn. Một núi vàng còn không quý bằng nó đâu. Nguyệt thần nhàn nhã nói. Thật hay giả vậy, Triệu Bân kinh ngạc, bất giác ôm cái hồ lô trong tay. Bảo vật này là thứ lấy tiền để đo chắc. Thế nó có năng lực gì? Cứ thu lại đã, sau này ta dạy ngươi cách dùng, Nguyệt thần đáp. Vậy thì phải giữ lại thôi, còn phải cất kỹ ấy. Triệu Bân ôm càng chặt hơn, quý hơn cả núi vàng thì là thần khí gì đây? Nhưng được thần coi trọng thì chắc cũng không đơn giản. Mẹ nó chứ. Lúc đi vào cửa hàng binh khí, hắn nghe thấy tiếng chửi. Hắn quay lại nhìn thì mới thấy là tên mập vừa nãy. Gã lại chửi thề đi ra, nhìn thì có vẻ như đã thua sạch 2 lượng ban nãy rồi. Cờ bạc là bác thằng Bần mà. Triệu Bân âm thầm than thở, 3 lượng biến mất chỉ trong nháy mắt. Hắn quay về cửa hàng binh khí rồi chạy thẳng đến phía sân sau. Ở phía sau có một tiểu viện coi như yên tĩnh, là nơi tốt để tu luyện. Hự, những tiếng rên rỉ nhanh chóng vang lên, lại là luyện thể bá đạo, phối hợp với Thái Sơ Thiên Lôi Quyết. Sau một chu thiên, đau muốn chết. Nhưng đau cũng có ích của chỗ đau. Sau nhiều lần luyện thể, sức mạnh gân cốt của hắn đã được tăng lên không ít. Sau đó là thuật bỏ trốn. Dù gì cũng là để giữ mạng, thì phải luyện cho thuần thục, chứ không thể để như đêm qua lúc trốn thoát lại chỉ có nửa người xuống đất được. Có trời mới biết được nó ê chề cỡ nào. Nếu không cẩn thận thì sẽ mất mạng ngay. Sau đó hắn cầm một cây trường kiếm lên múa trong viện. Kiếm thuật thì hắn cũng coi như tinh diệu, nhưng lọt vào mắt Nguyệt Thần thì chỉ là rác rưởi. Cô ta rất muốn truyền tiên pháp chiến đấu cho Triệu Bân. Chỉ tiếc là thằng cha này mới đạt đến cảnh giới ngưng nguyên tầng 3, nếu truyền cho hắn thì cũng chỉ để trưng. Lúc này, Triệu Bân đã thu kiếm. Hắn mệt đến mức thở hồng hộc, cầm hồ lô nhỏ màu tím vàng ra nghiên cứu. Chẳng bao lâu sau, hắn lại đứng dậy. Nói hắn là một kẻ mê võ cũng không sai. Dáng vẻ nghỉ ngơi chưa đủ đó, dường như lần nào cũng đều mệt đến kiệt sức. Giống như lần này, hắn còn đứng không vững, ngồi bệt xuống đất thở hồng hộc. Mua chút linh dịch ngọc lộ về đi, luyện thể xong thì trầm mình trong đó, hiệu quả sẽ mạnh hơn. Trong đầu lại vang lên câu nói của Nguyệt Thần. Thứ đó đắt lắm. Triệu Bân ho khan, thần sắc lúng túng. Đường đường là thiếu chủ mà không có tiền sao? Không có thật. Triệu Bân cười lúng túng. Hắn nhận nhiều tiền tiêu và cũng tích góp được nhiều, nhưng lại đem đi mua một cây châm ngọc giá cực kỳ đắt. Hắn định đem tặng Liễu Như Nguyệt vào đêm thành thân nhưng ai ngờ lại xảy ra vụ hoán cột đổi trèo này. Mà châm ngọc cũng không có ở đây, nếu không hắn đã đem đi bán rồi. Chỉ còn mấy đồng này thôi, mua nửa cân còn không đủ. Đòi cha ngươi đi. Ngại. Lấy tiền trong quỹ của cửa hàng binh khí ấy. Không nỡ.
hay là ngươi nằm đất đi cho quen mùi. Nguyệt thần lườm Triệu Bân. Chỗ này cũng đủ rồi. Triệu Bân sờ chán, chứ tiền làm khó anh hùng quá cơ. Đối diện là sòng bạc, Nguyệt thần lại nói. Vận cược của ta kém lắm, Triệu Bân ho khan. Ngươi làm ông chủ cho có thôi à? Túi tiền của ta đâu rồi? Nguyệt thần nói xong, Triệu Bân lập tức đứng dậy sờ khắp người. Nào là quần áo giày dép, bội kiếm dao găm, hắn lấy ra kiểm tra từng cái một. Nhìn tướng rõ là đang tìm thứ gì đó. Cuối cùng, hắn mới tìm được một túi tiền nhỏ. Hắn nhìn Nguyệt thần, ánh mắt Nguyệt thần nhìn Triệu Bân chứa rất nhiều ý nghĩ, như đang xem một trò hề vậy. Đó, thần giỏi như vậy cơ mà. Triệu Bân cười hề hề rồi cầm túi tiền đi. Nguyệt thần đã dám nói thì chắc chắn là thắng được. Thiếu gia, thấy Triệu Bân đi ra, lão Tôn ngồi ở quầy đứng dậy. Bán được bao nhiêu rồi? Không khả quan lắm, không có ai hỏi thăm. Trong dữ liệu của ta, Triệu Bân thở dài, như những gì đã nói trước đó. Liễu gia có luyện khí sư, vũ khí tạo ra toàn là hàng thượng phẩm, ai cũng đến đó mua binh khí hết. Tình trạng làm ăn ở đây tệ cũng là điều bình thường, mà phẩm chất cũng tệ. Nghĩ đến đây, lòng hắn rất khó chịu. Bị gia tộc khác đè ép thì thôi, nhưng bị Liễu gia chèn ép thì rất tức tối. Ngày ngày chịu lỗ, chẳng đến 3 tháng nữa mà gia tộc sẽ phải đóng cửa. Lão Tôn thở dài nói, bộ dáng già nua ấy nhìn thật sự rất đáng thương. Triệu Bân hiểu cảm xúc đó. Nghe cha nói cửa hàng binh khí này là do ông nội hắn một tay gây dựng nên từ hồi làm thiếu chủ. Hồi đó, lão Tôn đã cùng ông nội đi khắp nơi. Mặc dù giờ ông nội không còn nữa, nhưng ông ấy vẫn ở đây mấy chục năm chăm sóc. Cửa hàng binh khí lụi tàn, có thể hiểu được cảm xúc ấy. Triệu Bân cảm thấy ấm áp, người trung thành như lão Tôn bây giờ chẳng còn mấy. Ta muốn làm luyện khí sư. Triệu Bân thầm nói, cũng là nói với Nguyệt Thần. Hắn không muốn tâm huyết của ông nội lụi tàn trong tay mình. Khí và đan giống nhau. Luyện khí với luyện đan đều cần có hỏa diễm hoặc lôi điện, đây là điều kiện tiên quyết. Ngươi có những thứ này không? Nguyệt thần đáp lại rất tùy ý, một tay chống cằm, nhìn linh tinh. Cô là thần mà, phải có cách chứ. Vậy thì chờ trời mưa đi. Triệu Bân nhướng mày, không hiểu ý của Nguyệt thần lắm, nhưng cũng không hỏi, vì hỏi cũng vô ích. Ta đi một vòng xem thế nào. Triệu Bân nói vậy với lão Tôn rồi hòa vào dòng người, đi đến sòng bạc. Đại, đại, đại. Tiểu, tiểu, tiểu. Vừa vào sòng bạc thì đã nghe thấy những tiếng hô to gọi nhỏ, mỗi bàn cược đều đứng đầy người, mà còn chia làm hai phe, một bên hô đại, một bên hét tiểu. Đại bộ phận đều gân cổ lên như bị chọc máu gà, kích động vô cùng. Mẹ nó chứ, sao vẫn là đại vậy? Không nghe ta giờ thua rồi đấy. Đáng kiếp. Mau mau đưa tiền đây. Cả sòng bạc trướng khí mù mịt, ầm ĩ vô cùng, người thắng thì vui, người thua ủ rũ. Triệu Bân à. Không ít người nhìn thấy Triệu Bân đều nhướng mày lên, đến cả người cầm cái cũng quay ra nhìn. Thiếu chủ bị phế chạy đến đây tiêu khiển hả? Rất nhiều người đều nghĩ như vậy. Hôn lễ tan tành, ai cũng nghĩ rằng Triệu Bân đang suy sụp, muốn trụy lạc. Cho nên cũng vì thế mà giảm bớt không ít lời gièm pha. Mỉa mai chế giễu, thầm than luyến tiếc cũng kéo dài không dứt. Nơi này hay thật. Triệu Bân coi như không nhìn thấy ánh mắt của mấy con bạc đó, chắp tay như đi dạo. Cuối cùng, hắn dừng ở một bàn cược. Trên bàn cược toàn là tiền đồng, ngân lượng và cả kim nguyên bảo. Thứ gì đem ra cược được thì đều vứt hết lên bàn. Những ví dụ này nhìn đến quen cả mắt. Người thua đỏ mắt. Đừng nói là quần áo, đến cả vợ, con, khế ước nhà đất cũng lấy ra cược hết. Cờ bạc là bác thằng Bần mà. Triệu Bân thở dài, rất tự giác lấy túi tiền ra, Nguyệt thần nhìn thấy mà buồn cười. Cược bao nhiêu thắng bấy nhiêu. Cược ít thắng ít. Rơi xuống là rời tay. Nhà cái hô to, tay cầm cốc đổ xí ngầu, phát ra những nhịp điệu vui tai. Nhưng muốn nghe ra số thì e là hơi khó, vì chất liệu làm cốc rất đặc biệt. Chỉ nghe thôi thì vô dụng. Trong lúc nói chuyện, cốc đổ xí ngầu đã đập xuống bàn. Đại, nghe lời lão ca đi, lần này ra tiểu đấy. Ba lượng, đại. Các con bạc hưng phấn vô cùng, mắt ai cũng đỏ ngầu, dồn mọi sự chú ý vào cốc, chuẩn bị thu bạc. Đổ sang bên nào đây? Triệu Bân hỏi, cược tiền mà. Không đại thì tiểu, tỷ lệ thắng là một nửa. Hai, ba,
4. Nguyệt thần tùy ý nói. Vậy thì là nhỏ rồi, Triệu Bân để lại một đồng bạc, còn lại tất tay. Mở rồi. Nhà cái hét lên, mở cốc ra, ba viên xúc sắc hiện ra. Nhìn điểm số thì rõ là 4, 5, 6. Phụt. Không chờ đám con bạc mắng lớn thì đã nghe thấy tiếng Triệu Bân bật cười. Đám người nhìn sang thấy thằng cha đang ôm mặt khom lưng cười, cũng không biết là cười cái gì. Hắn còn cười cái gì nữa? Thần, có mà thần kinh ấy. Cái đồ đàn bà thần kinh này rốt cuộc có làm được không hả? Mắt thần tự nhiên sao thế này? Nguyệt thần vốn đang ngồi trên mặt trăng bỗng ngồi dậy, còn lấy tay dụi mắt. Triệu Bân còn đang cười, đám con bạc với nhà cái đều sửng sốt. Triệu thiếu gia, gia đại mà, người thua rồi. Ta biết mà. Vậy ngươi còn cười? Ta có cười hả? Triệu Bân nhìn vào trong túi tiền, thấy chỉ còn nhõn một đồng bạc. Đã nói mà, ít nhiều gì cũng phải để lại một chút, không chơi toàn bộ. Tú Nhi nào đó tự khoe mình là thần thật không đáng tin cậy, ban nãy còn thể đòi thắng. Giờ thì sao, đoán sai tè le. Nguyệt thần cười lúng túng, thua một ván, giờ không biết vứt mặt mũi của thần đi đâu nữa. Chắc là bị kích thích rồi. Đám con bạc thấy vậy cũng không hạ gì, thu hồi ánh mắt. Họ cho rằng Triệu Bân bị đả kích nhiều quá nên tinh thần không được bình thường, thua rồi còn cười, nếu thắng thì chắc sẽ bay lên trời mất. Cược bao nhiêu thắng bấy nhiêu. Cược ít thắng ít. Rơi xuống là rời tay. Nhà cái lại hô to gọi nhỏ, cầm cốc đổ xúc sắc trong tay, lắc cật lực. Chỉ còn mỗi một lượng thôi. Triệu Bân cầm tiền, nhìn sang Nguyệt Thần, ánh mắt hình viên đạn. 223. Nguyệt Thần lãnh đạm nói, khứ khí trầm trọng. Lần này cô ta đã nhìn rõ, ít nhiều cũng phải xứng với danh thần. Triệu Bân ném đồng bạc còn lại lên bàn cược. Lần này Nguyệt Thần đúng là rất đáng tin đây, một lượng ném ra, thu về hai lượng. Đám con bạc cùng nhìn về Triệu Bân, xem hắn có phản ứng gì. Ban nãy thua mà còn cười hình hịch, giờ thắng lại chẳng có cảm xúc gì. 566. Được thôi. 354. Nghe cô cả. Nguyệt Thần phụ trách đọc số, Triệu Bân phụ trách ném tiền, một thần một người kết hợp ăn ý vô cùng. Thật ra vận may không quan trọng. Có thần ở bên cạnh thì vận may gì cũng chả có ích. Sau mấy ván, hắn đã có hẳn hơn trăm lượng. Đừng nói là con bạc, đến cả nhà cái đã không còn nhìn hắn với ánh mắt thân thiện nữa. Thắng liên tiếp mấy lần rồi, độ may mắn của tên thiếu gia vô dụng này thật sự quá cao mà. Không biết là ngốc thật hay giả đò nữa. Triệu Bân không hề ngốc. Thắng tiền có đạo lý của thắng tiền. Không thể thắng mãi được, như vậy nhà cái sẽ chửi. Cho nên thỉnh thoảng vẫn rất cần thua. Phương pháp này rất hữu dụng đấy. Đã là cược thì phải có thắng có thua. Cứ thắng mãi thì là thần cược à. Sòng bạc ghét nhất là kiểu này, ra ngoài sẽ bị đánh chết ngay. Nếu đã hiểu thì có ngu mới cứ thắng mãi, nếu không sẽ thành tâm điểm của sự chú ý đấy. Triệu thiếu gia, lần này cược bên nào đó. Đám con bạc mắt lóe sáng, ai cũng chờ Triệu Bân lên tiếng. Có mấy ván họ đều theo Triệu Bân và thắng lớn. Khiến cho nhà cái đen hết mặt. Trong mắt bọn họ thì đen tình đỏ bạc mà. Ai quan tâm hắn là thiên tài hay vô dụng, giúp bọn họ thắng tiền là được, cái khác không quan trọng. Mọi người chơi đi, ta đi uống rượu đây. Triệu Bân cười đáp, ôm túi tiền đi. Giờ hắn đã có 200 lượng, đủ để dùng mấy ngày rồi. Hắn không thể vặt sạch lông một con cừu nhỏ được, làm không tốt thì sẽ dính họa vào thân ngay. Tiền hết thì hắn lại tới là được. Nhưng lần sau đến thì sẽ phải trang điểm khác hơn tí. Hai, thần cược đi rồi. Thần cái em gái ngươi ấy. Cược, cược đi cho ta. Nhà cái gào lên, mặt đen xì, nhưng vẫn không quên liếc Triệu Bân một cái. Thành kẻ vô dụng rồi mà vẫn may mắn vậy sao? Đương nhiên, bọn họ sẽ không vì 200 lượng mà đuổi giết Triệu Bân. Số tiền này nhỏ thôi, sòng bạc vẫn cáng được. Nếu thật sự gặp bọn không biết điều thì mới phải giết. Vậy là có nhiều tiền rồi. Triệu Bân vừa nhìn tiền trong túi vừa vui vẻ cười. Ngươi ra dáng chút được không? Nguyệt thần lườm hắn, có còn là thiếu chủ gia tộc không vậy? Thắng có 200 lượng mà đã thế này rồi. Hứ! Triệu Bân không cho là vậy, ra khỏi sòng bạc thì đi thẳng lên phố. Không bao lâu sau, hắn tiến vào một cửa hàng bán thuốc. Lúc đi ra, trên tay hắn cầm mười mấy cân linh dịch ngọc lộ. Đủ dùng trong 3 ngày rồi.
Triệu Bân thầm tính toán, hơi đau lòng. Giá của thứ này thật sự rất đắt, võ giả bình thường không đủ tiền mà mua. Hơn trăm lượng, đến thiếu chủ gia tộc còn không có nhiều tiền như vậy. Cũng may hắn có cách kiếm tiền. Sòng bạc là một nơi tốt, sau này nghèo quá thì đến dạo một vòng là được. Khi quay về cửa hàng binh khí thì trời đã muộn. Ăn cơm xong, hắn vội đóng cửa phòng lại, tìm một cái thùng gỗ và đổ đầy nước sạch vào trong. Sau đó, hắn đổ 3 cân linh dịch ngọc lộ vào. Sau khi khuấy, màu sắc của nước đã trở nên đục hơn, tràn đầy linh khí. Cô chưa ngủ à? Triệu Bân nhìn Nguyệt Thần, tắm mà có người nhìn thì ngại chết, ai dám cởi đồ chứ? Nguyệt Thần lườm Triệu Bân, lông còn chưa mọc hết mà đòi. Triệu Bân mặc kệ, cởi đồ ra, cô đã muốn nhìn thì ta cho cô xem. Nguyệt Thần lườm, lại nhìn ra chỗ khác. Chỉ thấy ầm một tiếng, Triệu Bân đã nhảy vào thùng gỗ, ngồi thiền trong đó. Khi hắn vận chuyển tẩy tủy dịch cân kinh thì nước cũng bắt đầu chảy theo vòng xoắn, linh dịch thâm nhập vào cơ thể, mát lạnh ôn hòa, nuôi dưỡng thể phách. Không bao lâu sau, nước đã đục hơn nhiều. Linh dịch bị hấp thụ, cơ thể lại luyện ra tạp chất, còn thoảng mùi hôi tanh. 3 ngày cứ thế trôi qua. 3 ngày này, cuộc sống của hắn vẫn theo quy luật cũ. Sáng thì trốn trong phòng luyện thể, đêm thì luyện thuật bỏ trốn. Ngoài ăn ngủ ra thì chính là tu luyện. Lâu dần hắn cũng đã thích ứng được với nỗi đau của việc luyện thể. Ngày thứ tư, tu vi võ đạo của hắn có đột phá, đã đạt cảnh giới ngưng nguyên tầng 4. Hôm ấy, hắn ra khỏi cửa hàng binh khí từ sớm. Đến một góc đường, hắn đeo mặt nạ da người lên, còn vẽ một chút râu lên mặt. Xong xuôi, hắn còn vẽ thêm một cái mụn ruồi, ăn mặc tỉ mỉ rồi đi vào sòng bạc. Đã nói đây là nơi tốt mà. Khi nào túng quá thì đến kiếm chút, nếu không lấy đâu ra tiền mà mua linh dịch ngọc lộ chứ. Không lâu sau, hắn đã đi ra. Lần này ra tay mạnh hơn, hắn thắng những 300 lượng. Sòng bạc không chơi nữa, phái ra 2 tên lưu manh đi theo đuôi hắn, rõ là muốn giết người cướp tiền. Tiếc là vào đến góc đường đã không thấy Triệu Bân đâu nữa. Thuật chạy trốn này đã được luyện thuần thục lắm rồi. Chờ 2 tên kia đi, hắn mới xuất hiện lại. Vẫn ở cửa hàng bán dược liệu kia. Lúc Triệu Bân đi ra thì cầm một bình rượu lớn, nhưng bên trong vẫn là linh dịch ngọc lộ. Hôm nay cửa hàng binh khí vẫn ế khách như thế, nửa ngày cũng chẳng có ai. Triệu Bân lại thở dài, sợ là tâm huyết của ông nội sẽ phải lụi bại trong tay hắn rồi. Chớp mắt đã 3 ngày trôi qua. Vẫn chưa thấy Triệu Bân đi ra khỏi phòng, đúng là kẻ mê võ, luyện không kể ngày đêm. Đêm muộn, vạn vật yên tĩnh. Triệu Bân lê thân thể mệt mỏi lên giường, có lẽ là mệt mỏi quá độ nên đã nhanh chóng rơi vào giấc ngủ. Thần ta bấm đốt ngón tay, có lẽ sắp mưa rồi. Nguyệt Thần chưa ngủ mà ngồi trên mặt trăng, nhìn xung quanh. Bầu trời đầy sao đã bắt đầu có mây mù. Nhanh chóng có chớp nháy, một lúc sau mới có sấm sét. Dậy đi, Nguyệt Thần gõ vào ý thức của Triệu Bân. Triệu Bân bị gọi, dụi mắt ngồi dậy, đang ngủ ngon cơ mà. Mau lên, cầm côn sắt ra ngoại thành đi. Nửa đêm nửa hôm mà làm gì vậy? Nói nhiều quá, nhanh lên. Triệu Bân ngáp, nhìn từ phía. Không thấy có côn sắt nào cả, bèn lấy ra một cây trường thương làm từ sắt, thấy sắp mưa, bèn mặc áo mưa vào rồi cưỡi ngựa phi ra ngoài. Bên ngoài thành vong cổ là một tập hợp núi, thường xuyên có hung thú. Triệu Bân phi ngựa đi vào trong rừng sâu, hắn vẫn chưa biết Nguyệt Thần muốn làm gì. Rừng. Mãi mới nghe thấy tiếng Nguyệt Thần nói. Lên đỉnh núi. Sau đó, cô ta liền nâng tay lên, chỉ về một đỉnh núi không xa. Triệu Bân cột ngựa lại rồi bò lên núi. Đứng yên đó, giơ trường thương lên cao vào, Nguyệt Thần bình tĩnh nói. Hả, cô định gọi sấm sét đến à? Triệu Bân nhếch miệng, cái thương dài thế này mà giơ lên, không gọi được sấm sét về mới lạ. Vận chuyển thái sơ thiên lôi quyết đi, Nguyệt Thần nói. Không chết được đâu. Mắt Triệu Bân lóe sáng, từ khi được truyền cho Thái Sơ Thiên Lôi Quyết thì im lặng mãi cho đến hôm nay mới được gọi dậy. Nghe Nguyệt Thần nói thì bộ thần pháp mang chữ lôi này chắc hẳn phải phối hợp với sấm sét mới làm được. Lúc hay hắn mới biết vì sao Nguyệt Thần bảo mình mang theo côn sắt đi, hóa ra là để gọi sấm sét. Nói đến sấm sét, hắn mới nhìn lên trời. Sấm sét đánh kịch liệt, nghĩ đến việc đứng như cột thu lôi này khiến hắn cảm thấy rợn hết cả tóc gáy. Nhanh lên,
Nguyệt thần thúc giục. Tú Nhi, đừng có lừa ta đó. Triệu Bân ho khan một tiếng, giơ trường thương lên, tim đập thình thịch. Sấm sét không phải cái để đùa đâu, chỉ không cẩn thận một chút thì sẽ bị cháy thành cho ngay. Hắn không dám thả lỏng, thầm đọc Thái Sơ Thiên Lôi Quyết, không dám dừng chút nào. Từ phía xa đã nhìn giống một cái cột thu lôi rồi, thẳng tắp chờ sấm sét đến. Oanh! Một tiếng sấm sét vang lên rồi từ trên trời giáng xuống, đánh vào trường thương. Hừ! Triệu Bân hừ nhẹ, bước không vững, cảm thấy người mình sắp nổ. Doanh, oanh, đoàng! Không chờ hắn đứng vững, lại có thêm 4 tia sét nữa tiến đến. Tổng cộng là 5 tia sét đánh vào, ai mà thể độc tầm này thì đây sẽ chính là kết cục, sảng khoái hơn cả sợ ổ điện. Trường thương bị phá, cháy thành cho bụi. Triệu Bân cũng ngã xuống, quần áo rách nát, cả người thê thảm, mặt đen như tro. Vốn dĩ là mái tóc dài thẳng, giờ đã xoăn thành cụm, hơn nữa còn ngửi ra mùi thịt nướng. Ta, vẫn sống sao? Triệu Bân lẩm bẩm, chỉ thấy đầu mình ong ong, ý thức cũng mơ hồ, không phân được thực hư. Nhìn cơ thể đi, Nguyệt Thần lười biếng nói. Triệu Bân thu ý thức vào trong cơ thể, rồi sửng sốt. Bên trong cơ thể có thêm cả sấm sét nữa. Đây, chính là năng lực của Thái Sơ Thiên Lôi Quyết, có thể dẫn sấm sét vào trong cơ thể, phối hợp với công pháp Thái Sơ Thiên Lôi Quyết, nội tu có thể tẩy luyện thể phách, còn với bên ngoài thì chém giết kẻ địch. Sự ảo diệu của nó là thứ ngươi sẽ không thể tưởng tượng được. Ta biết rồi. Triệu Bân sửng sốt đứng đó. Thoát một cái, trong tay hắn đã có tia sét hiện ra, chớp nháy khiến hắn chói mắt. Sét, đây là sét đó. Từ xưa đến nay, người dính vào sấm sét đều không có kết cục gì tốt, đừng nói là dẫn sét vào người. Nhìn sấm sét trong cơ thể, hắn vẫn không dám tin là thật. Trong hoảng hốt và khiếp sợ, hắn thấy cái Thiên Sơ Thái Lôi Quyết này quá bá đạo. Nghĩ đến đây, hắn vội vàng vận chuyển Thiên Sơ Thái Lôi Quyết. Nhất thời, sấm sét trong cơ thể chuyển động, nhìn từ bên ngoài có thể thấy cả tia sét chuyển động, không chỉ vậy, đến cả tứ chi bạch cốt, lục phủ ngũ tạng. Kỳ kinh bát mạch cũng có sấm sét bao quanh, phủ đầy toàn thân. Có tiếng sấm sét vang vọng bên tai mãi không tan. Ngoài ra thì còn chân nguyên cũng có sét, và càng trở nên thuần khiết hơn nhờ tia sét tẩy luyện. Ảo diệu không chỉ có vậy. Càng khiến người ta vui mừng hơn là khi lưu chuyển Thái Sơ Thiên Lôi Quyết, sấm sét trong cơ thể càng mạnh hơn, như một hạt giống đang nảy mầm trong đất. Lâu dần, nó sẽ thành một cây đại thụ. Răng rắc, răng rắc. Hắn lại làm một lúc hai việc, vừa vận chuyển Thái Sơ Thiên Lôi Quyết lại vừa vận chuyển tẩy tủy dịch cân kinh. Như hắn dự liệu, làm một ăn hai. Lấy sét luyện thể, phối hợp với tẩy tủy dịch cân kinh thì càng thêm bá đạo. Tuyệt, thật sự quá kỳ diệu. Triệu Bân vui mừng không thôi, tự nhiên bị sét đánh lại có thu hoạch tốt. Thuộc tính của ngươi là gió, sét giúp gió lên, gió tạo ra uy phong của sấm sét, Nguyệt Thần nhàn nhạt nói. Ta hiểu. Triệu Bân cười đáp, võ tu thuộc tính gió lấy tốc độ làm chủ, nếu có sét trợ giúp thì hai cái sẽ hỗ trợ lẫn nhau, bí pháp phối hợp công kích sẽ có uy lực cực mạnh. Nếu có thể nắm vững thì sẽ có lực tấn công như lôi đình. Ta đã có sấm sét rồi thì có làm luyện khí sư được không? Trong lúc vui mừng, Triệu Bân xoa tay, hai mắt sáng lên, nhìn Nguyệt Thần. Đương nhiên là được. Vậy cô dạy ta đi. Trên trời vẫn còn sét kìa, tiếp tục hấp thụ đi. Luyện khí để sau không vội, Nguyệt Thần nói. Đã hiểu. Triệu Bân đứng tấn, lại lẩm bẩm Thái Sơ Thiên Lôi Quyết. Giờ không có trường thương nhưng vẫn có thể dẫn sét vào người, vì cơ thể hắn đã có sét rồi. Lấy sét dẫn sét, cũng đúng. Ầm ầm. Tia sấm sét giáng xuống mang theo tiếng nổ ầm ầm, da thịt Triệu Bân bị rách ra, từng tia sét bị hấp thu từ miệng vết thương, dung hòa với tia sét trong cơ thể. Uy lực của sấm càng mạnh mẽ hơn, tia sét tôi luyện thể phách chiếu ra bốn phía. Lúc này, nếu có người ở đây nhất định sẽ rất kinh ngạc. Bị sét đánh mà lại không làm sao, nếu truyền ra ngoài thì chắc chắn sẽ là chuyện lạ trong thiên hạ. Triệu Bân rên rỉ không ngừng, tuy sấm sét không đánh chết hắn, nhưng mà đau chứ. Xương cốt trong cơ thể hắn lách tách từng hồi, gân cơ và thịt như bị búa gõ, cảm giác như bị một ngọn lửa thiêu đốt. Đau đớn khiến toàn thân run rẩy. Lúc này, cơn mưa tầm tã ấp xuống. Nhìn về phía xa, hắn như một tia sáng lóe lên, thân hình mờ ảo bởi sấm sét và cơn mưa như chút nước. Mưa dẫn sấm,
sấm đánh tôi thân. Tu vi ngộ đạo của hắn lại đột phá, từ tầng 4 xông thẳng tới tầng 5. Tới nửa đêm, mưa lớn mới dừng lại. Triệu Bân vẫn chưa đứng dậy, im lặng như tảng đá, dáng vẻ trang nghiêm. Hắn đã lưu truyền tẩy tủy dịch cân kinh, tâm kinh này thật sự có một loại thần lực nào đó, bị sấm sét đánh máu chảy ròng ròng, mà theo sự lưu truyền của nó thì đã chậm rãi lành lại. Đợi đến lúc sao răng đầy trời thì hắn mới từ từ mở mắt. Sấm sét luyện thể, cơ thịt mạnh mẽ cứng cáp thấy rõ, dường như khí đục nhả ra còn mang hơi sấm. Cảm giác này kỳ diệu quá. Triệu Bân lật người bật lên, một trường uy long đánh ra có tiếng gầm của rồng mạnh mẽ, một tảng đá lớn khoảng 3 đến 5 trượng bị đánh in hình 5 ngón tay khiến cả tảng đá to lớn đều bị vỡ nát vụn. Thấy vậy, hắn lật tay đánh thêm một trường. Trong trường này, hắn mang thêm sấm sét, trong tiếng rồng gầm còn có thêm tiếng sấm đánh. Bùm! Hòn đá lớn nổ tung ngay lập tức, bị một trường của Triệu Bân đánh vỡ vụn. Trường lực cực kỳ bá đạo. Sự bá đạo như thế mà đánh vào người thì chắc chắn không có kết cục tốt. Nền móng vững chắc, quả thật có lợi ích rất lớn. Triệu Bân khẽ cười, thi triển uy long trưởng pháp trước, sẽ làm chấn thương nội lực. Đến giờ, chỉ còn lại cảm giác thoải mái. Đây đều là do sự phối hợp của hai công pháp tẩy tủy dịch cân kinh và thái sơ thiên lôi quyết, thật sự là ảo diệu vô cùng. Bỗng chốc, một mảnh chữ vàng được nạp vào não hắn. Là Nguyệt Thần truyền bí pháp. Từng chữ vàng lấp lánh, vẫn lóa mắt như thế. Ý nghĩ sâu xa của luyện khí. Triệu Bân nhìn không chớp mắt, giờ phút này, hắn vô cùng cầu tiến và hiếu học. Nhắm mắt, ngồi thiền, tĩnh tâm lĩnh ngộ. Nguyệt Thần rảnh rỗi, nằm trên mặt trăng, thoải mái chợp mắt, thỉnh thoảng lại ngước mắt liếc nhìn vài cái. Cô ta nhìn Triệu Bân đang chìm đắm vào bí pháp. Ý nghĩ sâu xa đã nói, luyện khí và luyện thể khá giống nhau. Bắt buộc tôi luyện tạp chất để nâng cấp độ cứng, độ dẻo dai và độ đậm đặc, giống như việc đầm chặt nền móng của cơ thể, như vậy mới đúc ra một binh khí tốt. Đương nhiên, đây chỉ là điều cơ bản nhất. Ý nghĩ sâu xa của luyện khí vô cùng sâu sắc, những gì Nguyệt Thần đã truyền cũng chỉ là một phần nổi của tảng băng chìm, nhưng chắc chắn đã đủ dùng. Không biết từ lúc nào, hắn mở mắt. Hắn cứ im lặng như thế một lát mới hơi nghiêng đầu. Đôi mắt liếc trái nhìn phải chỉ vì trên bầu trời cao lại có một ngôi sao đang rơi xuống. Trong đêm đen, nó vẽ ra một đường cong hoàn mỹ. Sao băng, Triệu Bân lẩm bẩm. Bùm! Vừa dứt lời thì bên tai nghe thấy tiếng động cực lớn rung trời nổ đất. Sao băng trong miệng hắn va vào mặt đất, khiến một đỉnh núi ở phía xa bị va phải sụp xuống, có không ít vụn đá bắn tứ tung, còn rơi xuống ngọn núi chỗ hắn đang đứng. Đi lấy nó, Nguyệt Thần thản nhiên nói. Có đồ quý à? Triệu Bân sáng mắt lên, vội vàng đứng dậy xuống núi, lao tới ngọn núi bị đánh tan kia. Chỗ đó cách khá xa nơi hắn đang đứng. Khi tới đó thì hắn nhìn thấy một mảng hỗn độn, trên mặt đất đầy đá vụn. Có lẽ do va chạm quá mạnh nên những cây cổ thụ cao chót vót xung quanh đều bị quật ngã không ít, mà đa số đều bị cháy xém. Triệu Bân nheo mắt lại nhìn xung quanh. Sau đó, hắn mới nhìn thấy ở chính giữa đống đá vụn. Có một viên đá đen xì, thoạt nhìn thì tưởng một cục than, to bằng một cái hũ rượu, bề mặt lỗ chỗ mà hình dạng cũng không đều đặn. Tú Nhi, là nó phải không? Triệu Bân hỏi. Ừ, Nguyệt Thần khẽ ừ một tiếng, trả lời không mặn cũng không nhạt. Cái này là đồ quý á. Triệu Bân đi tới, ngồi trước hòn đá màu đen, đánh giá nó, thỉnh thoảng giơ tay ra gõ gõ vài cái, không thấy có gì hay, muốn chuyển đi để nghiên cứu kỹ càng. Nhưng điều khiến hắn kinh ngạc là chỉ một viên đá nhỏ mà lại nặng hơn nhiều so với tưởng tượng của hắn. Nó nặng tới 250 cân, phải thúc đẩy chân nguyên mới di chuyển nó được. Đây là cái gì? Triệu Bân ôm lấy hòn đá, tò mò hỏi. Vẫn thiết ngoài bầu trời, nói chính xác thì là đá sao xa, sau khi luyện ra tạp chất thì phần còn lại là vẫn thiết. Đồ tốt đấy! Triệu Bân liếm liếm đầu lưỡi, đôi mắt phát sáng. Hắn đã từng nghe qua về vẫn thiết. Là vật liệu để đúc binh khí, từ trước tới nay vẫn không đong đếm được giá cả. Cho dù có thì vương công quý tộc cũng không mua được. Hắn chỉ từng nghe chứ chưa được thấy, chứ không nói tới vẫn thiết ngoài bầu trời lại còn thêm ngoài bầu trời, bỗng chốc cảm thấy cao sang hơn hẳn. Đã nói rồi, vận may tới cản không nổi. Đang lúc thiếu một binh khí liền tay, dùng vẫn thiết này đúc thành thì quá hợp lý rồi, nhất định là rất bá đạo. Đặt hòn đá xuống thì giữ được mạng ngươi. Bất chợt một tiếng cười lạnh vang lên từ phía sau,
giọng nói khàn khàn như bị ngạt thở. Triệu Bân quay người lại. Hắn thấy một người mặc đồ đen, râu ria xồm xoàm, trông rất dữ tợn, trên mặt còn có một vết sẹo trông vô cùng bắt mắt, đang cười nham hiểm nhìn hắn. Nụ cười đó nhìn thế nào cũng thấy khiếp sợ. Còn mắt của gã thì đỏ ngầu, âm u và hung ác. Cảnh giới chân linh. Triệu Bân thầm kêu, vừa rồi quá chú ý tới đá sao xa mà không nhận ra có người tới. Cũng đúng, bên này có tiếng động lớn như thế, nếu trong núi có người thì chắc chắn sẽ bị kinh động. Hắn liếc nhìn Nguyệt Thần, cô nương đó đã biết trước mà sao không báo cho hắn. Cầm tới đây. Người mặc đồ đen thản nhiên nói. Gã giơ cái tay lớn, nhìn kiểu cách của gã thì không chỉ muốn động chân tay mà còn muốn giết người. Nếu ngươi muốn thì cho ngươi. Triệu Bân cũng dứt khoát ném viên đá sao xa trong lòng cho người mặc đồ đen. Biết điều đấy. Người mặc đồ đen cười khẩy, thản nhiên giơ tay, đá sao xa rơi từ trên trời, chắc chắc là một món đồ quý giá. Tất nhiên, gã đã đánh giá thấp trọng lượng của đá sao xa. Viên đá nặng 250 cân, nhưng gã không hề biết trước mà nhận lấy bằng một tay thì bỗng chốc loạng choạng lùi bước. Uy Long. Không đợi gã đứng vững, Triệu Bân đã lao tới, đánh ra một uy long trưởng vô cùng mạnh mẽ và dứt khoát. Đùa à, cảnh giới chân linh mà muốn cướp của quý của ta. Đối phương mất cảnh giác, chịu một trưởng của Triệu Bân quả thật vô cùng chua xót. Cảnh giới ngưng nguyên nho nhỏ, lấy đâu ra trưởng lực mạnh như vậy. Người mặc đồ đen vô cùng kinh ngạc, lực của một trưởng này đủ mạnh để đánh gã phun ra máu. Uy Long. Triệu Bân hét vang lên một tiếng, lại đánh ra một trưởng bổ về phía gã kia. Thằng khốn, chết đi. Người mặc áo đen tức điên, gã đứng vững rồi đánh ra một quyền gầm thét. Bùm. Trưởng quyền va chạm, Triệu Bân bị chấn động đến nỗi phải lùi về sau, máu thịt lẫn lộn trong lòng bàn tay, lục phủ ngũ tạng đau đớn. Nhìn người mặc đồ đen, sừng sững bất động. Tu vi võ đạo quá chênh lệch cũng là khoảng cách, theo lẽ thường, chắc chắn chân linh có thể nghiền nát được ngưng nguyên. Chết đi. Người mặc đồ đen hừ lạnh, sải bước phi thân. Một trưởng lực đánh từ không trung ép xuống. Triệu Bân đứng vững, nhận một trưởng ép tới. Theo người mặc đồ đen thấy thì một võ tu cảnh giới ngưng nguyên nho nhỏ bị đánh cho ngu luôn rồi. Thực ra, Triệu Bân không ngu. Trong khoảnh khắc trưởng lực sắp chạm vào cơ thể, hắn đã thi triển thuật bỏ trốn. Biến mất rồi. Một trưởng thô bạo của người mặc đồ đen đánh hụt, toàn thân mất cân bằng. Mà Triệu Bân đã xông lên từ lòng đất. Người mặc đồ đen vừa rơi xuống đất, vẫn chưa đứng vững thì đã bị hắn bắt lấy một cánh tay, vật người lên. Bụp! Cảnh tượng sau đó vô cùng đẹp mắt, người mặc đồ đen cảnh giới chân linh cứ thế bị Triệu Bân cảnh giới ngưng nguyên tầng 5, hung hăng vật ngã trên mặt đất. Trên mặt đất toàn là đá vụn, cũng bị đập thành một cái hố lớn hình người. Phụt! Người mặc đồ đen phun ra một ngụm máu tươi, hai mắt lồi lên, trong mắt trực bay ra khỏi hốc mắt, trong cơ thể. Lục phủ ngũ tạng bị xê dịch, xương cốt không biết gãy bao nhiêu chiếc, kinh mạch bị đứt hết. Con bà nó, một trưởng còn đánh hụt, vẻ mặt chết lặng. Cú ngã này không chỉ thương tổn da thịt, động vào xương cốt mà còn bị liệt ngay tại chỗ thì cũng chỉ trách cơ thịt quá yếu ớt. Thượng lộ bình an nhé. Triệu Bân thản nhiên nói, một trưởng đánh tới trán của người mặc đồ đen, kết thúc sinh mạng của gã. Đồng tử của người mặc đồ đen co rút, khuôn mặt đầy vẻ chán nản. Gã nên chán nản vì hùng hổ lao tới mà lại bị một tên cảnh giới ngưng nguyên giết chết. Gã quá bất cẩn, nếu sớm biết Triệu Bân không đơn giản thì phải cẩn thận hành động, quá nhiều ngón đòn hay chưa dùng mà đã bị tiêu diệt. Triệu Bân ngồi xổm xuống, móc túi tiền của người mặc đồ đen. Sau khi mở túi tiền ra thì vô cùng kinh ngạc, bao nhiêu là ngân phiếu, phải đến hơn 1.000 lượng. Gã này cướp tiền trang sao? Triệu Bân suýt xoa chật lưỡi. Chiến lợi phẩm ăn dày thế này khiến hắn cảm thấy bất ngờ. Cất túi tiền đi, hắn lại tìm tiếp. Mấy đầu nhỏ nhỏ cũng không ít, nhìn bề ngoài thì không thấy có giá trị lắm. Cuối cùng, hắn mới tìm được một viên ngọc thạch trong túi người mặc đồ đen. Ngọc thạch có màu mực, vuông vắn, chỉ to bằng nắm tay đứa bé, dưới đáy còn khắc hoa văn. Con dấu, Triệu Bân nhận ra nó. Con dấu này, chỉ cần là người có thân phận thì gần như sẽ đi thuê khắc một cái. Ngại ký tên chấp thuận thì đóng một cái dấu là được. Như ngọc tỷ của hoàng đế, mỗi một thánh chỉ sẽ đều được đóng dấu lên. Triệu Bân nhìn thấy phần dưới của con dấu ngọc đen thì cười ha hả một hồi.
Làm xong việc, hắn đóng dấu lên cánh tay, nhìn xem người mặc đồ đen kia rốt cuộc là có thân phận gì. Nhưng khi in ra lại không phải là tên người mà là hình một con sói. Thật thú vị, Triệu Bân lẩm bẩm, thu con dấu ngọc đen, lấy một cái lọ nhỏ màu tím lấy ra từ trong người mặc đồ đen, bên trong có đựng thuốc bột hóa thi dùng để tiêu hủy xác chết. Đây là một thứ tốt đấy, nó chỉ có bán ở chợ đen. Hắn lấy một nhúm bột xác lên thi thể của người mặc đồ đen, khiến gã dần hóa thành dịch máu. Có cường giả tới, cảnh giới huyền dương. Nguyệt thần bình thản nói, người mặc đồ đen vừa rồi là cảnh giới chân linh tầng 1 thì để Triệu Bân luyện tập. Còn cảnh giới huyền dương hả? Thôi bỏ đi. Đối với Triệu Bân mà nói, võ tu đẳng cấp đó không phải làm loạn lên chơi chơi mà một trưởng của người ta đã đủ khiến hắn tàn đời rồi. Nhìn lại Triệu Bân thì đã hắn ôm đá sao xa chạy rồi. Sau khi chạy mười mấy trượng thì hắn bỗng chốc thi triển thuật bỏ trốn, chạy không nhanh thì cảnh giới huyền dương kia đã tới rồi. Không lâu sau, một bóng đen vụt qua. Là một lão già mặc đồ sợi gai, quan sát bốn phía, đến khi nhìn thấy vũng máu thì tròng mắt già nua nheo lại. Dưới lòng đất, Triệu Bân nín thở, hắn không để lộ ra một hơi nào. Tuy thuật bỏ trốn rất huyền diệu, nhưng trong mắt cường giả thì không phải là chuyện khó nhằn. Chỉ cần lộ ra một hơi thở thì sẽ vẫn bị tìm thấy. Lão già có cảnh giới huyền dương, khả năng cảm nhận không phải dạng vừa, chỉ cần bất cẩn thì sẽ bị lộ. Đoạn sau thì không khó tưởng tượng nữa. Ánh trăng mờ mịt, gió lớn, rừng sâu núi thẳm chính là một nơi thích hợp để giết người cướp của. Người đâu rồi? Lão già mặc đồ sợi gai lẩm bẩm, nhìn đi nhìn lại, rõ ràng là cảm nhận thấy có hơi thở mà bỗng chốc biến mất rồi. Lão ta không nhìn nữa mà giả bộ rời đi. Tuy lão ta đi rồi nhưng Triệu Bân vẫn chưa ló đầu ra, lão già mặc đồ sợi gai đó giở chiêu trò, lão ta không đi mà trốn vào chỗ tối. Khoảng nửa nén nhang sau lão ta mới rời đi. Rất lâu sau, Triệu Bân mới bật lên mặt đất, toàn thân đầm đìa mồ hôi. Người xưa đã có câu, gừng càng già càng cay, quả nhiên không sai chút nào. Vừa rồi. Nếu như không phải có Nguyệt Thần nhắc nhở thì hắn đã ngu ngốc nhảy ra, nếu vậy thì thảm lắm. Thế sự hiểm ác quá. Triệu Vân than thở một câu, ôm đá sao xa vào lòng rồi đi sâu vào trong rừng. Không lâu sau thì tìm thấy một sơn động. Xong việc, hắn còn không quên lấy cành cây che lại, sau đó mới ngồi bệt xuống rồi đặt viên đá lên mặt đất làm bộc một tiếng. Vì của quý này mà liên tiếp đón vài niềm vui bất ngờ, nghĩ lại lão già mặc đồ sợi gai vừa rồi. Hắn vẫn còn sợ tới giờ. Hắn nhìn Nguyệt Thần, vẫn là bộ dạng nhàn nhã đó. Triệu Vân liếc mắt, cô nương này, trong xương cốt cũng không phải đứa trẻ ngoan ngoãn gì. Trong sơn động là một mảng tối thui. Rất lâu sau, Triệu Vân mới cầm ống mồi lửa để đốt một đống lửa. Mà hắn thì ngồi khoanh chân một bên. Lúc trước đấu một trường với người mặc đồ đen bị chấn động nội thương, phải dùng chân nguyên để giữ ấm cơ thể. Ba canh giờ sau, hắn mở mắt ra. Sau đó, hắn triệu hồi sấm sét, bọc lấy đá sao xa, dùng ý nghĩ thâm sâu của luyện khí tôi luyện tạp chất. Rắc, rắc, đá sao xa không ngừng nứt vỏ đá không theo quy tắc nào mà rơi xuống từng mảnh. Quá trình này xảy ra rất chậm. Sắc trời hửng sáng, hắn mới luyện hết tạp chất của đá sao xa, chỉ còn lại vẫn thiết nhỏ bằng quả dưa hấu. Nó vẫn đen xì xì. Nhưng nhìn kỹ thì có thể thấy hoạt tiết hình con rồng rất nhỏ, mơ hồ không rõ. Phải tìm một lò luyện để nung chảy nó, Triệu Bân lẩm bẩm. Ngọn lửa bình thường cũng không nung được vẫn thiết vân rồng đâu, Nguyệt Thần thản nhiên nói, ít nhất phải tới cấp thiên hỏa. Lửa cũng có phân cấp sao, Triệu Bân tò mò nói. Thú hỏa, địa hỏa, thiên hỏa, chân hỏa, nghiệp hỏa, tiên hỏa, thần hỏa. Vậy thì sấm sét có phân cấp không? Cũng giống như lửa. Nguyệt Thần nói bằng giọng đều đều, sấm sét của ngươi miễn cưỡng tính là cấp thiên lôi. Vậy là cũng cao cấp đấy chứ. Triệu Bân cười hê hê, luyện khí sư kia của Liễu gia có một luồng thú hỏa không tệ, mà sấm sét của hắn thì lại tương đương với thiên hỏa. Đây chính là sự khác biệt khi cùng là luyện khí sư, hắn phải nghiền nát con hàng đó. Tu vi của ngươi quá thấp. Kể cả có thiên lôi thì ngươi cũng không sử dụng được sức mạnh thực thụ của nó, bị cảnh giới này áp chế. Nhưng như thế đã đủ để luyện vẫn thiết phân rồng rồi. Giọng nói của Nguyệt Thần đều đều, từng câu từng chữ tuy bình thản nhưng lại đẹp như một tiên khúc. Được rồi. Triệu Bân cười cười rồi thi triển sấm sét, bọc lấy vẫn thiết, tôi luyện một lần nữa.
Sau đó, hắn hóa sấm sét thành cái búa, đập xuống Vẫn Thiết hết lần này tới lần khác. Vẫn Thiết to bằng quả dưa hấu thì chỉ đúc được một thanh kiếm nên hắn bắt đầu đúc kiếm. Đầu tiên là đúc thành phôi kiếm, sau đó mới đánh bóng thật cẩn thận, ví dụ như mũi kiếm, điêu khắc hoa văn trên thân kiếm. Quá trình này cũng mất khá nhiều thời gian. Không còn cách nào khác, đây là Vẫn Thiết phân rồng từ ngoài bầu trời, nếu như là sắt bình thường thì sẽ cực kỳ dễ đúc. Ít nhất, trong một thời gian ngắn có thể sửa đổi hình thái. Khi màn đêm dần buông xuống, hắn vội vàng ăn trái dại, thu lại búa sấm sét, dùng ý niệm khống chế sấm sét bọc lấy Vẫn Thiết, thỉnh thoảng cầm lên, đánh giá một lượt rồi lại tiếp tục chế tạo, lấy sấm bổ trợ tôi luyện. Đủ 3 ngày, hắn mới dừng tay. Lúc này, Vẫn Thiết to bằng quả dưa hấu đã được đúc thành phôi kiếm, nặng tới 150 cân. Trước tiên cứ vậy đã, sau này sẽ từ từ đánh bóng. Triệu Bân lau mồ hôi, 3 ngày xuyên đêm để đúc kiếm khiến sắc mặt của hắn tái nhợt. Đôi mắt đỏ ngầu toàn tơ máu. Hắn đã đạt tới cực hạn. Như đã nói, Vẫn Thiết này quá cứng, thật sự muốn đúc thành một thanh kiếm thực thụ thì ít nhất cũng phải 3, 5 tháng. Mà hắn lại không có nhiều thời gian để lãng phí như vậy, thật sự phải nhanh hơn, và củng cố nền móng của mình. Không tệ. Cầm kiếm trong tay, Triệu Bân cười ngốc nghếch, nhân tiện múa vài đường. Vù, vù. Không khí bị chém thành tiếng vù vù, âm trầm và hùng hồn. Cũng đúng, kiếm 150 cân cũng đủ dày và nặng để chém người. Tuy nó không dễ dùng nhưng nếu dùng nó đi diệt kẻ thù thì cũng bon tay lắm. Đặt tên cho nó là Long Uyên. Triệu Bân mỉm cười, cầm phôi kiếm lật lên lật xuống đánh giá, hoa văn hình rồng trên đó nhìn rõ hơn nhiều, mơ hồ còn như nghe thấy tiếng rồng gầm, cũng không biết có phải là ảo giác hay không. Sau này, đeo nó lên lưng, với sức nặng như vậy thì đó cũng là một loại tu hành luyện thể. Ta hiểu. Triệu Bân tự xé một mảnh áo trên người mình, bọc kiếm Long Uyên sau đó đeo sau lưng. Sức nặng 150 cân quả thực đủ nặng. Nhưng áp lực càng mạnh thì lực bùng nổ tỏa ra tức thì cùng càng lớn, thời gian lâu dần nó sẽ trở thành nền tảng. Nương theo ánh trắng, hắn đi ra khỏi sơn cốc. Lần này có thể gọi là vô cùng hăng hái, đã có sấm sét, bước đầu đặt chân vào con đường luyện khí, vậy thì trở lại phải làm thật nhiều mới được. Không chỉ phải giữ được tâm huyết cả đời của ông nội mà còn phải diệt Liễu gia kinh tởm kia. Đây chỉ là mở đầu, đợi đến khi đại thành thì nhất định phải vén bộ mặt thật của Liễu gia. Không lâu sau, hắn đã xuất hiện ở dưới chân núi mà hắn dẫn sấm nhưng lại cảm thấy có chút kỳ quái. Ngựa của ta đâu? Triệu Bân gãi đầu, nhìn xung quanh. Hắn nhớ mình buộc ngựa ở đây mà tới giờ dưới gốc cây cổ thụ chỉ còn lại dây thừng buộc ngựa. Con tuấn mã khỏe mạnh đó đã không thấy tăm hơi đâu nữa. Máu. Triệu Bân ngồi xuống thì có thể nhìn thấy vết máu, tuy mưa một trận nhưng vẫn chưa rửa sạch được hết. Không cần nói nhiều, ngựa của hắn đã bị yêu thú lôi đi rồi. Growl, growl. Đúng lúc này, hắn bỗng chốc nghe thấy một tiếng gầm, một hơi thở hung ác và đẫm máu tấn công từ phía sau lưng hắn. Triệu Bân quay lại thì nhìn thấy một con vật khổng lồ. Gọi là khổng lồ vì đó là một con sói yêu toàn thân đỏ thẫm, đôi mắt cực lớn phát ra ánh lửa màu xanh lục đang xông về phía hắn. Nó liếm chiếc lưỡi đỏ tươi, trên đầu lưỡi vẫn còn có nước dãi chảy ra, kinh tởm và khó ngửi vô cùng. Sói lửa. Triệu Bân khẽ hô lên. Hắn đã từng nhìn thấy nó khi thực luyện, là một loại yêu thú phun ra lửa, vô cùng tàn ác. Có lẽ, chính nó đã ăn thịt con ngựa của hắn. Growl. Khi hắn thấy con sói bổ tới, cơ thể to lớn của nó như một bóng đen bao phủ hắn. Triệu Bân không sợ, lập tức độn thổ. Sói lửa vồ hụt, trong đôi mắt cực lớn của nó toát lên vẻ buồn bực, người đâu rồi? Ăn thịt ngựa của ta rồi còn muốn ăn luôn cả ta hả? Triệu Bân xông ra khỏi lòng đất, lúc này đã lượn ra phía sau con sói, hai tay túm lấy đuôi nó, chân nguyên và khí lực cùng dâng lên. Quăng con sói lửa vài vòng rồi ném vào tảng đá cực lớn phía đối diện. Ầm. Sói lửa đập mạnh vào tảng đá, xương cốt gãy vụn phát ra tiếng rắc rắc không dứt, toàn thân bê bết máu. Uy Long. Triệu Bân bước ra, một chưởng vỗ lên đầu con sói lửa. A. À. Sói lửa kêu lên thảm thiết, hộp sọ vỡ nát, óc bắn tứ tung. Nhưng, Triệu Bân cũng không khá hơn là bao, lòng bàn tay đau đớn, cánh tay tê dại. Đầu của con sói lửa quá cứng. Sói lửa gầm lên giận dữ rồi phun ra một ngọn lửa.
Triệu Bân thấy vậy thì độn thổ để tránh lửa, khi ra khỏi lòng đất thì trong tay đã cầm kiếm Long Uyên, lao xuống từ trên không. Bù! Tiếng chém kiếm trầm thấp, kiếm nặng 150 cân, đâm vào đầu con sói yêu. Rào! Sói yêu kêu gào thê lương, xương và máu ở đầu lẫn lộn rồi sau đó bỗng nhiên ngã xuống đất. Triệu Bân không yên tâm, lại chém thêm hai kiếm nữa. Tới lúc đó, hắn mới ngồi bịch xuống đất, mồ hôi ướt đẫm lưng. Nếu không có thuật độn thổ thì chắc chắn đã bị sói lửa cắn xé nát vụn rồi. Yêu thú này không chỉ hung ác bình thường mà tới cảnh giới chân linh gặp nó thì cũng ngại không muốn đấu một trận. Có thể giết chết không thì không biết, nhưng nhất định sẽ bị lửa của nó đốt cho nhếch nhác vô cùng. Sau khi nghỉ ngơi một lát, hắn mới bổ đầu của sói yêu. Nhưng tìm kiếm một hồi vẫn không tìm thấy yêu nguyên. Yêu nguyên là kết tinh tinh hoa của yêu thú ngưng tụ thành. Nhưng, không phải con nào cũng có. Võ tu có phân cảnh giới thì các loại yêu thú cũng không thể đánh đồng. Yêu thú mạnh thì hầu hết đều có yêu nguyên, mà linh trí càng cao, thực lực càng hung tàn thì yêu nguyên càng tinh túy và có giá trị. Cũng đáng. Triệu Bân mỉm cười, lại khoác chiếc áo tơi, cõng xác con sói lửa. Mất tiêu con ngựa thì lại được một yêu thú. Hắn có thể kiếm một khoản. Yêu thú không so được với hung thú nhưng toàn thân toàn đồ quý, như con sói lửa này, gân sói có thể làm dây cung, gan sói có thể làm dược dẫn, cõng vào thành có thể bán được giá tốt. Không có ngựa nên hắn đành phải đi bộ. Cũng may, võ tu của hắn có chân nguyên hỗ trợ nên một đường lao như bay. Đến khi trời gần sáng mới nhìn thấy cổng thành thành vong cổ. Xa xa có thể thấy bóng người đen kịt, tụ lại cạnh tường thành, vây xung quanh một cáo thị chỉ trỏ. Triệu Bân tò mò, cõng xác con sói yêu chen lên trên. Nhìn thấy cáo thị mới biết là lệnh truy nã, trên đó có vẽ một người trông rất hung hãn. Là gã. Triệu Bân nhếch mép, nhận ra người trên bản cáo thị, không phải là người mặc đồ đen muốn cướp đá sao xa của hắn bị hắn giết rồi sao? Ngân phiếu và con dấu vân sói của gã đang trong tay hắn đây này. Tiền thưởng 1.000 lượng. Triệu Bân ôm ngực, mợ nó, đã bị hắn biến thành vũng máu rồi còn đâu. Lại là cô lang dạ hành. Giết người cướp của, vào nhà cướp đồ, không có gì gã không làm, có trời mới biết bao nhiêu người khổ vì gã rồi. Treo thưởng 1.000 lượng, quan phủ cũng hào phóng gớm nhỉ. Thật kỳ lạ, rất nhiều thợ săn tiền thưởng mà không ai bắt được gã sao. Tiếng người huyên náo, mọi người đứng xem đút tay trong tay áo, nhìn đi nhìn lại. Trong đó cũng có một võ tu, tuy thèm khát tiền thưởng nhưng nhìn thấy cô lang dạ hành thì bất lực lắc đầu. Muốn lấy được tiền thưởng thì cũng phải treo tính mạng trên sợi tóc mới được. Đã nhiều năm như vậy chưa bắt được thì bản lĩnh của gã này còn lớn đến đâu. Lẽ nào là con dấu vân sói? Triệu Bân thì thầm lẩm bẩm. Cô lang dạ hành à, cũng có một chữ lang. Hắn đã nghe qua cái tên này, không ác không làm, cướp sông cướp biển, bán kính mấy ngàn dặm không ai là không biết. Mỗi lần gây án xong thì đều lưu lại một dấu ấn hình sói ở hiện trường vụ án. Đến giờ, quan phủ đã bị chọc giận xù lông lên, treo giải thưởng lớn như thế không quản sống hay chết. Nghĩ tới đây, hắn không khỏi bật cười, cô lang dạ hành nổi tiếng như thế mà còn bị hắn giết chết. Tu vi võ đạo tuy không cao nhưng chắc chắn gã đó có nhiều chiêu cuối, nếu không cũng không thể chạy thoát khỏi sự truy bắt của quan phủ hết lần này tới lần khác như vậy. Đáng tiếc, vì gã coi thường cảnh giới ngưng nguyên như hắn nên còn nhiều chiêu bài vẫn chưa kịp dùng. Ta lấy được cái danh hiệu của ngươi rồi thì làm vài việc có nghĩa vậy. Triệu Bân xoa cằm nói. Ví dụ, dùng thuật bỏ trốn tới Liễu gia trộm chút đồ, làm xong việc thì sẽ để lại một dấu ấn hình sói tại hiện trường, dù sao cô lang dạ hành đã chết thì cứ hắt nết nước bẩn lên người gã. Ừ, hay đấy. Mẹ ơi, sói lửa. Không biết là ai ngửi thấy mùi máu tanh hô lên khiến đám người đều quay đầu lại, nhìn xung quanh thì thấy Triệu Bân đang cõng một con sói lửa cực lớn. Đứng ngay ngắn nghiêng đầu nhìn cáo thị treo thưởng. Nhưng Triệu Bân mặc áo tơi, đội nón lá, khuôn mặt bị che khuất nên không ai biết hắn là ai. Một người mà giết được sói lửa. Không thể nào, tu vi không cao lắm mà giết được sói lửa. Chắc chắn là có trợ giúp. Tiếng bàn tán xôn xao, ai cũng muốn biết Triệu Bân là ai nhưng lại không nhìn thấy mặt hắn. Người có bán sói lửa không? Có người cười hỏi. 30 lượng, Triệu Bân thản nhiên trả lời. Giá cả này đã được công nhận trên thị trường. Vì mức giá đã được công nhận nên người kia cũng không trả giá. Triệu Bân đặt sói lửa xuống, thu bạc,
cuối cùng liếc nhìn cáo thị rồi mới nhấc chân đi vào thành. Nóng bức thế này mà đội nón lá mặc áo tơi, có bệnh phải không? Ở phía sau lưng hắn có không ít người chỉ trỏ. Triệu Bân chẳng thèm để tâm, hắn đi về phía xa đám người thì muốn cởi bỏ áo tơi, nhưng lúc trước bị sét đánh, quần áo bị rách nát không nhìn nổi, đầu tóc quăn tít, toàn thân đen nhẻm, còn trông tệ hơn ăn mày. Hắn không sợ người ta nói ra nói vào nhưng không muốn làm mất mặt cha, dù sao cũng là một thiếu gia, hắn vẫn còn muốn có mặt mũi. Điều quan trọng là, hắn không muốn để lộ thân phận của mình. Buổi sáng trong thành Vong Cổ rất náo nhiệt. Trên đường lớn, người đi lại tấp nập, có tiếng giao hàng không ngừng, bày hàng, dạo phố, vận chuyển, ăn xin, đủ loại người với các loại hành động, diễn đủ trăm loại trạng thái của đời người. Một cân thịt heo, hai lạng hoa điêu. Trước quầy hàng, Triệu Bân hơi dừng lại, chạy đây đó cả đêm đói phát điên liên rồi. Một miếng thịt, một ngụm rượu, ăn không giữ hình tượng gì. Vì người có mùi lạ, nên người đi đường đều bịt mũi tránh xa. Nhanh nhanh nhanh, cửa hàng binh khí Liễu gia mở cửa rồi. Đúng lúc này, không biết là kẻ nào hét lên. Đường phố huyên náo bỗng chốc nháo nhác lên. Đám đông dồn về một phía, Triệu Bân đang ăn ngon thì bị bao nhiêu người đụng vào. Hắn không để tâm, cứ theo dòng người mà đi. Xa xa có thể thấy trước một gian hàng đang tụ tập rất nhiều người, xếp thành một hàng dài. Đó là cửa hàng binh khí của Liễu gia. Có một luyện khí sư đúng là khác biệt. Bất kỳ binh khí nào của gã làm ra thì đều là hàng thượng phẩm, mà mỗi ngày chỉ bán số lượng giới hạn, đi muộn người ta mua hết. Chính vì như thế mà cửa hàng binh khí Liễu gia vừa mở cửa thì đã có rất nhiều người đổ tới, thậm chí có người đợi từ đêm hôm trước. Hôm nay cũng như vậy. Nhìn rất nhiều người tụ tập lại đây nhưng chỉ có vài người ít ỏi là có thể mua được binh khí. Mẹ nó, lại tăng giá rồi. 50 lượng, ăn cướp sao? Cửa hàng binh khí Liễu gia mở cửa, mọi người tràn vào, sau đó tiếng chửi bới ồn ào vang lên. Mua thì mua, không mua thì thôi. Người bán hàng của Liễu gia cũng cứng miệng đáp lời. Hóa ra, kiếm tiền như thế này. Triệu Bân chưa đi, mà tìm một cột gỗ, dựa vào đó, vừa uống rượu ăn thịt vừa nhìn. 50 lượng một chiếc không khác gì ăn cướp. Nhưng, Liễu gia thật sự có thể làm được chuyện này. Việc kinh doanh binh khí ở thành Vong Cổ hầu hết do Liễu gia độc quyền, chủ yếu là chất lượng binh khí tốt mà Triệu gia không thể sánh được, mỗi ngày một giá cũng là chuyện bình thường. Vì thế mà vẫn có nhiều người chen chúc nhau mua. Con người mà, không thể nhẫn nại được, hôm nay không mua ngày mai tăng giá mất. Hôm nay bán hết rồi, ngày mai quay lại đi. Đầy tớ của cửa hàng binh khí Liễu gia đứng cửa cửa, giọng nói sang sảng. Nhìn cái tấm lưng kia không phải là thẳng bình thường, cái cằm kia vênh lên không phải độ cao bình thường. Câu nói đó, không khác gì đang truyền thánh chỉ. Đừng mà, ông đây đã đợi 3 ngày rồi. Những người mua binh khí ngoan cố đứng lại trước cửa hàng, ai cũng kêu gào lớn tiếng. Đã bảo là hết rồi, cút cút cút. Bảo không bán chính là không bán, ở đây quát tháo cái gì, ăn phải phân rồi hay gì. Được lắm, ta nhớ mặt ngươi rồi, sau này có bao nhiêu ta cũng sẽ không bán cho ngươi. Này, ta tức giận rồi đó. Đang bán buôn lại đột nhiên biến thành một trận khẩu chiến, người mua binh khí hùng hùng hổ hổ. Ngay cả gã sai vặt của cửa hàng binh khí Liễu gia cũng muốn nổi điên, không có biện pháp, ai bảo Liễu gia ta có nhiều tiền chứ, ta cứ không muốn bán, có bản lĩnh thì đừng mua nữa. Cảnh này dường như ngày nào cũng diễn ra. Người trên phố đã quá quen rồi, mà Liễu gia thì cũng quen thói, họ có vũ khí tốt, thì ai cũng phải nghe theo họ. Một trận náo nhiệt đến thật nhanh mà đi cũng thật nhanh. Có người vui, cũng có người buồn, người mua được thì mừng rỡ. Người chưa mua được thì chửi cha mắng mẹ. Vị đại ca này, cho ta mượn binh khí xem một chút đi. Triệu Bân túm lấy một gã đàn ông râu ria xồm xoàm đang ôm một thanh đao đầu quỷ lau chùi, gã vừa mới mua được nó, coi nó như bảo vật, vì nó mà gã đã phải bỏ ra cả nửa gia sản để mua về, vậy nhưng gã vẫn cảm thấy vui mừng như điên. Đây, cho ngươi được bổ mắt. Gã kia sảng khoái giao thanh đao đầu quỷ ra, sau đó xách bầu rượu lên uống ửng ực. Triệu Bân cầm lấy thanh đao, lật qua lật lại xem. Thanh đao này quả thực là hàng cao cấp, khá là cứng rắn, lưỡi đao sắc bén, cầm trong tay sẽ toát ra khí thế vô cùng ngang ngược, chẳng những có thể dọa người, mà nếu lỡ như chúng phải một đao vỗ tới, không chết cũng phải mất đi nửa cái mạng. Phải đợi 2 ngày mới mua được nó đó.
Chỉ có điều, người của cái cửa hàng binh khí kia nhân phẩm thật chả ra làm sao, tên nào cũng nghĩ mình to như ông trời vậy. Nếu không phải vì ở đây có binh khí tốt, thì có ma mới thèm tới đây. Gã đàn ông to lớn vuốt râu, chửi rủa không ngớt. Triệu Bân cười, trả vũ khí lại cho gã. Gã kia cầm lấy, lại vừa lau chùi vừa mắng mỏ, mắng thì mắng, nhưng đây quả thực là một món binh khí tốt. Phải chơi lớn thôi. Ẩn mình bên dưới chiếc áo choàng che mặt, Triệu Bân mỉm cười, thanh đao đầu quỷ kia tuy tốt, nhưng vẫn còn rất nhiều khuyết điểm, vẫn chưa được luyện đến mức tinh túy nhất. Nếu như được luyện hóa bởi sấm sét của hắn một lần nữa thì nó mới thật sự trở thành một tuyệt phẩm. Đó là lý do tại sao hắn lại nói, phải chơi lớn thôi. Luyện khí thôi mà, hắn cũng có thể, hắn có trong tay sấm sét bá đạo, hơn nữa sau lưng hắn còn có một vị thần. Làm như vậy, cửa hàng binh khí Liễu gia sẽ phải phá sản. Hắn trở về cửa hàng binh khí Triệu gia, từ xa đã thấy có người tụ tập, nhìn vào sảnh trước cửa hàng binh khí. Hắn thấy có hai tên sai vặt đứng hai bên trái phải, chúng là người của Liễu gia. Không cần phải nói, bên trong chắc chắn còn có ông chủ của Liễu gia. Chủ cửa hàng binh khí Liễu gia đến mua lại cửa hàng binh khí Triệu gia sao? Còn phải nói nữa hả? Cửa hàng binh khí Triệu gia đã lâu không bán buôn được gì, có mở cửa nữa cũng vô nghĩa. Liễu gia thật sự muốn nắm độc quyền nguồn cung cấp binh khí rồi. Người ngoài phố cứ bàn tán xôn xao. Triệu Bân tìm một nơi cởi áo choàng ra, liếc nhìn hai tên sai vặt của Liễu gia rồi bước vào cửa hàng binh khí. Vừa vào cửa hắn đã thấy Lão Tôn, Dương Đại và Võ Nhị. Ngoài bọn họ ra còn có một lão già mảnh khảnh khác, Triệu Bân nhận ra người này là ông chủ của cửa hàng binh khí Liễu gia, cũng xem như là con cháu ngoại phái, lão ta tên Liễu Thương Hải, em họ của Liễu Thương Không. Thiếu gia, Lão Tôn vội vàng đứng dậy. Triệu Bân phất tay ngồi xuống. Đối diện Liễu Thương Hải, cười nói, ngọn gió nào thổi ông tới đây vậy? Liễu Thương Hải không nói lời nào, chỉ liếc nhìn Triệu Bân từ trên xuống dưới. Hắn mới bị sét đánh à? Trong mắt Liễu Thương Hải như đang thắc mắc vấn đề đó, bởi vì bộ dạng của Triệu Bân bây giờ thật quá mức khó coi, quần áo tả tơi, thân hình đen đúa, tóc tai lộn xộn. Không chỉ có lão ta, ngay cả Lão Tôn và những người khác cũng có cùng thắc mắc. Bọn họ chỉ biết thiếu gia ra ngoài đi dạo hết mấy ngày mới về, lúc trở về lại trông y như một con gấu đen. 1.000 lượng, ta mua lại cửa hàng binh khí Triệu gia. Liễu Thương Hải nhắm mắt lại, cầm tách trà lên, thoải mái nhấp một ngụm. Không bán. Để tới ngày mai thì giá chỉ còn 800. Tiễn khách. Ngươi. Triệu Bân rất dứt khoát, còn sắc mặt của Liễu Thương Hải thì tối sầm lại, dù sao lão ta cũng là trưởng bối của Triệu Bân. Tên nhóc này lẽ ra còn phải gọi lão ta một tiếng thúc thúc, thế mà mới nói được 3 câu hắn đã dám ra lệnh tiễn khách, khiến cho lão ta vô cùng mất mặt. Triệu Bân thong thả cầm tách trà lên. Nói không ngoa, nếu Liễu Thương Hải còn dám gây sự, thì hắn cũng không ngại ra tay đánh người. Lão ta chỉ là con cháu ngoại phái, tu vi yếu kém đến đáng thương, nếu muốn đánh nhau thì hắn nhất định sẽ đánh cho lão ta tối đen mặt mũi. Chỉ có điều, đối với loại người này, hắn cũng lười động thủ. Ngay cả khi Liễu Thương Hải bị giết, thì Liễu Thương Không cũng sẽ không cảm thấy đau khổ một chút nào. Ai quan tâm đến một con cháu ngoại phái có địa vị thấp như thế chứ? Muốn Liễu Thương Không đau khổ, hắn phải làm cho Liễu gia thân bại danh liệt. Chút chuyện nhỏ này, hắn vẫn có thể nhịn được. Nếu như là lúc trước, thì ngay từ khi lão ta vừa bước vào cửa là đã bị đá trả về cho mẹ của lão ta rồi. Hôn lễ thay xà đổi cột vẫn còn đó, Triệu gia và Liễu gia đã trở mặt. Vậy mà lão ta còn dám chạy tới đây khua môi múa mép. Hừ. Liễu Thương Hải hừ lạnh một tiếng, phất tay áo rời đi. Hôm nay lão ta vốn tưởng mọi chuyện sẽ suôn sẻ, nhưng không ngờ lại bị đuổi ra ngoài. Lão ta thực sự rất khó chịu. Lão ta thầm nghĩ phải quay về báo cáo lại cho gia tộc biết, để Liễu gia trù dập Triệu gia đến chết. Thiếu gia, sao người? Lão Tôn tiến lên, ngập ngừng nhìn Triệu Bân, chủ yếu là bởi vì bộ dạng khó coi của Triệu Bân. Không sao đâu. Vậy chuyện cửa hàng binh khí. Đóng cửa 3 ngày, bên trong cửa hàng có bao nhiêu món binh khí đều dọn hết vào trong phòng ta đi. Vâng. Lão Tôn làm theo những gì mà thiếu gia đã căn dặn. Dương Đại đi đóng cửa hàng, còn Võ Nhị sắn tay áo bắt đầu dọn mấy món binh khí. Đóng cửa thật rồi kìa. Nhìn vẻ mặt vừa rồi của Liễu Thương Hải, xem ra là không thuận mua vừa bán rồi. Chắc giá chào bán cao quá.
người dân trên phố nhìn thấy vậy thì lại xúm nhau bàn tán chỉ trỏ. Tại hậu viện, Triệu Bân đã xé áo choàng, tắm rửa sạch sẽ. Dương Đại và Võ Nhị Cần Mẫn chạy tới chạy lui với mấy món binh khí trên tay. Phòng của thiếu gia đã chất đầy ắp binh khí, tràn ra cả bên ngoài. Nhìn thoáng qua, dưới gốc cây cổ thụ, trước bàn đá và chân tường, chỗ nào cũng chất đầy binh khí. Đừng làm phiền ta đấy. Triệu Bân tắm rửa thay quần áo xong liền xoay người đi vào phòng, còn không quên khóa cửa lại. Mấy người lão Tôn cảm thấy vô cùng khó hiểu, đều lẻn ra cửa sổ nhìn lén. Đáng tiếc, ngay cả cửa sổ cũng đã bị thiếu gia khóa lại, bọn họ không nhìn thấy gì, chính vì không nhìn thấy nên mới không hiểu. Trong phòng, Triệu Bân nhìn trái nhìn phải. Phải nói là Dương Đại và Võ Nhị thật sự làm việc rất chăm chỉ, trên giường của hắn đã chất đầy binh khí. Bắt đầu thôi. Triệu Bân xắn tay áo, bắt đầu với một thanh đao đầu quỷ, thanh đao này rất dày và nặng, phải đến cả trăm cân, người bình thường khó mà có thể cầm lên nổi. Thanh đao được luyện thành rất tỉ mỉ, nhưng chất liệu của nó vẫn còn lẫn nhiều tạp chất, khiến chất lượng cũng bị giảm đi rất nhiều. Vừa nhìn qua, hắn liền dẫn động sấm sét. Sấm sét rền vang, tia sét vòng vèo như những con rắn quấn lấy thân đao. Bước tiếp theo, chính là tôi luyện. Vì chất liệu của món binh khí này trong quá trình luyện thành vẫn chưa đủ tinh khiết, cho nên cần phải đẩy hết tạp chất ra ngoài để làm tăng độ cứng và độ linh hoạt của nó. Răng rắc, răng rắc. Thanh âm răng rắc liên tục vang lên, một đám bụi cho bay ra khỏi thân đao, tất cả đều là tạp chất được sấm sét đẩy ra ngoài trong quá trình tôi luyện, trước đây chúng được trộn lẫn trong thân đao, chỉ là những thành phần vô dụng. Lúc hắn dừng tôi luyện, sấm sét cũng tan biến. Thanh đao đầu quỷ trong tay hắn vẫn dày, nhưng nhẹ hơn do đã loại bỏ hết tạp chất. Nhẹ hơn ít nhất cũng phải từ 3 đến 5 cân. Triệu Bân lại cầm lên một cây thương ngắn để loại bỏ tạp chất, còn lại chất sắt nguyên thì dung hợp với thanh đao đầu quỷ, để cho nó trở về cân nặng ban đầu, nhưng chất lượng trước sau thì đã hoàn toàn khác nhau, độ cứng và độ linh hoạt đều tăng lên một bậc. Không tệ. Triệu Bân mỉm cười, cầm thanh đao đầu quỷ trong tay, chém qua chém lại. Sau khi được sấm sét tôi luyện, thanh đao này đã hoàn toàn lột xác. Thoạt nhìn trên thân đao còn có dấu ấn sấm sét mờ ảo, thân đao dường như cũng đã lớn hơn. Hắn muốn cải thiện nó hơn nữa. Nhưng mà nguyên liệu để làm ra thanh đao này có cấp bậc quá thấp, cho dù nó có được tôi luyện đến đâu thì cũng không thể vượt quá phẩm cách đã được xác định. Đây là mặt hạn chế của vật liệu. Những gì hắn có thể làm chỉ là khiến cho nó trở nên tinh khiết nhất có thể mà thôi. Có điều, chỉ cần tôi luyện tới mức độ đó là đủ rồi. Hắn không hề nói ngoa, độ cứng và độ linh hoạt của thanh đao đầu quỷ trong tay của hắn đã cao hơn rất nhiều so với binh khí của Liễu gia. Sấm sét của hắn là sấm sét nhà trời, ngay cả khi nó chưa phát huy hết sức mạnh, thì thú hỏa bình thường cũng không có cửa mà so sánh. Mặc dù quá trình luyện khí có giống nhau, nhưng bên đó không thể nào luyện ra được tinh hoa như hắn. Còn luyện thêm nữa, thì chẳng khác nào cắt cổ gà bằng dao mổ trâu. Binh khí đã có sẵn. Hắn chỉ cần sửa đổi một chút cho tốt lên, chứ nếu hắn muốn chân chính luyện thành binh khí mới thì quá trình cũng không nhanh chóng đến vậy. Cũng như kiếm Long Uyên của hắn, đến tận bây giờ vẫn chỉ là một thanh kiếm vô cùng thô kệch, không trải qua một thời gian dài tôi luyện mới lại thì không có cách nào trở thành một thanh kiếm tốt, bây giờ nó chỉ thích hợp dùng để đập người. Món đầu tiên, Triệu Bân mỉm cười, xếp thanh đao đầu quỷ sang một bên. Hắn nhặt lên một thanh kiếm khác. Đây là một quá trình cực kỳ dài, dù sao trong phòng vẫn còn có biết bao nhiêu binh khí. Màn đêm lặng lẽ buông xuống. Trong phòng, hắn mệt mỏi ngồi xếp bằng, gương mặt tái mét, mồ hôi nhễ nhại, tinh thần cũng uể oải không muốn động tay. Luyện khí là một kỹ thuật tốn sức. Cả quá trình khiến cho hắn bị hao phí chân nguyên, hao phí tinh lực, tinh thần cũng không chịu được cường độ làm việc cao thế này, nửa chừng thường xuyên phải ngừng lại lấy sức. Hắn chỉ làm chơi chơi. Mà đã mệt tới mức hai mắt đỏ ngầu dày đặc những tia máu. Ngày mai mua thêm mấy viên tinh khí đan đi. Nguyệt thần đang khoan thai nằm trên mặt trăng, thậm chí còn không thèm mở mắt, chỉ tùy ý nói một câu. Nói đúng lắm, Triệu Bân lau mồ hôi đáp. Tinh khí đan là loại đan dược bồi bổ tinh thần, nói là đan dược thì cũng không đúng, gọi nó là dược hoàn thì chính xác hơn, vì đan dược chân chính vô cùng quý giá, lật tung hết thành vong cổ lên cũng chưa chắc tìm được một viên. Biết làm sao được, luyện đan sư so với luyện khí sư lại càng hiếm hoi hơn.
những nhân tài đó đều đã đi tới những nơi phồn hoa hơn, nơi có đãi ngộ tốt hơn, ít nhất cũng phải tốt hơn thành vong cổ ở vùng nông thôn hẻo lánh này. Nguyên liệu luyện đan không hề dễ kiếm, tự mình còn không đủ dùng, làm sao có thể mang ra bán được. Nếu có bán thì cũng sẽ bị đặt trước từ lâu. Nghe nói một tháng nữa Liễu Thương Không sẽ tổ chức tiệc đại thọ. Tin này đã truyền đi khắp thành vong cổ rồi, thiệp mời Dình Giang, lại có xe ngựa đưa đón. Có quan hệ với Thiên Tông có khác. Nhắc đến Liễu gia là ta lại thấy khó chịu, Liễu Như Nguyệt đó, thật uổng công thiếu gia nhà chúng ta đối tốt với cô ta như vậy. Ngoài phòng có tiếng gì rầm nói chuyện. Đó là Dương Đại và Võ Nhị, cửa hàng đóng cửa cho nên họ cũng không có việc gì làm, bèn ngồi xổm dưới gốc cây nói chuyện. Lão Tôn cũng ở đó, tay cầm một cái tẩu hút thuốc, trừng mắt nhìn hai người bọn họ, như thể đang nói, hai người các ngươi có thể câm miệng lại hay không, sợ tình hình của thiếu gia còn chưa đủ tệ hay sao? Két! Ông ấy nhìn lên, thấy một góc của cửa sổ đang mở, và một đĩnh bạc bay ra ngoài. Đi mua một cái bô. Trong phòng truyền ra lời nói của Triệu Bân. Dương Đại cầm đĩnh bạc, ngập ngừng nhìn vào phòng. Mua loại làm từ sắt nguyên chất đấy. Triệu Bân nói thêm, còn lại tiền thừa thì mua rượu thịt trở về. Rượu thịt. Nghe được hai chữ này, hai mắt của Dương Đại và Võ Nhị ngay lập tức sáng lên, nước miếng như đã muốn chảy ra. Lần cuối cùng được ăn thịt không còn nhớ là đã qua bao lâu nữa. Dạo này muốn mua gì cũng ngại, vì chuyện làm ăn của cửa hàng binh khí quá ế ẩm. Được rồi. Hai người nhanh chóng phóng ra khỏi tiểu viện với số tiền trong túi, tướng đi cũng vững chãi hơn rất nhiều. Đại thọ. Trong phòng, tiếng cười nhạo của Triệu Bân vang lên, nghe rất lạnh lùng. Hắn không bảo mua cái bô chỉ để cho vui, cái bô là đồ tốt mà hắn dành tặng cho Liễu Thương Không. Dám sỉ nhục Triệu gia của hắn mà còn muốn tổ chức tiệc đại thọ bình yên sao? Nếu không phải vì thực lực của hắn chưa đủ mạnh, thì thứ hắn mua đã không phải là cái bô, mà là quan tài. Cái bô. Nguyệt Thần vén tóc lẩm bẩm, trong trí nhớ của cô ta cũng có một nhân tài như vậy. Bất luận là kẻ nào mở tiệc mừng thọ cũng đều sẽ tặng cho người đó một cái, mà cái nào cũng to như núi vậy. Con! Triệu Bân tiếp tục đặt xuống một cây thương dài đã tôi luyện xong, toát ra ánh sáng vàng rực rỡ, còn có khí thức của sấm sét, một nhát đâm có thể xuyên thủng cả đá tảng. Lách cách, lách cách! Hắn không dừng lại, một thân lo ba việc cùng lúc, vừa luyện khí, vừa luyện thể, vừa vận hành thái sơ thiên lôi quyết kết hợp với tẩy tủy dịch cân kinh, hai loại công pháp vô cùng bá đạo. Dục tốc bất đạt. Nguyệt Thần lười biếng nói, lại dựa vào mặt trăng thiêm thiếp ngủ. Nói hay lắm. Triệu Bân đồng ý, nhưng cũng không bất bận rộn, hắn là một kẻ say mê võ đạo, và cũng là một kẻ mất trí. Không lâu sau, Dương Đại cùng Võ Nhị trở lại. Dương Đại một tay cầm hai vò rượu, tay kia cầm thịt và mấy món ngon khác, còn Võ Nhị thì ì ạch vác cái bô nặng tận mười mấy cân. Lão Tôn đang hút thuốc, nhìn thấy cảnh này thì ho dữ dội. Cuối cùng Triệu Bân cũng đi ra ngoài với đôi mắt đỏ ngầu và sắc mặt tái nhợt, khi vừa ra khỏi cửa, hắn thậm chí còn không thể đứng vững. Thiếu gia, ăn thôi. Hắn phải ăn cơm, hắn đói bụng lắm rồi, luyện khí luyện thể cả một ngày dài, đói đến mức hai mắt đều nổ đom đóm. Dưới gốc cây cổ thụ, họ bày một bàn rượu. Khung cảnh này rất ấm áp, chủ nhà thoải mái khiến cho đám người làm cũng cảm thấy yên tâm vui vẻ. Ăn xong. Triệu Bân vỗ bụng đứng dậy. Dương Đại và Võ Nhị cũng chẳng giữ hình tượng gì, lâu lắm rồi không được ăn thịt, ăn xong rồi còn liếm tay cho bằng hết. Triệu Bân mỉm cười, ném lại một túi tiền trước khi rời đi. Thiếu gia, cái này, Lão Tôn đứng lên nói. Yên tâm đi, không phải tiền lương sớm đâu, Triệu Bân xoay lưng về phía ba người rồi phất tay, động tác khoan thai nói, tiền thưởng cho mọi người đã đi theo ta lăn lộn bấy lâu nay. Vẫn là thiếu gia tốt nhất. Võ Nhị mở túi tiền ra xem, con mợ nó chứ. Phải hơn trăm lượng bạc. Trong phòng, Triệu Bân lại dẫn động sấm sét. Triệu Bân lại cố sức, ba ngày sau khi đám binh khí này được bán ra, hắn nhất định phải nổi tiếng, không những phải giữ được thanh danh của ông nội, mà còn phải khiến cho đám Liễu gia muối mặt. Hửm. Nguyệt Thần nằm trên mặt trăng, không biết phát điên cái gì, đang ngủ lại đột nhiên ngồi bật dậy, định thần 3 giây rồi mới nhìn về phía Triệu Bân. Ánh mắt này không giống như lúc trước, đôi mắt mơ màng và ngấn nước kia đang từ từ nheo lại thành một đường. Làm sao có thể? Không ai có thể nghe thấy tiếng cô ta thì thầm, chỉ có ý tứ sâu xa trong ánh mắt của cô ta,
một thứ ý tứ không cách nào nói rõ được. Bầu trời đêm sâu thăm thẳm, tràn đầy những vì sao. Trong phòng, Triệu Bân vẫn chuyên tâm tôi luyện từng món binh khí, trên mặt đất phủ một tầng cho bụi dày đặc, tất cả đều là tạp chất. Bản tôn, phân thân, Nguyệt Thần ngồi lẩm bẩm một mình như người mất trí, ánh mắt lơ đãng, chẳng ai biết cô ta đang lẩm bẩm cái quái gì. Kiếm tốt, Triệu Bân đột nhiên nở nụ cười, hắn cầm một thanh trường kiếm tỏa sáng như tinh tú lật qua lật lại, ánh sáng tỏa ra từ lưỡi kiếm vô cùng lạnh lùng, quá trình sấm sét tôi luyện đã tạo ra thứ binh khí thật lợi hại. Mà đây chỉ là một trong số đó. Nhìn số binh khí chất đống trong phòng, tất cả đều đã trở thành binh khí thượng phẩm chỉ trong 2 ngày, không uổng công 2 ngày hắn thi triển tuyệt kỹ của mình. Hắn đã tôi luyện không ngừng nghỉ. Ý nghĩa sâu xa của việc luyện khí, hắn dường như đã thuộc nằm lòng, cơ bản nhất chính là tôi luyện, phải đúc binh khí từ chất liệu không lẫn tạp chất thì mới có thể đúc thành một món binh khí mạnh mẽ được. Nghĩ vậy, hắn nhìn sang thanh kiếm Long Uyên, chất liệu của nó là sắt thiên thạch. Một chất liệu tốt để rèn đúc binh khí, sau khi mọi chuyện xong xuôi hắn nhất định sẽ mài giũa lại nó. Khi đó, mới chính là luyện khí thật sự. Quá trình tôi luyện này chỉ là những bước đi nhỏ đầu tiên của hắn. Đêm dài lặng lẽ trôi qua. Ngày hôm sau, Triệu Bân mặc áo choàng đen, dưới mắt có 2 quầng thâm, đi ra ngoài từ sớm, ghé vào mấy cửa hàng dược liệu, mua tinh khí đan như Nguyệt Thần đã nói, quá trình tôi luyện binh khí đã khiến cho hắn hao tổn rất nhiều tinh thần. Dù sao thì hắn chỉ mới đạt tới cảnh giới ngưng nguyên mà thôi. Tinh thần lực sẽ theo tu vi mà gia tăng, đây cũng chính là chỗ kỳ dị của võ đạo, cả thể xác và tinh thần đều được hưởng lợi từ nó. Rốp, rốp, thanh âm giòn tan vang lên trên phố, lại đều rất có tiết tấu. Âm thanh đó chính là do Triệu Bân tạo ra. Hắn nghênh ngang đi trên đường, tay cầm một đống tinh khí đan, nhai nuốt từng viên một như đang ăn kẹo cứng, rôm rốp giòn tan. Tên này chắc là có nhiều tiền lắm. Người trên phố liếc mắt nhìn thấy thì thổn thức không dứt, giá một viên tinh khí đan đắt như vậy, mà hắn lại có thể nhai cả đống như cơm bữa. Cô lại truyền cho ta thêm một bộ thân pháp bí tịch đi. Triệu Bân mặc kệ những người ngoài phố, chỉ nhìn Nguyệt Thần mỉm cười, hai mắt sáng rỡ, hắn đang có trong tay một bảo tàng quý giá, có thể kiếm được thêm bộ bí tịch nào thì hay bộ đó. Nguyệt Thần không nói lời nào, nằm ở trên mặt trăng giả vờ ngủ. Làm như không nghe thấy lời nói của Triệu Bân. Một bộ, chỉ một bộ thôi. Chúng ta là châu chấu trên cùng một sợi dây mà. Thần xinh đẹp ơi! Triệu Bân không ngừng lải nhải, nếu như cô ta không truyền cho hắn bí tịch, thì hắn quyết định sẽ lải nhải mãi không thôi. Nghe ngứa cả tai, Nguyệt Thần nhíu mày, nếu hắn nói 2-3 câu thì không sao, nhưng hắn lại nói nhiều quá, khiến cho cô ta ù hết cả tai. Cuối cùng, cô ta nhẹ nhàng phất tay áo. Một luồng sáng vàng chảy ra, chính là những ký tự vàng đang tự động sắp xếp lại, mỗi một chữ đều chứa đựng khí thế khổng lồ, dài rộng như biển lớn. Bước phong thần. Triệu Bân ngẩng đầu lên nhìn, ánh mắt sáng quắc, nhìn không dám chớp mắt. Chưa bao giờ hắn lại hiếu học đến như vậy, hắn cũng có thể đọc nhanh như gió vì cảm thấy mỗi một giờ phút đều rất quý giá, hắn rất sợ Nguyệt Thần đổi ý, lại cất bí tịch đi. Sau khi đọc qua một lượt, hắn liền cảm thấy kinh ngạc. Nếu có thể tu luyện thành công bí pháp này, thì hắn có thể lên trời xuống đất, ngang dọc trên 9 tầng mây, một bước liền có thể vượt qua biển cả. Phong thần. Triệu Bân lẩm bẩm, không cần phải nói thì cũng biết đây chính là một vị thần, mà bước phong thần này chắc chắn cũng thuộc về thần thông đạo môn. Trong một khoảnh khắc, hắn đột nhiên sững sờ. Ẩn phía sau những câu chữ kia dường như là một bóng lưng huyền ảo, thoát ẩn thoát hiện như cơn gió, nhưng vẫn vững chãi trường tồn cùng 5 tháng. Người này là phong thần sao? Triệu Bân bất giác cất tiếng hỏi, không biết là đang nói với chính mình hay là đang hỏi Nguyệt Thần. Nguyệt Thần mở mắt ra liếc nhìn Triệu Bân, biết Triệu Bân đã nhìn thấy bóng dáng hư ảo ở phía sau những câu chữ. Điều này thật thú vị. Một tên nhóc phàm trần nhưng lại có nhãn lực rất tốt, hoặc là nói, Triệu Bân này quả thực có khả năng lĩnh ngộ cao. Chỉ mới đạt tới cảnh giới ngưng nguyên mà đã có thể nhìn thấy bóng người hư ảo ẩn phía sau những câu chữ của bí pháp. Hắn chính là người đầu tiên làm được điều đó. Đường phố nhộn nhịp người qua kẻ lại. Hai mắt Triệu Bân đã có vẻ đờ đẫn, tinh thần đã hoàn toàn chìm đắm vào trong bí pháp này quả thực kỳ diệu, từng chữ đều chứa đựng huyền cơ bên trong, chính là ý cảnh mà thế hệ ông cha vẫn thường nói. Để tinh thần chìm đắm trong đó,
hắn có thể nhìn thấy trời đất bao la, mỗi một ngọn gió như đều có linh tính, thân thể trong chớp mắt trở nên nhẹ bấng, như có thể đạp gió cưỡi mây, cảm xúc vô cùng thăng hoa. Đôi chân của hắn đã không còn như trước, dường như cũng đã biến thành một cơn gió, nhìn sau lưng còn có thể thấy tàn ảnh của bước chân nhanh như gió vừa đạp qua. Hắn ẩn thân dưới lớp áo choàng đen, lướt đi trên phố, nhìn người qua kẻ lại là ai, đang làm việc gì. Khả năng lĩnh hội này, đúng là nghịch thiên. Nguyệt thần lại mở mắt ra lần nữa, thổn thức không dứt, chỉ là một võ tu cảnh giới ngưng nguyên nho nhỏ mà lại có khả năng vượt xa những dự liệu của cô ta. Bước phong thần là thần thông đạo môn, không phải ai cũng có thể lĩnh hội được, nếu như không có dị bẩm thiên phú thì chắc chắn phải đi đường vòng rất xa trong quá trình tu luyện, còn tên nhóc này thì hay rồi, nghiền ngẫm một lần liền có thể tiến nhập vào cảnh giới. Đi mà không nhìn đường, người bị mù sao? Con mợ ngươi, dẫm lên chân của ta rồi. Con phố lớn ồn ào vô cùng, Triệu Bân đang chìm đắm vào trong tâm cảnh, tất nhiên là chẳng để ý gì tới xung quanh, kể cả những tiếng chửi rủa kia. Đi đến cuối đường, Triệu Bân mới tỉnh táo lại, còn chưa thỏa mãn, trong mắt lộ ra vẻ vui mừng. Hắn có thể lĩnh hội, nhưng những gì mà hắn hiểu được thì chỉ là giọt nước trong đại dương bao la. Quay lại cửa hàng binh khí một lần nữa, hắn cảm thấy tràn đầy năng lượng. Hắn tạm thời để bí pháp bước phong thần qua một bên, bây giờ việc luyện khí mới là quan trọng nhất, thiếu chủ gia tộc bị phái ra ngoài, thì ít nhất cũng phải đứng vững được ở bên ngoài. Lần này tiến độ của hắn đã nhanh hơn rất nhiều, hắn cũng mua rất nhiều tinh khí đan, đủ để chống đỡ. Ngươi nói xem, thiếu gia nhà chúng ta đang làm cái quái gì vậy, cứ nhốt mình trong phòng cả ngày như thế. Ngoài phòng, Dương Đại và Võ Nhị lại rì rầm, bọn họ không có việc gì làm, đã quét đi quét lại tiểu viện này hơn chục lần rồi, công việc làm ăn đã không tốt, vậy mà bọn họ lại còn nhàn rỗi, thật sự cảm thấy rất xấu hổ khi lấy tiền công của chủ nhân. Lão Tôn cũng hoài nghi, thỉnh thoảng ngó qua nhưng vẫn không thể hiểu được Triệu Bân đang làm cái quái gì. Két! Khi cửa mở, Triệu Bân bước ra ngoài, trên tay mang theo một thanh trường kiếm màu đỏ tía. Ông xem thử thanh kiếm này. Triệu Bân mỉm cười, ném thanh kiếm lên không trung. Lão Tôn vội vàng đứng dậy, giơ tay đón lấy, ông ấy đã duyệt qua vô số các loại binh khí, có thể ước chừng được chất lượng của binh khí, thanh kiếm này có vẻ nặng hơn bình thường. Với võ tu mà nói thật ra thì cũng không có gì khác biệt, chủ yếu là kiếm này quả thật có chỗ bất phàm, lưỡi kiếm sắc bén phản chiếu ánh trăng sáng, tựa như còn có thể nhìn thấy được những tia sét nhàn nhạt cuốn quanh thân kiếm, khi vung kiếm lên còn tạo ra một âm thanh đặc trưng riêng biệt. Kiếm tốt! Vừa xem qua, Lão Tôn đã không nhìn được mà khen ngợi, tuy hình thức không quá trau chuốt tỉ mỉ, nhưng chất kiếm lại rất tinh túy, không tìm được chút tạp chất nào bên trong. Khi dùng nó thì không cần dẫn động chân nguyên cũng có thể một kiếm phá đá dễ như chơi. Thanh kiếm tinh túy đến mức độ này quả thật rất hiếm thấy, tốt hơn rất nhiều so với mấy món binh khí mà cửa hàng binh khí Liễu gia đã bán ra. Tặng cho ông đó, Triệu Bân cười nói. Thiếu gia, cái này quý quá. Đừng có từ chối. Ông cho ta xem với, cả Dương Đại và Võ Nhị đều nhón về phía trước xem thử, cẩn thận vuốt ve thanh kiếm, đây đúng là một thanh kiếm tốt. Trông vô cùng sắc bén. Đừng xem nữa, vào phòng chuyển binh khí ra ngoài đi. Triệu Bân ngồi xuống, lấy bầu rượu ra. Được rồi. Cả hai rất chăm chỉ, một trước một sau bước vào phòng. Sau đó, chỉ nghe thấy có tiếng chửi thề bật ra. Sau đó, lại có một tiếng sói tru lên. Màn đêm buông xuống. Dưới gốc cây cổ thụ trong tiểu viện lại bày ra một bàn thức ăn ê hề, rượu thịt thơm ngon nứt mũi. Nhưng đêm nay Dương Đại và Võ Nhị dường như không có cảm giác ngon miệng, hơn nữa còn thường xuyên lấm lét nhìn xung quanh, hai mắt mở to trừng trừng. Tất cả binh khí trong phòng của Triệu Bân đều đã được dọn ra ngoài, chất thành đống ngoài sân, đầy đủ 18 loại binh khí cơ bản, mà món nào cũng là binh khí thượng hạng. Đừng nói tới bọn họ, ngay cả Lão Tôn cũng kinh ngạc, trong 3 ngày nay thiếu gia nhà ông ấy lấy đâu ra nhiều món binh khí tốt như vậy, chẳng lẽ là cướp từ Liễu gia về sao? Mỗi khi nghĩ tới đây, ông ấy lại nhìn về phía Triệu Bân, lúc này Triệu Bân trông vô cùng thần bí, không hề có chút bất lực nào như trong lời đồn đại. Mỗi người được lấy một món, tự mình lựa chọn đi. Triệu Bân cười, nói với Dương Đại và Võ Nhị. Cảm ơn thiếu gia. Hai người sung sướng chạy đi chọn binh khí, ngay cả thịt cũng chưa kịp ăn. Với đồng lương ít ỏi của bọn họ, cả đời cũng chưa chắc góp đủ tiền mua được một món binh khí quý giá tầm này.
có một ông chủ hào phóng quả thực là vô cùng hạnh phúc. Thiếu gia, cái này. Lão Tôn lên tiếng, nhưng không nói nữa. Ngày mai mở cửa hàng trở lại. Triệu Bân lại cười nói, không hề giải thích nguyên nhân. Mà hắn nghĩ cũng chẳng cần phải giải thích làm gì. Mở cửa hàng. Lão Tôn sửng sốt mất mấy giây, rồi mới bưng ly rượu lên kính Triệu Bân. Họ đã có nhiều binh khí cực phẩm như vậy, coi như cơ nghiệp năm xưa của ông chủ để lại đã giữ được rồi. Sau ba lượt rượu, Triệu Bân trở về phòng, sau ba ngày trì hoãn, tên ngốc say mê võ đạo này thật sự cảm thấy vô cùng ngứa ngáy. Phong thần quyết mới học, cộng với kiếm Long Uyên, tẩy tủy dịch cân kinh, thái sơ thiên lôi quyết. Khiến cho hắn muốn ngừng cũng không ngừng được, hắn đã tìm được đường hướng phát triển, tinh thần cảm thấy vô cùng phấn chấn. Bên ngoài phòng, Lão Tôn cùng những người khác cũng không nhàn rỗi, đều đang chuyển binh khí về cửa hàng, lau chùi sạch sẽ, ngày mai cửa hàng sẽ mở cửa trở lại. Răng rắc, răng rắc. Trong đêm, tiếng xương cốt va chạm không ngừng vang lên, kẻ mất trí Triệu Bân lại đang luyện thể, hắn đúng là có thiên phú dị bẩm, có thể lưu chuyển nhiều loại công pháp cùng nhau. Hơn nữa tâm trí vẫn còn đang lĩnh hội bước phong thần. Ngoài ra, hắn còn đang mài giũa thanh kiếm Long Uyên. Tất cả mọi việc đều diễn ra cùng một lúc, ngay cả Nguyệt Thần cũng không khỏi tặc lưỡi, tên này không chỉ có sự say mê võ đạo, mà còn có sẵn nền tảng, nếu đổi lại là người khác thì đã sớm tẩu hỏa nhập ma rồi. Tú Nhi, hồ lô tím vàng kia. Vậy mà Triệu Bân vẫn còn rảnh rỗi nói chuyện phiếm. Trên đó có cấm chế, hôm nay ngươi không giải được đâu. Nguyệt Thần lãnh đạm nói, mỗi ngày dùng sấm sét tôi luyện, như vậy là tốt rồi. Đang nói chuyện thì cô gái này lại đi ngủ. Triệu Bân không thèm để ý nữa, tiếp tục tu luyện, dùng sấm sét mài giũa kiếm Long Uyên từng chút một, sắt thiên thạch vốn không phải là chất liệu tầm thường, nếu là chất liệu tầm thường thì đã sớm vỡ vụn rồi. Chỉ có điều, đây chỉ là vấn đề thời gian. Đêm nay, kiếm Long Uyên của hắn đã lột xác, trở thành một tạo tác tinh xảo. Bên trên có lôi văn quấn quanh thân kiếm như rồng cuộn, thanh kiếm cũng trở nên nặng hơn. Chẳng biết qua bao lâu thì hắn mới dừng tay. Sau đó, hắn cắt ngón tay khiến cho máu của hắn thấm vào thân kiếm. Nguyệt Thần nói đây là cách dùng máu để dưỡng kiếm linh, nếu may mắn thì trăm năm có thể dưỡng thành, còn nếu không may mắn thì cũng chỉ có thể trách nhân phẩm của hắn không tốt. Kiếm linh là như thế nào, hắn vốn chưa từng thấy qua. Nhưng nếu như hắn có thể dưỡng thành kiếm linh, thì chắc chắn sẽ có biến hóa lớn trong quá trình tu luyện của hắn. Ngày sau ngươi sẽ cùng ta lăn lộn trên giang hồ. Triệu Bân mỉm cười, vuốt ve kiếm Long Uyên rồi thu lại, rồi lấy ra hồ lô tím vàng. Hắn không biết nó bị cấm chế như thế nào, nhưng chắc chắn nó là một thứ vô cùng lợi hại. Dưới ánh trăng, hắn mở nắp hồ lô nhìn vào bên trong dày đặc sương mù lượn quanh, nhưng mơ hồ lại có thể thấy được thế giới rộng lớn. Bên trong có càn khôn. Triệu Bân lẩm bẩm, vừa ôm hồ lô vừa nhìn, với kinh nghiệm ít ỏi của hắn, tất nhiên là hắn cảm thấy cực kỳ khó hiểu, không biết đây là loại thần thông gì mà có thể luyện ra càn khôn ở bên trong. Dưới ánh trăng, mọi âm thanh đã im bặt. Đến cả một người không an phận như Triệu Bân cũng đã khoanh chân, chuyên tâm luyện thể, rèn luyện thể phách hết lần này đến lần khác, đến mức xương cốt cũng ánh lên màu vàng rực rỡ. Kim cang bất hoại, vạn pháp bất xâm. Hắn đi theo phương hướng này cũng nhờ có Nguyệt Thần chỉ lối soi đường cho hắn. Hửm. Triệu Bân bỗng mở mắt ra, khẽ ngẩng đầu lên, liếc mắt nhìn về phía bên trên, trong mắt đảo trái đảo phải, bởi vì trên nóc nhà có người, vả lại, người này đã xuống khỏi sàn ngang, tiếp đất ở tiểu viện. Nửa đêm nửa hôm quả thực có người không ngủ được. Qua khe cửa sổ, hắn có thể nhìn thấy một bóng đen mặc dạ hành y, lén la lén lút nhìn trái ngó phải trong vườn, sau cùng mới ném. Hai quả trứng sắt đen thùi lùi vào cửa hàng binh khí. Khi hắn nhìn thấy, hắc y nhân đã trèo lên mái nhà, luồn lách vào đường phố, một loạt động tác rất nhuần nhuyễn, chỉ nhìn qua đã biết kẻ này thường xuyên làm như vậy. Sau đó, cửa hàng binh khí bén lửa. Khỏi cần nói, đương nhiên là do hắc y nhân làm, hai quả trứng sắt mà kẻ này ném vào chắc hẳn là vật liệu được chế tạo đặc biệt, có thể làm bùng lên ngọn lửa lớn trong chốc lát. Thú vị đấy! Triệu Bân cười khẩy, xách kiếm Long Uyên, đứng dậy phá tung cửa sổ mà lao ra, đuổi theo hắc y nhân. Châm lửa vào nhà ta mà còn muốn chạy à? Trước khi đi, hắn dùng ba viên đá để gõ vào phòng của đám người Lão Tôn, đừng ngủ nữa, nhanh chóng dậy dập lửa đi. Cháy rồi.
Hắn vừa ra khỏi cửa hàng binh khí thì nghe thấy tiếng hô, hóa ra Dương Đại và Võ Nhị đã thấy cửa hàng binh khí bốc khói ngùn ngụt. Màn đêm vốn yên tĩnh, vì tiếng hô hào của hai người này mà kinh động rất nhiều người đang say giấc, tiếng ồn ào vang lên khắp con đường. Vừa mới ngừng kinh doanh đã bốc cháy rồi. Mấy ngày này Triệu gia cũng đen đủi quá nhỉ. Triệu Bân đúng là thứ sao chổi nhỉ. Những lời bàn tán không hề ít, những kẻ chỉ trỏ trỏ và xem kịch hay lại càng nhiều, nửa đêm nửa rồi vẫn còn chuyện để hóng. Một mồi lửa là đủ rồi. Trên mái nhà ở phía xa, Hắc Y Nhân vẫn chưa đi, nhìn ngọn lửa ngùn ngụt bốc lên mà nở nụ cười giễu cợt, bởi vì màn kịch do hắn ta đạo diễn quá hoàn hảo. Nhìn xong, hắn ta quay người xuống khỏi mái nhà. Uỳnh! Trong bóng tối có tiếng uỳnh vang lên, có trời mới biết thanh kiếm kia từ đâu chui ra, bổ thẳng vào đầu hắn ta, cơn gió ập thẳng vào mặt còn phảng phất tiếng rồng ngâm. Phụt! Vết máu bắn ra dưới ánh sao cực kỳ chói mắt. Hắc Y Nhân tóe máu. Hắn ta không ngờ rằng sẽ có người tập kích, tuy đã tránh được đòn đánh yếu hại vào đầu, nhưng vẫn trúng chiêu. Người ra tay đương nhiên là Triệu Bân. Kẻ phóng hỏa chạy rất nhanh nhưng chân tay hắn cũng linh hoạt lắm, cũng bắt đầu sử dụng được bước phong thần. Ai đó? Hắc Y Nhân tức giận hét lên, cơ thể lảo đảo rất chật vật. Hắn ta trúng một nhát kiếm, vai trái nứt ra, cánh tay trái buông thõng thượt. Nếu không ngoài dự đoán thì cánh tay này bị phế bỏ rồi. Không ai đáp lại câu hét phẫn nộ của hắn ta. Bốn xung quanh tối đen như mực, lấy đâu ra bóng người chứ? Nhưng nhát kiếm mà hắn ta phải chịu thực sự rất đau đớn. Phen này xấu hổ rồi đây, vừa châm một ngọn lửa, quay qua quay lại đã bị xử lý rồi, báo ứng đến gì mà nhanh thế. Kẻ nào? Hắc Y Nhân lại hét lên, thanh kiếm bật ra khỏi ống tay áo. Uỳnh! Hắn ta vừa dứt lời, thêm một tiếng uỳnh nữa vang lên từ phía sau lưng, đây là âm thanh khi kiếm va chạm với không khí. Vẫn là Triệu Bân, hắn trồi lên từ dưới đất. Thanh kiếm Long Uyên trong tay chém về phía Hắc Y Nhân cách một khoảng không. Phụt! Hắc Y Nhân vừa xoay người đã lại trúng thêm một nhát chém nữa, ban nãy là bả vai trái, bên giờ là bả vai phải. Máu chảy dọc theo cánh tay, hay rồi, phen này đối xứng rồi. Nhưng vẫn chưa hết. Không đợi hắn ta đứng vững, uy long trưởng của Triệu Bân đã ập đến, lòng bàn tay hắn có còn sấm sét xung quanh, uy lực vừa mạnh mẽ vừa quyết tuyệt. Phụt! Vết máu phun ra lần thứ ba mới là chói mắt nhất, lần phun máu này cao tới ba trượng. Phen này, cả thế giới yên tĩnh rồi. Hắc Y Nhân gục rồi, hai bả vai trái phải mỗi bên hứng một nhát kiếm, hai cánh tay đã hỏng, lồng ngực trúng thêm một trượng cũng đủ đau nhức rồi, xương lồng ngực cũng đã nứt gãy. Bị thương là chuyện thứ yếu, chủ yếu là buồn bực, mẹ kiếp, từ đầu đến cuối chưa nhìn thấy kẻ đó là ai. Vị huynh đài này trông lạ mặt ghê. Triệu Vân cười cười, cuối cùng vẫn bước ra khỏi bóng tối. Hắn vừa nói xong, Hắc Y Nhân lại phụt máu. Mẹ kiếp, có ai ra ngoài đánh nhau mà đánh người ta tàn phế trước rồi mới mở màn không? Tiếc rằng Triệu Vân cũng bịt mặt nên hắn ta không nhìn rõ được là ai. Người có thể chịu đòn giỏi như vị đại ca đây đúng là hiếm thấy, Triệu Vân cảm thán. Câu này không hề giả. Chúng một uy long trưởng, cộng thêm hai nhát kiếm Long Uyên mà vẫn không chết. Hắc Y Nhân này chắc chắn là một kẻ xuất sắc trong cảnh giới chân linh. Nếu chỉ là cảnh giới chân linh bình thường, dù chỉ trúng một nhát kiếm thôi cũng không có mấy người đứng vững nổi. Cũng may đối phương sơ ý, cũng may hắn có thuật bỏ trốn để phòng thân, chứ nếu phải đối đầu chính diện, chắc hẳn hắn không phải đối thủ của Hắc Y Nhân. Hắc Y Nhân không nói gì, chỉ nhìn chằm chằm vào Triệu Bân. Không rõ người này chui từ đâu ra, nhưng hắn quá kỳ dị. Rõ ràng hắn mới đạt đến cảnh giới ngưng nguyên mà có thể đánh một kẻ đạt đến cảnh giới chân linh như hắn ta tàn phế. Còn có cả phương pháp chui vào lòng đất ban nãy, chắc hẳn là thuật bỏ trốn trong truyền thuyết. Phương pháp bí ẩn này đã thất truyền từ lâu rồi, nếu không, hắn ta cũng không lúng túng đến mức vậy. Nào, để tiểu ra xem, ngươi là nhân tài nhà nào. Hai ngón tay của Triệu Bân trụng lại, vẽ ra một luồng chân nguyên, vạch lớp vải đen che mặt của Hắc Y Nhân. Để lộ ra một gương mặt nham hiểm giảo hoạt nay đã tái nhợt. Điều này không quan trọng, quan trọng là hắn biết người này, hắn ta chịu sự quản lý của cửa hàng binh khí Liễu gia, tên gọi là Lão Đao. Đến nay hắn cũng không hiểu lắm, tên là Lão Đao nhưng lại dùng kiếm, còn là một thanh kiếm dài, mảnh và đen kịt. Mới thế đã không đợi được rồi à? Triệu Bân cảm thán,
ngay khi nhận ra lão đao, hắn đã hiểu rõ âm mưu bên trong. Chắc chắn Liễu Thương Hải phái kẻ này đến, chẳng qua là muốn gây rối để tạo tiền đề cho Liễu gia thu mua cửa hàng binh khí Triệu gia. Bèo nước gặp nhau, không thù không oán, tại sao lại tấn công ta? Lão đao hừ một tiếng, lảo đảo lùi về sau tới tận chân tường. Bây giờ mình mẩy trọng thương, hai tay đã hỏng, trong thời gian ngắn hắn ta không khác gì phế vật, một người mới tới cảnh giới chân nguyên cũng có thể tiêu diệt hắn ta. Vừa mới tới nhà ta phóng hỏa, đâu thể không thù không oán, Triệu Bân bật cười, vừa dứt lời thì tấm vải đen che mặt của hắn cũng bay lên, lộ ra gương mặt thanh tú. Ngươi là, Triệu Bân. Lão đao chăm chú nhìn thẳng, thần sắc lộ vẻ khó tin. Hắn ta từng nghĩ tới rất nhiều khả năng, nhưng chưa từng nghĩ tới thiếu chủ vô dụng của Triệu gia. Mẹ kiếp, chẳng phải hắn đã đứt mạch rồi ư, lại có thể tu luyện tiếp à, đã vậy còn hạ gục được hắn ta. Bất ngờ lắm hả? Triệu Bân xách kiếm bước lên phía trước, mỉm cười nhìn lão đao. Hóa ra cô gia của Liễu gia mắt kém. Lão đao cười cười, nhưng không thực sự muốn cười. Hắn ta coi thường thiếu chủ vô dụng của Triệu gia quá nên trong đêm khuya thanh vắng được hắn tặng cho một niềm vui bất ngờ đây. Mắt kém cũng dễ chữa thôi, để ta giúp ngươi mở mắt. Triệu Bân cười cười giơ kiếm Long Uyên lên. Ngươi muốn giết ta? Lão đao lập tức biến sắc, hắn ta biết quá rõ uy lực từ thanh kiếm của Triệu Bân. Nếu thứ này chém lên đầu, cho dù hắn ta đạt tới cảnh giới chân linh thì vẫn mất mạng thôi. Không giết, giữ lại đón Tết à? Triệu Bân thản nhiên đáp, thanh kiếm cũng hạ xuống. Phụt, máu tươi bắn ra, lão đao chết ngay tại chỗ, đến chết vẫn còn buồn bực, hết sức buồn bực. Cái giá cho một mồi lửa quá thảm thiết. Triệu Bân không hề biến sắc, hắn nhặt tài vật của lão đao, sau đó lấy ra thuốc bột hóa thi để hủy thi diệt tích. Làm xong những thứ này, hắn mới quay người biến mất. Đến khi xuất hiện lần nữa, hắn đã ở trên đường lớn rồi. Không ít người tập trung trước cửa hàng binh khí, nhưng ngọn lửa đã được dập tắt, đương nhiên vẫn có tổn thất. Liễu gia chơi hay lắm. Triệu Bân liếc mắt nhìn về phía nam, đó chính là hướng của cửa hàng binh khí Liễu gia, dường như dù lẫn trong bóng đêm, hắn vẫn thấy được từng gương mặt xấu xí độc ác. Có qua mà không có lại thì thất lễ lắm. Triệu Bân thu lại ánh nhìn rồi đi về phía cửa hàng binh khí Triệu gia. Không cần nóng vội, đợi khi cửa hàng binh khí khai trương. Đợi khi lão tử đứng vững, ta cũng sẽ tới nhà ngươi xem thử. Phóng hỏa đốt nhà ta, Liễu gia cũng phải đổ máu chút chứ. Ngươi thích chơi chiêu thì ta chơi ngươi tới chết luôn. Trên đường về, Triệu Bân lôi sổ nợ ra, tính toán rõ mọi sản nghiệp của Liễu gia ở thành Vong Cổ. Ngày sau, hắn sẽ đi dạo từng cái một. Cái gì mà cửa hàng binh khí, cái gì mà tử lầu, cái gì mà tiền trang, cuống được thì cuống, không cuống được thì đập bằng hết mới thôi. Bên trong cửa hàng binh khí Triệu gia đã sáng rực. Người đứng xem náo nhiệt đã tản đi hết, trước khi rời đi còn không quên bàn tán rôm rả, nói ra toàn những lời châm chọc cười nhạo. Bên trong cửa hàng có bốn người đang vô cùng bận rộn. Đó là Triệu Bân, Lão Tôn, Dương Đại và Võ Nhị. Một trận hỏa hoạn lớn đã khiến cho cửa hàng binh khí bị hư hại, nên bọn họ phải sửa chữa lại. Không biết có làm xong để kịp khai trương vào sáng mai hay không? Đang yên đang lành, sao tự nhiên lại bốc cháy chứ? Là do kẻ khác làm, ta đã tìm thấy các mảnh vụn của pháo. Con mợ nó, thật quá bị ổi. Dương Đại và Võ Nhị tràn đầy căm phẫn, mắng chửi không ngừng, cũng may là kịp thời cứu được, nếu không, toàn bộ cửa hàng binh khí đã bị đốt thành tro rồi. Cũng may là tổn thất không quá lớn. Lão Tôn thầm nhủ, mặc dù cửa hàng bị hư hại nhưng vũ khí vẫn còn, đây là tất cả vốn liếng của bọn họ. Nghĩ đoạn, ông ấy lại liếc nhìn sang Triệu Bân, thiếu gia thực sự rất bình tĩnh, tựa hồ như vừa rồi chẳng có chuyện gì xảy ra vậy. Tới tửu lầu trước. Không, tới tiền trang trước đi, có nhiều bạc. Hừm, đúng. Triệu Bân vừa dọn dẹp vừa lẩm bẩm, tửu lầu và tiền trang mà hắn vừa nói đến chính là cơ ngơi của Liễu gia, hắn nghĩ mình cũng nên dạo qua đó một chút. Giảm phóng hỏa đốt cơ ngơi của Triệu gia ta. Vậy thì ta sẽ cho Liễu gia các ngươi phải đổ máu. Màn đêm lặng lẽ buông xuống. Mới tờ mờ sáng, khi trời còn chưa hửng nắng, mọi người đã nghe thấy tiếng pháo nổ vang cả một góc phố, vô cùng náo nhiệt. Cửa hàng binh khí Triệu gia đã khai trương. Từ xa đã thấy trên mặt tiền cửa hàng treo giải lụa đỏ, ngay cả sư tử đá hai bên cũng được treo lụa đỏ. Vẫn mở cửa làm ăn à?
Người đi đường nhướng mày, có không ít người dừng lại thắc mắc, tối hôm qua mới vừa bị cháy, hôm nay sao lại mở cửa rồi? Não của cái tên Triệu Bân này có vấn đề rồi sao? Đừng nói vậy chứ, Triệu Bân tuy bị phế nhưng hắn không hề ngu, hắn đã từng làm thiếu chủ của Triệu gia. Nói vậy cũng bằng không, họ có thể tiếp tục mở cửa làm ăn nhưng kết quả cũng sẽ chẳng có gì khác trước đây đâu. Không phải ta chê bai Triệu gia, nhưng binh khí của nhà hắn thật sự không tốt chút nào. Bàn về binh khí, chẳng phải Liễu gia là nhất hay sao? Có rất nhiều người tụ tập lại, bàn tán vô cùng sôi nổi, đứng chen chúc phía trước cửa hàng binh khí để chỉ trỏ chế nhạo, phần lớn đều đứng khoanh tay ra vẻ hiểu biết thời cuộc, chỉ trực chờ xem kịch hay. Binh khí mới ra lò đây. Tiếng kinh hô khai trương buôn bán đã bắt đầu, chính là do Võ Nhị đang cầm cái chiêng gõ mạnh, hô lên thật lớn. Mọi người đi ngang qua, ngàn vạn lần đừng bỏ lỡ. Dương Đại cũng hô lên thật lớn, hắn ta cũng xách một cái chiêng đồng, gõ mạnh theo nhịp. Triệu Bân cũng đang ở đó. Ông chủ của cửa hàng binh khí phải phụ trách tạo hình ảnh tốt cho cửa hàng trước mặt khách. Mau tránh ra, mau tránh ra. Có tiếng quát lớn đột nhiên vang lên. Những kẻ vừa quát là hai tên sai vặt nho nhỏ. Hai tên này tuy chỉ là chân sai vặt nho nhỏ nhưng vô cùng phách lối, quát tháo đám người đứng xem náo nhiệt giạt sang hai bên để mở ra một con đường, cho người phía sau cũng chính là chủ nhân của bọn chúng đi lên phía trước. Kẻ bước lên trước là một lão già. Lão già này lại càng phách lối kiêu ngạo hơn, hai tay lão ta chắp sau lưng, mắt nhìn thẳng phía trước, ai không biết có khi còn tưởng rằng lão ta là cao nhân đắc đạo phương nào vừa mới xuống núi. Vương Đức, Triệu Bân chỉ cần nhìn thoáng qua là đã nhận ra, lão ta chính là quản lý của cửa hàng binh khí Liễu gia, một con cáo già. Hắn cũng không ngạc nhiên khi thấy người của Liễu gia ở đây. Làm ăn cũng có những quy tắc riêng, chẳng hạn như những người làm cùng nghề ít nhiều cũng phải phái người đến chúc mừng, hoặc là mang theo tiền để mua về một ít hàng, xem như là khích lệ. Đây đều là những quy tắc bất thành văn, một là để thể hiện sự hào phóng, hai là để tạo dựng tên tuổi. Và ba là để thể hiện sự cạnh tranh lành mạnh, hòa khí sinh tài, có qua có lại. Chỉ có điều, Triệu Bân nghĩ lần này người của Liễu gia đến không phải là để khích lệ, mà là để gây hấn. Xin chào cô gia. Vương Đức đứng từ xa chắp tay, nét mặt trơ cháo, tuy rằng ngoài miệng gọi một tiếng cô gia, nhưng ánh mắt khi nhìn Triệu Bân lại tỏ ra vô cùng khinh thường. Có lòng quá. Triệu Bân lãnh đạm nói, nét mặt không có biểu cảm gì. Nếu đã tới rồi thì hãy so kẻ binh khí với nhau đi. Tự nhiên lại có tiếng la lối từ đâu vang lên, đám người đang đứng xem náo nhiệt cũng bắt đầu xôn xao lần nữa. So kẻ một trận đi. Đã có người bắt đầu thì dĩ nhiên sẽ có những người khác hùa theo, dù sao cũng là dịp khai trương cửa hàng binh khí mà không có múa lân sư rồng. Vậy thì diễn một màn kịch cho mọi người xem cũng chẳng có gì là sai. Bất luận lần này là Liễu gia hay Triệu gia phải chịu mất mặt thì những người đứng xem vẫn sẽ rất hứng thú. Xem kịch mà, bọn họ có phải chịu ảnh hưởng gì đâu. Còn phải hỏi thử xem cô gia có đồng ý không. Vương Đức bật cười giễu cợt, mục đích của lão ta tới đây là để gây hấn, bây giờ lại có người thay lão ta làm ầm ĩ, vậy thì còn chờ gì nữa mà không ra tay, đập phá cho nhanh rồi rời đi thôi. Nếu không dám thì nhận thua đi. Hai tên sai vặt của Liễu gia liếc mắt nhìn Triệu Bân, là kẻ tôi tớ mà còn kiêu ngạo hơn cả chủ nhân. Phải so chứ. Triệu Bân nhún vai, thản nhiên nói. Keng. Triệu Bân vừa nói xong thì liền nhìn thấy Vương Đức rút kiếm ra, lúc lão ta rút kiếm ra, âm thanh của kiếm ma sát với vỏ kiếm vang lên khá chói tai. Thanh kiếm của lão ta là một thanh kiếm bạc toát ra ánh sáng chói lọi khiến cho người ta phải chói mắt, mặc dù người của Liễu gia chẳng ra gì, nhưng binh khí của bọn họ đúng là tốt nhất ở thành vong cổ này. Đây là kiếm Hàn Sương, Vương Đức nói, rồi khinh thường bổ sung thêm một câu. Nó là thanh kiếm tệ nhất của cửa hàng binh khí Liễu gia ta. Lời này vừa nói ra, những người đứng xem trên phố liền cười mỉa, lão già này đúng là vừa nói ra một câu chí mạng. Thử nghĩ mà xem, nếu như lão ta có thể dùng thanh kiếm tệ nhất của cửa hàng binh khí Liễu gia đánh bại binh khí của cửa hàng binh khí Triệu gia, thì rõ ràng sẽ có thể gây ra sự đả kích lớn nhất đối với Triệu gia. Một chiêu này của lão ta đúng là quá cao tay. Tiểu vỡ, người cũng chọn món binh khí tệ nhất ra đây. Kêu người ngoài lại nói chúng ta ức hiếp kẻ yếu, Triệu Bân ngáp dài một cái nói. Vâng, Võ Nhị bà cái chiêng xuống, lẹ làng đi vào trong. Lúc trở ra, hắn ta ôm theo một thanh kiếm toàn thân đen nhánh,
chiều dài so với thanh kiếm của bên kia cũng tương đương với trọng lượng của cả hai cũng đều nhẹ, thanh kiếm này nhìn có vẻ không tốt lắm, người đứng xem đều ho khan.